Ngụy Dĩnh mở bản đồ ra, phía trên đánh dấu có Tinh Lạc Cốc tọa độ, nhưng nghĩ tới cổ tinh môn, nàng liền có chút đau đầu. Diệp Thần nói, vì cái gì? Ngụy Dĩnh nói, đại hiền giả giọt máu kia, chúng ta muốn, cổ tinh môn chắc chắn cũng muốn a. Trước đó cổ tinh môn tuế nguyệt qua tốt, xem ở cảnh khô thiền sư mặt mũi, ngược lại cũng không đến mức ra tay cưỡng đoạt, nhưng bây giờ. Nàng xem thấy giữa thiên địa đông nghịt khói mù, khắp nơi tàn phá bừa bãi sấm chớp mưa bão cùng mưa gió, lo lắng nói, cổ tinh cửa vài trận thất bại, không thể tiếp thu được đại hiền giả quyền hành, thậm chí tổn thương nguyên khí nặng nề, thu nhận thiên kiếp, hiên viên vương vì khôi phục nguyên khí, nói không chừng sẽ phái người cưỡng đoạt giọt kia trụ thần huyết. Tối hôm qua múa Hàn Yên cũng khuyên ta, bảo ta không muốn đi Tinh Lạc Cốc, bởi vì cổ tinh môn chắc chắn cũng biết đi, chúng ta đi, không chiếm được chỗ tốt gì. Nghe vậy, Diệp Thần cũng là cảm thấy có điểm khó giải quyết, đây là tinh nguyên hạo thổ, là cổ tinh môn địa bàn, một khi tranh đấu bộc phát, tự nhiên đối với hắn vô cùng bất lợi. Nhưng, đại hiền giả giọt kia trụ thần huyết, là cứu vớt phú tổ chỗ mấu chốt, không thể sai sót, Diệp Thần tuyệt đối không có khả năng bỏ lỡ. Giọt kia trụ thần huyết, tràn ngập hắc ám ô uế cùng dơ bẩn, nhưng bây giờ Diệp Thần, nắm giữ lấy cường đại siêu độ pháp tắc, hoàn toàn có thể đem hắc ám tịnh hóa, từ đó nhận được tinh thuần trụ thần huyết, cứu sống vũ tổ không thành vấn đề. Vấn đề là, có cổ tinh môn ngăn trở, hắn muốn cầm đến trụ thần huyết, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ. Đến lúc này, đã không có khả năng rút lui, chúng ta liền đi Tinh Lạc Cốc một chuyến, có cái gì gian nan hiểm trở, đi đến lại nói. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, trong lòng có quyết đoán. Ngụy Dĩnh nói, hảo, khối này lệnh bài ngươi cầm. Nàng móc ra hai khối lệnh bài, một khối tự cầm, treo ở bên hông, một khối giao cho Diệp Thần. Đây là... Diệp Thần gặp trên bảng hiệu khắc lấy một cái đế chữ, có chút hiếu kỳ hỏi. Ngụy Dĩnh thở dài, là tối hôm qua múa Hàn Yên cho ta, nàng nói chúng ta cứng rắn muốn đi Tinh Lạc Cốc mà nói, có thể đeo lên khối này lệnh bài. Giả vờ là thiên đế gia tộc người, miễn cho bại lộ thân phận. Diệp Thần liền đem lệnh bài treo ở bên hông, nói, nữ nhân kia đối với ngươi ngược lại tốt. Ngụy Dĩnh nói, ở giữa bạn bè tư tình, cuối cùng đánh không lại nàng cho là sự nghiệp vĩ đại, trấn áp hắc ám, truyền bá văn minh chi quang, thiết lập trật tự, cấu tạo một cái chân chính hoàn mỹ thế giới, nàng đã điên rồi. Diệp Thần trầm mặc không nói gì, cũng chỉ có thể lắc đầu. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Luân hồi trận doanh cùng thiên đế gia tộc, về sau nhất định là muốn mỗi người đi một ngả. Hắn cùng Ngụy Dĩnh bước nhanh rời đi thiên đế gia tộc địa giới, không quay đầu lại, dựa theo trên bản đồ chỉ ra, liền hướng Tinh Lạc Cốc bay lượn mà đi. Giữa thiên địa mưa rào xối xả, hạt mưa bên trong, mang theo không rõ tai kiếp khí tức, rơi vào trên thân người, để cho người ta toàn thân đều sinh ra một cỗ cảm giác khó chịu, giống như trên bầu trời rơi xuống, không phải thông thường mưa. Mà là thi thủy ngưng kết mà thành hạt mưa, mang theo không hiểu dơ bẩn cùng kiềm chế. Trên thân Diệp Thần liền phóng ra văn minh chi quang, đem tất cả nước mưa phá giải, cùng Ngụy Dĩnh một đường phá trước khi mưa đi, lại xuyên qua trọng trọng thiên tai sấm chớp mưa bão, ước chừng hai ngày sau, hai người rốt cuộc đã tới Tinh Lạc Cốc. Tinh nguyên hạo thổ cương vực hùng vĩ, từ thiên đế gia tộc đến Tinh Lạc Cốc, đường đi xa xôi, cho dù là Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh, cũng là ước chừng hao tốn hai ngày thời gian, vừa mới đến. Mà theo thời gian trôi qua, Diệp Thần nhật chi thạch, năng lượng cũng là dần dần khôi phục. Còn có nhân tổ Nam Hoa lão quân cho hắn triệu hoán phủ chiếu, chính là cái kia trương có thể triệu hoán anh linh nữ tướng Lâm Thanh Sương phủ chiếu, khí tức cũng là dần dần khôi phục. Điều này làm cho Diệp Thần nội tâm, nhiều hơn không ít sức mạnh. Coi như đụng tới ngoài ý muốn gì nguy hiểm, cũng có thể ứng đối chào hỏi, bất quá cái này triệu hoán phủ chiếu, tối đa chỉ có thể sử dụng 3 lần. Diệp Thần trước đó đã dùng qua một lần, còn có hai lần cơ hội, lại là cần cẩn thận sử dụng. Giờ này khắc này, Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh đã đi tới Tinh Lạc Cốc. Ngoại giới thiên tai tàn phá bừa bãi, nhưng bên trong Tinh Lạc Cốc lại là một mảnh chim hót hoa nở bộ dáng, khắp nơi tràn đầy tiên khí dáng lành, giống như có cái gì thần thánh đổ vật thủ hộ nơi đây. Trong núi non trùng điệp, từng cây cổ thụ chọc trời mọc lên như rừng, kéo dài đến nơi xa, có thể thấy được đủ loại phi cầm linh thú. Nhưng không thấy dấu chân người. Nơi này chính là Tinh Lạc Cốc sao? Đại hiền giả giọt kia trụ thần huyết, lại không biết ở nơi nào. Diệp Thần khẽ cau mày, mảnh này Tinh Lạc Cốc, cương vực có chút bao la, nhưng cũng không tính lớn bao nhiêu, nếu như cất dấu trong đó có trụ thần huyết, lấy Diệp Thần thần thức, một chút liền có thể bắt được. Dù sao, trụ thần huyết năng lượng,
thực sự quá mênh mông, thiên cơ khó mà che giấu. Nhưng Diệp Thần cẩn thận bắt giữ, lại không bắt được mảy may dấu vết, nghĩ đến là có cường giả gì, cất giấu trụ thần huyết, đồng thời ẩn nặc tất cả khí tức. Ngay tại vị kia tinh không cường giả, cành khô thiền sư trong tay, hắn ẩn cư tại Hắc Cổ Tự, chúng ta đi bái phỏng hắn. Ngụy Dĩnh lấy ra địa đồ, trên bản đồ hội họa lấy Tinh Lạc Cốc hoàn cảnh, phía trên đánh dấu có một tòa chùa miếu, gọi Hắc Cổ Tự. Hảo! Diệp Thần gật gật đầu, liền cùng Ngụy Dĩnh cùng một chỗ, dọc theo địa đồ chỉ ra, hướng về Hắc Cổ Tự bay lượn mà đi. Ngụy Dĩnh ngưng trọng nói, chỉ mong không được đụng đến cổ tinh người trong môn. Phía trước tại Thiên Đế gia tộc, cũng là bởi vì Lôi Âm Thần Điểu xuất hiện, bằng thêm rất nhiều khó khăn trắc trở. Diệp Thần bây giờ thực lực cường đại, ngược lại là không có lo lắng quá nhiều, nói, không sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nếu là cổ tinh môn muốn ngăn trở, để ta giải quyết chính là. Ngụy Dĩnh nghe được Diệp Thần tự tin ngữ khí, lập tức ngẩn ngơ, sau đó lại khẽ gật đầu một cái nói, coi như giải quyết cổ tinh môn, vị kia cảnh khô thiền sư, có chịu hay không đem trụ thần huyết cho chúng ta, cái kia cũng rất khó nói. Đại hiền giả trụ thần huyết, giá trị không thể đo lường. Vị kia cảnh khô thiền sư đã chấp trưởng, há lại chịu dễ dàng chắp tay nhường cho người. Đi đến Hắc Cổ Tự rồi nói sau. Diệp Thần trầm ngâm nói, vị kia cảnh khô thiền sư, tên thật gọi Huyền Thiên Cây Khô, tựa hồ cùng tinh không bỉ ngạn Huyền Thiên gia tộc có ngọn nguồn, mà Diệp Thần cùng Huyền Thiên gia tộc, quan hệ cũng không cạn, bằng vào điểm này, hắn có lẽ có thể thuyết phục cảnh khô thiền sư, đem trụ thần huyết cho hắn. Chỉ có điều, cổ tinh môn tồn tại, cũng muốn đề phòng. Diệp Thần đã mơ hồ bắt được cổ tinh môn cường giả khí thức, muốn gặp được cảnh khô thiền sư mà nói, sợ rằng phải trước giải quyết đi cổ tinh môn. Dọc theo địa đồ chỉ ra, Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh một đường bay lượn tiến lên, sơn mạch thiên phong hiểm trở, trên bản đồ chỉ ra, cái kia Hắc Cổ Tự ngay tại quần sơn trong. Bên trong tinh là cốc sơn mạch, hung thú nhiều, tất cả hung thú trên trán đều có dán Phật môn phù lục, hung mãnh dị thường, vừa nhìn thấy Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh, cũng không cần mệnh gào thét vồ giết tới. Cái này hiển nhiên là Hắc Cổ Tự bồi dưỡng hung thú, dùng để ngăn cản ngoại nhân. Bất quá đám hung thú này, có thể cản ngăn đón người bình thường, ngăn không được Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh. Diệp Thần đều không cần vận dụng luân hồi pháp, thậm chí không cần vận dụng bất luận cái gì thần thông võ kỹ, rút ra tuyệt mệnh thiên kiếm, mũi kiếm vút qua, giống như chém dưa thái rau giống như, đem cản đường hung thú chém giết. Cái này tuyệt mệnh thiên kiếm, chính là thiên đấu sát thần ngày xưa thần binh lợi khí. Bản thân sát phạt phong mang, liền 10 phần lăng lệ kinh khủng, Diệp Thần trước sớm dựa vào siêu độ pháp tắc, giải khai tuyệt mệnh thiên kiếm phong ấn, bây giờ hoàn toàn chấp trưởng này kiếm, phong mang nhất bạo phát, kia thật là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Không cần bao lâu, Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh liền leo lên một đỉnh núi, từ đỉnh núi quan sát tiếp, liền thấy phía dưới là một mảnh bình nguyên, bên trên bình nguyên xây dựng lấy một tòa chùa miếu, gạch ngói có màu đen, đàn hương lượn lờ, cổ trung âm thanh dạo dực. Chính là Hắc Cổ Tự. Quần sơn trong, đột ngột xuất hiện một mảnh bình nguyên, hơn nữa như mặt gương giống như bóng loáng, hiển nhiên là có bậc đại thần thông, đem quần sơn gọt sạch, ở đây kiến tạo một tòa chùa miếu, lại nuôi dưỡng rất nhiều hung thú, bố trí tại quần sơn trong, ngăn cản ngoại nhân, tị thế ẩn cư. Ngụy Dĩnh nói, Hắc Cổ Tự đến. Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, trong mơ hồ, quả nhiên liền bắt được một chút xíu rộng rãi khí tức, đó là duy nhất thuộc về trụ khí tức của thần. Đại hiền giả giọt kia trụ thần huyết, chắc chắn thì ở tòa này Hắc Cổ Tự bên trong, hơn nữa bị người trưởng khống lấy, tận lực che giấu khí tức. Chỉ là, trụ thần huyết khí tức, quá mức mênh mông bàng bạc, coi như tận lực ẩn nấp, vẫn có một chút xíu tản mát ra, Diệp Thần bây giờ ngay tại Hắc Cổ Tự phụ cận, một chút liền bắt được. Ngụy Dĩnh lại ngưng trọng nói, cổ tinh môn quả nhiên người đến. Chỉ thấy Hắc Cổ Tự cửa ra vào đối với ra quảng trường, một cái áo đen tăng nhân đơn trưởng dựng thẳng ngực. Uyên đình nhạc chỉ một dạng đứng vững, canh giữ ở nơi cửa. Mà tại áo đen tăng nhân phía trước, có hai nữ tử, một cái là trung niên mỹ phụ, cưỡi một đầu sư tử thú, vênh váo tự đắc bộ dáng. Một cô gái khác, chống đỡ đem dù giấy, hai đầu lông mày mang theo phiền muộn cùng ai oán, sở sở động lòng người. Các nàng bên hông, đều đeo cổ tinh môn lệnh bài. Diệp Thần xem xét, lập tức chấn động. Cái kia trung niên mỹ phụ, lại là ngày xưa độc thủ dược thần thê tử. Thần Tuyết Giao Cơ. Từ Diệp Thần cứu vớt đại chúa tể muội muội Thương Thiên Lạc Nguyệt sau, thế giới tuyến biến động, cái gọi là kẻ ngu biến mất, xem như kẻ ngu thần điện điện chủ Thần Tuyết Giao Cơ, trong vòng một đêm tín ngưỡng sụp đổ, cơ hồ sụp đổ,
bị cổ tinh môn Hiên Viên Vương chỗ cứu, đồng thời ban tên Tinh Ẩm Nguyệt, thậm chí định vì vị hôn thê. Phía trước Diệp Thần tại kiếm bắc giới mạo hiểm, cướp đoạt tuyệt mệnh thiên kiếm thời điểm, liền cùng Tinh Ẩm Nguyệt hợp làm tranh đấu qua, cuối cùng làm hắn đánh giết Ban Thiên Đế, Tinh Ẩm Nguyệt thậm chí lại cướp đi Ban Thiên Đế thi thể, để cho hắn chịu tổn thất trọng đại. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, lại ở chỗ này nhìn thấy Tinh Ẩm Nguyệt. Tinh Ẩm Nguyệt dưới hông cưỡi sư tử thú, chính là Ẩn Sơn Vân Nghê, cổ tinh môn một trong tứ đại hộ sơn thần thú. Trước đây độ chi mảnh vụn chi tranh, Diệp Thần một tiếng kém chút bắn giết Ẩn Sơn Vân Nghê, đối phương bị trọng thương, bây giờ nhìn hắn khí tức, thương thế hiển nhiên đã khôi phục. Giống Ẩn Sơn Vân Nghê loại này cấp bậc cường đại tồn tại, chỉ cần một chút giết không chết nó, liền sẽ cho tàn lại cháy, trở thành hậu hoạn. Tại Diệp Thần trong ấn tượng, Ẩn Sơn Vân Nghê tính khí cao ngạo bất khuất, nhưng bây giờ, nó lại một bộ khiêm tốn cung thuận bộ dáng, cam tâm Tinh Ẩm Nguyệt tỏa kỵ. Suy nghĩ một chút cũng bình thường, Tinh Ẩm Nguyệt thế nhưng là Hiên Viên Vương vị hôn thê, phía trước nàng và Ban Thiên Đế có mâu thuẫn, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng nàng và Hiên Viên Vương quan hệ. Xem như Hiên Viên Vương vị hôn thê, Tinh Ẩm Nguyệt tại cổ tinh môn bên trong địa vị, vô cùng tự nhiên cao thượng, liền xem như Ẩn Sơn Vân Nghê, đều đối nàng vô cùng cung kính dịu dàng ngoan ngoãn. Mà tại Ẩn Sơn Vân Nghê cùng Tinh Ẩm Nguyệt bên cạnh, cái kia chống đỡ màu đen dù giấy nữ tử, chính là ngày xưa độc thủ dược thần nữ nhi, Độc Cô Già La. Cũng là Tinh Ẩm Nguyệt nữ nhi. Nhìn bộ dáng, Tinh Ẩm Nguyệt cùng Độc Cô Già La cái này hai mẫu tử, cuối cùng là đoàn tụ. Chỉ là, Diệp Thần nhìn Độc Cô Già La biểu lộ, tựa hồ có chút u buồn, tâm sự nặng nề bộ dáng. Diệp Thần, làm sao bây giờ, cổ tinh môn người ở phía dưới a? Ngụy Dĩnh một hồi lo nghĩ, chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra, cổ tinh môn quả nhiên người tới, chắc chắn cũng là hướng về phía trụ thần huyết tới, dù sao mảnh này tinh lạc cốc, tòa này hắc cổ tự bên trong, duy nhất có thể gây nên cổ tinh môn hứng thú, cũng chỉ có trụ thần huyết. Đừng nóng vội, xem trước một chút lại nói. Diệp Thần cũng không nóng nảy, yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới. Hai vị thí chủ mời trở về đi, phương trượng sư phó còn không có xuất quan, các ngươi có thể 10 năm sau lại đến. Chỉ thấy hắc cổ tự cửa ra vào phía trước, vị áo đen kia tăng nhân, thần sắc nghiêm nghị, ngữ khí có chút vắng lặng đạo, một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng. Tinh Ẩm Nguyệt nhếch miệng lên một vòng lãnh khốc đường cong, nói, đạo diễn đại sư, Cành Khô Thiền sư bế quan, ta không dám quấy nhiễu, ta phụng Hiên Viên Vương đại nhân chi mệnh đến đây, chỉ muốn mượn dùng một vật. Pháp hiệu kêu lên diễn áo đen tăng nhân nói, các người muốn mượn dùng đại hiền giả trụ thần huyết, có thể đợi 10 năm sau lại đến. Giọt kia trụ thần huyết tại trong tay phương trượng sư phó, hắn còn không có xuất quan, lại có thể nào cho các ngươi mượn. Tinh Ẩm Nguyệt biểu lộ cứng đờ, sau đó cười nói, đạo diễn đại sư, người đi hỏi Cành Khô Thiền sư lấy huyết chính là, bây giờ Hiên Viên Vương đại nhân tổn thương nguyên khí nặng nề, nhu cầu cấp bách khôi phục nguyên khí, ta chỉ cầu các ngươi hắc cổ tự, có thể dơ cao đánh khẽ, đem cái kia trụ thần huyết mượn cùng chúng ta, sau đó ta cổ tinh môn, tất có hậu báo. Áo đen tăng nhân đạo diễn lắc đầu, nói, phương trượng sư phó bế quan nhập định, bần tăng không dám quấy nhiễu, huống chi, đại hiền giả giọt kia trụ thần huyết, đã sớm bị hắc ám ô nhiễm, người bình thường chạm vào tức tử, căn bản là không có cách lợi dụng, thí chủ nếu là lấy về, không những không giúp được Hiên Viên Vương, còn có thể hại hắn. Tinh Ẩm Nguyệt cười nói, nếu là hắc ám ô nhiễm chi huyết, các người hắc cổ tự cần gì phải đau khổ nắm trong tay, không chịu buông ra. Áo đen tăng nhân đạo diễn nói, phương trượng sư phó là sợ giọt máu kia ô nhiễm thiên địa, căn cứ ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, không biết sợ Phật tâm, tình nguyện chính mình chịu khổ chấp trường, cũng không muốn hại người bên ngoài. Tinh Ẩm Nguyệt cười ha ha, nói, đạo diễn đại sư, các ngươi đại đạo lý có lý có lý, ta biện bất quá ngươi, thế nhưng trụ thần huyết, hôm nay ta nhất định phải đạt được. Đến nỗi cái gì hắc ám ô uế, ngươi không cần lo lắng, nữ nhi của ta già la tinh thông độc thuật, nàng có thể dựa vào lấy độc trị độc chi pháp. Áp chế cái kia trụ thần huyết hắc ám. Ánh mắt nàng nhìn một chút Độc Cô Già La, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Độc Cô Già La chỉ là trầm mặc, một mặt đau thương cùng u oán. Đạo diễn lắc đầu nói, thí chủ, tiểu tăng thấp cổ bé họng, không làm chủ được, các ngươi muốn trụ thần huyết, có thể đợi 10 năm sau lại đến, 10 năm sau chính là phương trượng sư phó xuất quan thời gian. Đến nỗi hôm nay, xin thứ cho tiểu tăng không thể tiếp đãi các ngươi. Nói xong, đạo diễn liền xoay người hướng về hắc cổ tự bên trong đi đến, lại không muốn lại để ý tới Tinh Ẩm Nguyệt. Tinh Ẩm Nguyệt giận dữ, lông mày nhướn lên, quát lên,
lão lừa chọc, cho thể diện mà không cần. Thật coi ta Thần Tuyết Giao Cơ dễ lừa gạt. Nàng dưới sự phẫn nộ, nhất thời lại kêu lên chính mình ngày xưa tên, rút ra bên hông trường kiếm, Lam U U kiếm quang lấp lóe, vung ra một đầu kiếm khí bén nhọn, hướng đạo diễn tăng nhân thân eo chém tới. Xem như độc thủ dược thần thê tử, Tinh Ẩm Nguyệt cũng tinh thông độc thuật, thân kiếm ngâm kịch độc, một kiếm này u quang khí độc hung hãn, muốn đưa người chết mệnh. Đạo diễn tăng nhân lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Tinh Ẩm Nguyệt thế mà lại động thủ, hắn lập tức trở tay một trường, một chiêu diệu pháp hoa sen đánh ra, trong hư không nở rộ bảy cánh thanh liên, thất thải vân khí gào thét, đài sen đè ép phía dưới, liền đem Tinh Ẩm Nguyệt kiếm quang đập vụn. Thí chủ, Phật môn trọng địa, không dung ngươi động thủ. Đạo diễn tăng nhân trầm giọng nói. Diệp thần thấy hắn vừa mới ra tay, chiêu pháp chính là Phật tổ chân kinh bên trong Phật Pháp uy năng mặc dù không bằng chính mình, nhưng chuẩn mực cũng coi như xâm nghiêm, hắn liền gật gật đầu, nhưng nghĩ tới Tinh Ẩm Nguyệt thân là Hiên Viên Vương vị hôn thê, sớm đã phải Hiên Viên Vương chúc phúc, thực lực vô cùng cường đại, lại thêm ẩn sơn vân nghê, cái này đạo diễn tăng nhân nhất định ngang hàng bất quá, hắn lại lắc đầu. Ngụy Dĩnh tu vi không đủ, gặp Diệp thần cũng không có hành động, nàng cũng chỉ có thể nhìn xem. Tinh Ẩm Nguyệt quát lên, các ngươi không đem trụ thần huyết giao ra, ta hôm nay liền đem các ngươi tòa này phá chùa miếu phá hủy. Người kia cái gì sư phó Cảnh Khô Thiền Sư, danh xưng tinh không cường giả, bất quá là một đầu bị bóng tối áp bách, cùng đường mạt lộ chó nhà có tang thôi. Ta Cổ Tinh Môn nể mặt kêu một tiếng thiền sư, các ngươi không biết tốt xấu, cái kia đừng trách ta vô tình. Hai chân nàng kẹp lấy, liền cưỡi ẩn sơn vân nghê, huy kiếm hướng đạo diễn tăng nhân đánh tới. Ẩn sơn vân nghê rít lên một tiếng, thanh chấn quần sơn, khí thế dữ tợn, dương nanh múa vuốt hướng đạo diễn tăng nhân đánh tới, Tinh Ẩm Nguyệt Lam U U ngâm độc mũi kiếm, cũng đi theo chém ra. Phật Pháp, chiếu rõ hư không. Đạo diễn tăng nhân sầm mặt lại, vội vàng lui ra phía sau một bước, điều động tinh lạc cốc mà mạch bên trong, lập tức, thiên tượng cuồn cuộn, địa mạch khí tức mãnh liệt, vô tận thiên địa vĩ lực gia tăng đến trên người hắn, hắn toàn thân Phật quang cuồn cuộn, sau lưng liền hiển hóa ra một tòa trăm trượng Bồ Tát Pháp tướng, cuồn cuộn tia sáng tựa như có thể chiếu phá hết thảy hắc ám hư không. Hô! Đạo diễn tăng nhân vung ra một trường, sau lưng Bồ Tát Pháp tướng, cũng đi theo bàn tay chụp ra, muốn đem Tinh Ẩm Nguyệt cùng ẩn sơn vân nghe một thể chấn áp. Mẫu thân! Độc Cô Già La quát to một tiếng, nhìn thấy Tinh Ẩm Nguyệt cùng đạo diễn tăng nhân tranh đấu, cảm thấy rất là xoắn suýt không đành lòng, muốn ngăn cản, nhưng loại này cấp bậc chiến đấu, cũng không phải nàng có thể nhúng tay, nàng chỉ sở trường về độc cổ chi thuật. Hừ! Tinh Ẩm Nguyệt nhìn thấy đạo diễn tăng nhân Pháp tướng Phật trưởng vỗ xuống, không chút kinh hoàng, một tiếng quát mắng. Quang Minh Trảm! Nàng trường kiếm chém ngang, kiếm khí như sóng đảo bao phủ, cuồn cuộn sáng chói thuần trắng quang huy chém ra, xoẹt một tiếng, liền đem cái kia ngập trời Pháp tướng Phật trưởng, triệt để chảm phá, vô số nhỏ vụn Phật quang tản mạn khắp nơi đi ra. Đạo diễn tăng nhân thần sắc đại biến, thân thể cũng lọt vào kiếm khí chảm bổ, lồng ngực xuất hiện một đầu dữ tợn vết máu. Tinh Ẩm Nguyệt một kiếm này, vô cùng thuần túy đơn giản, chính là hội tụ quang minh, một kiếm chém ra, nhưng uy thế lại tương đương lăng lệ, đây là đại đạo chí giản, đây không phải chính nàng có thể lĩnh ngộ ra kiếm pháp, chính là Hiên Viên Vương thân truyền thụ, truyền thừa từ đại hiền giả, ẩn chứa văn minh trật tự uy áp. Đạo diễn tăng nhân sau lưng Bồ Tát Pháp tướng, trong nháy mắt cũng đi theo giải tán. Giống, ẩn sơn vân nghe rít lên một tiếng, bổ nhào tới, móng vuốt một chút quét ngang. Đạo diễn tăng nhân bị quét bay ra ngoài, ruột đều kém chút rơi ra ngoài, vết thương chồng chất. Tinh Ẩm Nguyệt khinh thường nở nụ cười, nói, lão lừa chọc, như thế nào, chịu đem trụ thần huyết giao ra đây sao? Đạo diễn tăng nhân ho khan chảy máu, mặc dù bị thương nặng, nhưng không có chút nào khuất phục chi sắc, hai đầu lông mày vẫn một mảnh trầm ổn vắng lặng bộ dáng, đứng dậy, nói, thí chủ nghĩ lấy mạnh hiếp yếu, đó là tuyệt đối không thể, bần tăng không phải địch thủ của ngươi. Nhưng ta Hắc Cổ tự đại trận xâm nghiêm, công phạt không đủ, tự vệ lại dư xài. Chỉ thấy đạo diễn tăng nhân mũi chân chĩa xuống đất, người nhẹ nhàng lui lại, lui về Hắc Cổ tự bên trong, bịch một cái đem cửa chính đóng lại, sau đó trong chùa miếu, liền truyền ra trận trận tiếng phạm sướng. Tiếp theo sát, kim sắc Phật quang từ Hắc Cổ tự bên trong phóng lên trời, như mưa hướng về bốn phía, tạo thành từng cái kinh văn thác nước, rủ xuống tới, hóa thành cấm chế thủ hộ. Cuồn cuộn Phật quang ẩn ẩn lại hóa thành một nửa hình tròn vòng bảo hộ, đem toàn bộ Hắc Cổ tự bao lại. Tinh Uống Nguyệt sắc mặt biến hóa, huy kiếm một bổ, kiếm quang chạm tại trên vòng bảo vệ, lại không thể đem vòng bảo hộ phá vỡ một chút,
thậm chí trên vòng bảo vệ Phật quang kinh văn, còn lóe lên, bắn ngược trở về một cỗ hùng hồn lực đạo, đem nàng thân thể đẩy lui. Thí chủ mời trở về đi, ta Hắc Cổ Tự Thiên Phật đang cảm giác trận, không phải ngươi có thể phá vỡ. Đạo diễn tăng nhân âm thanh, liền từ Hắc Cổ Tự bên trong truyền ra. Tinh Uống Nguyệt sắc mặt rất là khó coi, từ trong ngực lấy ra một bình hủ hóa độc thủy, tưới vào cái kia Thiên Phật đang cảm giác trận trên vòng bảo vệ, suy suy vang dội, độc thủy đều bị bốc hơi, lại không thể tổn thương vòng bảo hộ một chút. Ẩn Sơn Vân Nghê bay nhào đi lên, lợi chảo xoát xoát vạch ra, vòng bảo hộ kia trong cương có nhu, nó đem hết toàn lực cũng không phá hết. Trận pháp này không đúng, coi như cùng địa mạch tương liên, phòng hộ cũng không khả năng thâm hậu như thế, trận nhãn chắc có một chút siêu thoát không không cường đại chi vật. Ẩn Sơn Vân Nghê ánh mắt sắc bén, lập tức liền phát giác không thích hợp, Hắc Cổ Tự thủ hộ đại trận, lực phòng ngự cường hãn đến lạ thường, coi như phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào khoảng không, cũng là tương đối hiếm thấy. Tinh Ẩm Nguyệt sầm mặt lại, cũng là cảm thấy khó giải quyết. Độc Cô Già La chống đỡ rủ giấy, tiến lên một bước, nói khẽ, mẫu thân, chúng ta đi thôi. Tinh Ẩm Nguyệt hừ một tiếng, ánh mắt xâm nghiêm sắc bén, đột nhiên nhìn về phía Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh ẩn thân đỉnh núi, quát lên, luân hồi chi chủ, băng thần Ngụy Dĩnh, các ngươi còn muốn trốn đến lúc nào? Lăn xuống đi a. Đang tại trên đỉnh núi Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh, lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới khí thức của mình đã bại lộ. Càng không có nghĩ tới chính là, Tinh Ẩm Nguyệt thế mà xem thấu Diệp Thần thân phận. Phải biết, bây giờ Diệp Thần dịch dung ngụy trang, trước đây ngay cả Lôi Âm Thần đều nhìn không thấu, Tinh Ẩm Nguyệt thế mà một lời điểm phá. Độc Cô Già La cũng lấy làm kinh hãi, nhìn về phía đỉnh núi chỗ, nói, Diệp đại ca tới rồi sao? Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh thấy mình đã bại lộ, loại sách tay tay người nhẹ nhàng từ trên đỉnh núi hạ xuống tới. Ngươi là, Diệp đại ca. Độc Cô Già La ngẩn ngơ, bây giờ Diệp Thần dịch dung cải tiến, nàng không nhận ra được. Tiền bối là thế nào nhận ra ta? Diệp Thần nhìn về phía Tinh Ẩm Nguyệt, cùng đối phương duy trì một cái để phòng cảnh giác khoảng cách. Tinh Ẩm Nguyệt hừ một tiếng, nói, ngươi ngụy trang rất khá, nhưng ngươi là ta tiên phu độc thủ dược thần đồ đệ, trên người ngươi có khí tức của hắn, ta không nhận ra ngươi, ta chỉ bắt được ta tiên phu khí tức, liền suy tính ra thân phận của ngươi. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói, thì ra là thế. Thân phận đã bại lộ, hắn cũng sẽ không ngụy trang, triệt hồi chính mình cùng trên thân Ngụy Dĩnh tất cả ngụy trang, hiện ra chân dung. Độc Cô Già La nhìn thấy Diệp Thần hình dáng, lập tức a một tiếng che lại miệng, trong mắt toát ra các loại vẻ phức tạp. Kiếm Bắc Giới từ biệt, tiền bối thân thể vừa vặn rất tốt. Diệp Thần cười chắp tay một cái, trong lòng suy nghĩ lấy đối sách. Bây giờ Tinh Ẩm Nguyệt là Hiên Viên Vương vị hôn thê, đã phải Hiên Viên Vương chúc phúc, thực lực mạnh mẽ, lại thêm Ẩn Sơn Vân Nghê cũng ở nơi đây, nếu là đánh nhau, Diệp Thần dựa vào đủ loại át chủ bài thủ đoạn, tất nhiên có thể thắng, nhưng cũng cần trả giá không nhỏ đại giới. Hơn nữa đây là Tinh Nguyên Hạo Thổ, coi như tại Tinh Lạc Cốc bên trong, cũng coi như là cổ tinh môn địa bàn phạm vi, một khi tranh đấu, cổ tinh môn số lớn cường giả buông xuống, Diệp Thần cũng không chiếm được chỗ tốt. Đương nhiên, nếu quả thật chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết, hắn cũng sẽ không lùi bước, bây giờ là tìm kiếm Tinh Ẩm Nguyệt ý. Tinh Ẩm Nguyệt quát lên, cái gì tiền bối, luận bối phận, ngươi nên gọi ta một tiếng sư mẫu. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, tiền bối nếu chịu thoát ly cổ tinh môn, quay về ta luân hồi trận doanh, ta tự nhiên tôn kính ngươi vì sư mẫu, nhưng bây giờ lời nói. Tinh Ẩm Nguyệt nói, ngươi không biết lễ phép, ta phải giáo huấn ngươi một chút. Diệp Thần nói, tiền bối nếu muốn đánh trận, ta cũng không sợ. Người trước đây cướp đi Ban Thiên Đế thi thể, ta còn không có tính sổ với ngươi. Tinh Ẩm Nguyệt quát lên, làm càn, dám như thế cùng trưởng bối nói chuyện, tự tìm cái chết. Nàng keng một tiếng siết kiếm nơi tay, liền muốn ra tay. Tuy nói trước đây độ chi mảnh vụn tranh đoạt chiến, Diệp Thần biểu hiện lóa mắt, võ huân kinh thiên, nhưng Tinh Ẩm Nguyệt cũng không e ngại, dù sao đây là Tinh Nguyên Hạo Thổ, là cổ tinh môn địa bàn, hơn nữa nàng tự tin dựa vào Hiên Viên Vương đủ loại thần thông uy áp, có thể áp chế Diệp Thần. Coi như giết không chết, chỉ cần có thể áp chế, cướp đoạt Diệp Thần trên người độ chi mảnh vụn, vậy nàng muốn phá vỡ Hắc Cổ Tự trận pháp, lại cướp đoạt trụ thần huyết, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Độc Cô Già La gặp mẫu thân liền muốn ra tay, hoảng hốt vội nói, mẫu thân, dừng tay. Không nên đánh. Nàng phi thân mà ra, liền ngăn ở Tinh Ẩm Nguyệt kiếm phía trước. Tinh Ẩm Nguyệt ánh mắt phát lạnh, nói, tránh ra. Già La,
ngươi bị tiểu tử này mê hoặc, vậy ta hôm nay thuận tay thay ngươi chặt đứt tơ tình. Độc Cô Già La buồn bã nói, mẫu thân, khoan động thủ đã, ta muốn cùng Diệp đại ca nói mấy câu, ta từ nhỏ đến lớn không có cầu qua ngươi cái gì, chỉ cầu ngươi một lần. Tinh Ẩm Nguyệt thần sắc trầm xuống, nghĩ thầm nữ nhi của mình nhất định bị luân hồi chi chủ mê hoặc, đến lúc này còn nghĩ nói chuyện yêu đương, nhưng chư thiên người người đều biết luân hồi chi chủ hậu cung vô số, hòa tâm vô cùng, há lại sẽ quan tâm chỉ là một cái Độc Cô Già La. Chỉ là nhìn thấy nữ nhi ánh mắt yêu thương, Tinh Ẩm Nguyệt lại không đành lòng, nói, hảo, ta cho các ngươi thời gian một nén nhang, luân hồi chi chủ, sau một nén nhang, ta tất sát ngươi. Ta cùng Hiên Viên Vương đại nhân, đã suy nghĩ đến đối phó ngươi biện pháp, ngươi liền chờ chết đi. Nghe vậy, trong lòng Diệp Thần run lên, suy nghĩ, nàng có cái gì biện pháp, có thể đối phó ta. Ân, hơn phân nửa là làm ta sợ. Độc Cô Già La sâu kín nhìn về phía Diệp Thần, nói, Diệp đại ca, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Diệp Thần thực không muốn cùng Tinh Ẩm Nguyệt tử đấu, nếu có thể để cho Độc Cô Già La đi khuyên can, cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, liền gật gật đầu, cùng Độc Cô Già La đi đến Hắc Cổ Tự trước cửa một gốc đại dong thụ phía dưới. Ngụy Dĩnh cước bộ lui về phía sau thối lui, tận lực cùng Tinh Ẩm Nguyệt kéo dài khoảng cách, miễn cho đối phương đột nhiên làm loạn công kích, nàng không cách nào chào hỏi. Nếu như bị bắt làm con tin, cái kia cực kỳ không ổn. Bất quá Tinh Ẩm Nguyệt tính khí mặc dù quái gở cao ngạo, lại cũng không âm hiểm ác liệt, tự nhiên cũng làm không ra bắt con tin, áp chế Diệp Thần loại sự tình này, huống chi con gái nàng còn tại bên cạnh Diệp Thần. Diệp Thần cùng Độc Cô Già La đứng tại đại dong thụ phía dưới, đưa lưng về phía Tinh Ẩm Nguyệt. Độc Cô Già La chống đỡ rủ giấy, che đậy Tinh Ẩm Nguyệt ánh mắt, cái này rủ giấy cũng ngăn cách thiên cơ, lệnh Tinh Ẩm Nguyệt không cách nào quan sát. Diệp đại ca, đã lâu không gặp. Độc Cô Già La ngước mắt ngắm nhìn Diệp Thần, trong đôi mắt tràn đầy yêu thương. Diệp Thần nói, ân, đã lâu không gặp, người cũng đầu phục Cổ Tinh Môn. Độc Cô Già La hoảng hốt vội nói, không phải, không phải. Là mẫu thân của ta, muốn gả cho Hiên Viên Vương, bọn hắn cũng nhanh cử hành hôn lễ, mời chư thiên khách mời, ta nghe tin tức sau, liền đi đến ở đây, cùng ta mẫu thân đoàn tụ. Diệp Thần nói, ai, mẫu thân ngươi, đúng là điên. Tại sao phải gả cho Hiên Viên Vương? Độc Cô Già La ánh mắt lấp lóe, muốn nói lại thôi, hình như có kiêng kỵ. Diệp Thần thấy thế, trong lòng hơi động, nói, ngươi có lời gì, nói thẳng chính là, thiên cơ sẽ không tiết lộ. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần sử dụng Dạ Hoàng Kinh, đêm này Hoàng đã là bóng tối chi chủ bí tịch, bản thân mang theo hắc ám chi khí, sử dụng một cái tới, hắc ám bóng tối tràn ngập, đem bốn phía thiên cơ bao trùm, không tiết không lộ. Thấy thế, Độc Cô Già La lúc này mới yên tâm, nói nhỏ, Hiên Viên Vương lý niệm to lớn, phải giáo hóa chư thiên, truyền bá văn minh chi quang, thiết lập hoàn mỹ thế giới, mẫu thân của ta đối ngoại tuyên bố, nàng là chịu Hiên Viên Vương vĩ đại lý niệm tác động, vì vậy hiến thân, muốn gả cho Hiên Viên Vương, để cầu âm dương hòa giải, vì Hiên Viên Vương sự nghiệp vĩ đại ra một phần lực. Nhưng trên thực tế, không phải, mẫu thân của ta chưa từng có chịu đến tác động, nàng gả cho Hiên Viên Vương. Là muốn đem Hiên Viên Vương nuốt. Nghe vậy, Diệp Thần rất là chấn động, nói, ngươi nói cái gì, mẫu thân ngươi gả cho Hiên Viên Vương, là vì nuốt hắn. Độc Cô Già La lộ ra một vòng giữ kín như bưng biểu lộ, nói, đúng vậy, mẫu thân của ta dã tâm rất lớn, nàng muốn nuốt Hiên Viên Vương, chính mình trở thành chí cao vô thượng vương giả, tiếp đó phi thăng đi tinh không bỉ ngạn. Một phương diện khác, nàng cũng muốn tìm nguồn gốc, Diệp đại ca, trước ngươi cải biến thế giới tuyến. Mẫu thân của ta kẻ ngu thần điệt, trong vòng một đêm sụp đổ, liền chính nàng đều quên kẻ ngu là có ý gì, nàng muốn đi tìm căn, nàng muốn đi tinh không bỉ ngạn, tìm kiếm kẻ ngu sau lưng bí mật chân chính. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, không nghĩ tới Tinh Ẩm Nguyệt ý nghĩ thái quá như vậy, lại muốn thôn phệ Hiên Viên Vương, hắn do dự một chút nói, mẫu thân người muốn tìm căn mà nói, ta có thể nói cho nàng, ta biết kẻ ngu bí mật. Đến nỗi thôn phệ Hiên Viên Vương, cái kia không thể nào. Sâu kiến như thế nào có thể nuốt luôn thần long? Mẫu thân người tại trước mặt Hiên Viên Vương, thật giống như kẻ như run rế, mà Hiên Viên Vương là chân chính thần long, nàng dám thôn phệ cũng chỉ có chết. Người vẫn là khuyên nhủ nàng, gọi nàng cứ việc thoát ly Cổ Tinh Môn, rời đi Hiên Viên Vương, các ngươi tới ta luân hồi trận doanh, rời xa thế gian phân tranh, ta thủ hộ mẹ con các ngươi bình an chính là. Tinh Ẩm Nguyệt cùng Độc Cô Già La, dù sao cũng là độc thủ dược thần thiên nữ. Diệp Thần tự nhiên không ngại thu lưu các nàng.
Bây giờ Diệp Thần càng chạy xuống, càng cảm thấy Hiên Viên Vương cường đại, Hiên Viên Vương cường đại, không chỉ là thực lực của hắn, còn có tinh thần của hắn Lý Niệm. Loại kia tình nguyện bản thân chịu phần thiên đại kiếp đau đớn, cũng muốn kế thừa đại hiền giả quyền hành, truyền bá văn minh chi quang, thiết lập hoàn mỹ thế giới cường đại đạo tâm, tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào có thể thôn phệ. Tinh Ẩm Nguyệt nếu như mưu toan thôn phệ, cái kia chỉ có một con đường chết. Độc Cô Già La Sầu Bi lắc lắc đầu nói, không thể nào, mẫu thân của ta không có khả năng từ bỏ, nàng đã đem ban thiên đế thi thể, hiến tặng cho Hiên Viên Vương tại còn không có đi săn đến vũ tổ phía trước, liền tạm thời coi đây là nhục thân. Mẫu thân của ta chỉ cần tại tương lai đêm tân hôn, ăn hết bộ thân thể này, nàng liền có cơ hội trực tiếp thôn vệ hết Hiên Viên Vương. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, mẫu thân người đúng là điên, thật sự cho rằng Hiên Viên Vương không có phản chế thủ đoạn. Độc Cô Già La nói, đêm động phòng hoa trúc, uyên ương cá nước lúc, Hiên Viên Vương tâm thần nhất định buông lỏng, mẫu thân của ta vẫn có một cơ hội. Diệp Thần nói, mẫu thân ngươi là loại ý nghĩ này ta không lời nào để nói. Độc Cô Già La nói, ai, ta cũng biết mẫu thân của ta gan to bằng trời, phương pháp này cửu tử nhất sinh, phong hiểm quá lớn, nhưng ta khuyên nói không ở, Diệp đại ca, ta chỉ cầu ngươi có thể khuyên nhủ nàng. Diệp Thần nói, mẫu thân ngươi hận không thể giết ta, ta như thế nào khuyên được nàng. Độc Cô Già La nói, không phải, Diệp đại ca, chỉ cần ngươi mét cho mẹ ta, kẻ ngu bí mật phía sau đến cùng là cái gì, để cho nàng mê mang đạo tâm một lần nữa có ký thác, nàng có lẽ cũng sẽ không lại điên cuồng như vậy, đến lúc đó ta cũng khuyên khuyên nàng, nàng có thể liền nguyện ý rời đi cổ tinh môn, ngược lại đi nương nhờ ngươi. Diệp Thần trong lòng hơi động, cái gọi là kẻ ngu, chính là đã từng tam thập tam thiên thần thuật bên trong, xếp hạng thứ nhất tồn tại, là Lạc Thần Thương Thiên Lạc Nguyệt sáng tạo. Hắn thay đổi thế giới tuyến sau, kẻ ngu sụp đổ, Tinh Ẩm Nguyệt đứt rễ cơ bản, đạo tâm cơ hồ sụp đổ, vì vậy làm ra đủ loại cử động điên cuồng. Nếu để cho nàng đạo tâm khôi phục mà nói, đích xác có khả năng để cho nàng lạc đường biết quay lại. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng cũng nên thử xem, dù sao Tinh Ẩm Nguyệt là độc thủ dược thần thê tử, nếu là thật gả cho Hiên Viên Vương, độc thủ dược thần dưới suối vàng biết, chỉ sợ cũng sẽ không nhắm mắt. Hảo! Ta cho ngươi biết mẫu thân chân tướng chính là. Diệp Thần đáp ứng, lúc này thu hồi Dạ Hoàng Kinh, từ Độc Cô Già La dưới ô dù đi ra. Độc Cô Già La cũng có chút kích động, đi theo bên cạnh Diệp Thần, trở lại Tinh Ẩm Nguyệt trước người. Tinh Ẩm Nguyệt cưỡi tại Ẩn Sơn Vân Nghê trên sống lưng, vẫn là một bộ dáng lạnh nhạt, nói, các ngươi nói xong. Tốt, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi có thể lên tới nhận lấy cái chết. Diệp Thần nói, sư mẫu không cần tuyệt tình như thế. Người đi nương nhờ cổ tinh môn, chuyện này ta cũng có trách nhiệm, là ta thay đổi thế giới tuyến, khiến người đạo tâm sụp đổ. Tinh Ẩm Nguyệt nghe Diệp Thần đổi gọi nàng sư mẫu, lập tức ngẩn ngơ, nói, tiểu tử ngươi muốn nói cái gì? Diệp Thần nói, ngươi muốn tìm căn, muốn biết kẻ ngu bí mật, ta có thể nói cho ngươi, cái gọi là kẻ ngu, kỳ thực xem như một môn thuật pháp, là đã từng tam thập tam thiên thần thuật, xếp hạng thứ nhất tồn tại, người sáng tạo chính là Tinh Không Bỉ Ngạn cường giả. Danh xưng Lạc Thần Thương Thiên Lạc Nguyệt, cũng là đạo tông đại chúa tể muội muội. Tinh Ẩm Nguyệt nghe Diệp Thần lời nói, đầu oanh một tiếng, trống rỗng, trong lòng lật lên vô tận gợn sóng. Diệp Thần nói tiếp, sư mẫu, ngươi thờ phụng kẻ ngu, là muốn chế tạo kẻ ngu. Tinh Ẩm Nguyệt đột nhiên cắn răng một cái, quát lên, đủ, đừng nói nữa. Một tiếng quát to này, tiếng như lôi đình, chấn động đến mức Diệp Thần lỗ tai ông ông tắc hưởng, lời kế tiếp liền nói không nổi nữa. Tinh Ẩm Nguyệt trong mắt lộ ra vẻ sát cơ, nói, người hồ ngôn loạn ngữ, ta thế nào biết thật giả. Ta là cổ tinh môn tương lai thánh phi, mà ngươi là ta cổ tinh môn địch nhân. Ta hôm nay muốn ngươi chết, ngươi nói cái gì đều không dùng. Tiếng nói rơi xuống, Tinh Ẩm Nguyệt cưỡi Ẩn Sơn Vân Nghê, chợt rút kiếm hướng Diệp Thần bạo sát mà đến. Diệp Thần một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới Tinh Ẩm Nguyệt tính khí nóng nảy như vậy, nói động thủ liền động thủ. Quang Minh Trảm. Tinh Ẩm Nguyệt lại là một kiếm quang minh chảm, trực chảm mà đến. Một kiếm này quang huy rực rỡ, thần mang bạo hiện ra, mang theo đại hiền giả trụ thần pháp tắc huy áp, cực kỳ cường hãn. Thiên đấu đại đồ kiếm. Diệp Thần gặp nguy không loạn, rút ra tuyệt mệnh thiên kiếm, nắm chặt trong tay, một kiếm liền cuồng bổ đi ra, mang theo một cỗ kinh khủng sát lục khí tức, chính là thiên đấu đại đồ kiếm. Thiên đấu đại đồ kiếm, chính là thiên đấu sát thần sáng tạo kiếm pháp. Cùng tuyệt mệnh thiên kiếm quả thực là tuyệt phối, Diệp Thần chấm dứt mệnh thiên kiếm thi triển, lại điều động nhật chi thạch năng lượng,
toàn thân xí quang nổ tung, coi như đối mặt Tinh Ẩm Nguyệt, cũng là không sợ chút nào. Xoẹt! Chỉ thấy Diệp Thần đồ thiên sát lục kiếm mang, chỉ một sát, liền đem Tinh Ẩm Nguyệt quang minh trảm kiếm quang ép diệt đi, cường hoành kiếm khí thậm chí ép Tinh Ẩm Nguyệt cùng Ẩn Sơn Vân Nghê liên tiếp lui về phía sau. Tiểu tử này lợi hại a, Uống Nguyệt đại nhân, phải vận dụng lá bài tẩy. Ẩn Sơn Vân Nghê trong mắt lướt qua sâu đậm kiêng kỵ, chỉ cảm thấy Diệp Thần thực lực, so với phía trước lại cường hãn thêm vài phần. Độc Cô Già La vội la lên, mẫu thân, Diệp đại ca, các ngươi đừng đánh nữa. Tinh Ẩm Nguyệt hừ một tiếng, nói, Diệp Thần, đừng tưởng rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại, ta có đối phó ngươi pháp môn. Ân, Diệp Thần nhìn xem Tinh Ẩm Nguyệt cái kia cổ lạnh liệt bộ dáng, trong lòng dâng lên một tia đề phòng, nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ thật là có chút thủ đoạn. Thiên đế tinh tiết, buông xuống. Tinh Ẩm Nguyệt một tiếng quát mắng, tay phải một kết ấn, hư không nứt ra, ông một tiếng, liền có một mảnh mảnh vụn hàng lâm xuống, phóng ra cuồn cuộn chói mắt kim quang, tia sáng lóa mắt đến làm cho thế giới đều hóa thành một mảnh kim sắc, không nhìn thấy thiên địa nhật nguyệt. Đây là... Diệp Thần nhìn xem cái kia phiến mảnh vụn, lập tức liền chấn động, chỉ cảm thấy cái kia phiến mảnh vụn bên trong, lại truyền ra trận trận rộng rãi hùng hậu luân hồi chi lực. Lại là luân hồi chi vật. Tinh Ẩm Nguyệt cười nói, mảnh này thiên đế tinh tiết, chính là thiên đế ra lệnh tinh trước kia hiện thế, toát ra tia sáng ngưng kết mà thành, đây chính là ta cổ tinh môn át chủ bài. Đối phó người cái này luân hồi chi chủ, liền muốn dùng luân hồi thủ đoạn. Trước kia thiên đế ra lệnh tinh, từng tại thế gian chiếu rọi, múa thiên đế nhận được chúc phúc, gia tộc trở thành thiên đế gia tộc, trước kia thiên đế ra lệnh tinh chiếu ở dưới huy quang, nồng đậm đến thậm chí ngưng kết ra một khối mảnh vụn, chính là Tinh Ẩm Nguyệt gọi ra thiên đế tinh tiết. Mảnh này thiên đế tinh tiết, mang theo thiên đế ra lệnh tinh một tia sức mạnh, lại có vô cùng cường hoành luân hồi chi lực, vô cùng lợi hại. Không tốt. Diệp Thần sầm mặt lại, liền cảm thấy thiên đế tinh tiết tia sáng không ngừng chiếu rọi, phổ biến uy áp bao phủ xuống, cỗ uy áp này, đối với luân hồi thất tinh 6 vị trí đầu tinh, mang theo cực kỳ khủng bố khắc chế hiệu quả. Chỉ một thoáng, Diệp Thần liền cảm thấy mình rất nhiều mệnh tinh, còn có luân hồi huyết mạch sức mạnh, đều bị mảnh này thiên đế tinh tiết chế trụ. Trong cơ thể hắn luân hồi thất tinh mạch, thuộc về thiên đế ra lệnh tinh khu vực, đang ong ong phát ra cộng minh, liều mạng muốn tác động thiên đế tinh tiết, đem thu hồi thể nội, đây vốn chính là luân hồi chi vật. Nhưng, mảnh này thiên đế tinh tiết, đã bị cổ tinh môn điêu khắc bên trên cấm chế dày đặc phù văn, chính là phòng ngừa Diệp Thần triệu hoán trở về, bây giờ Diệp Thần căn bản triệu hoán không trở lại, thậm chí chính mình luân hồi huyết mạch lực lượng, đều bị áp chế. Thiên đế tinh kiếm trận, rơi. Tinh Ẩm Nguyệt linh khí thôi động, cái kia vùng trời đế tinh mảnh ông một tiếng, vô tận kim quang hóa thành thần kiếm màu vàng óng, tinh quang lập lòe, phá không bạo rơi xuống, liền đem Diệp Thần phong tỏa ngăn cản, sau đó ngàn vạn kiếm khí cùng nhau hướng về trung tâm bạo sát, muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Diệp Thần rất là chấn động, luân hồi huyết mạch lọt vào áp chế, hắn thực lực lớn bị hạn chế, mà lực phòng ngự tối cường thần giáp mệnh tinh, hắn cũng lưu lại vũ tổ bên kia, bây giờ gặp Tinh Ẩm Nguyệt thiên đế kiếm khí bạo trảm. Hắn dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể mượn dùng luân hồi nghĩa địa sức mạnh. Chín thương tiền bối, giúp ta. Diệp Thần lập tức điều động chín thương cổ hoàng sức mạnh, chỉ một thoáng toàn thân khí tức bành trướng, oanh một tiếng, nhân hoàng lục quyết pháp tắc phủ văn như bướm bay lượn. Nhân hoàng lục quyết tầng thứ 6, nhân hoàng thiên kiếm. Diệp Thần mượn dùng lấy chín thương cổ hoàng sức mạnh, lập tức bộc phát người mạnh nhất hoàng uy năng, cuồn cuộn linh khí ngưng kết, hóa thành một thanh minh mông cực lớn thiên kiếm. Từ thiên đè xuống, chính là chín thương cổ hoàng ngày xưa tư tưởng nhân hoàng thiên kiếm, mang theo nhân hoàng uy áp, quang minh huy hoàng, trật tự chuẩn mực. Chanh! Nhân hoàng thiên kiếm một chấn xuống, kiếm quang nở rộ, lập tức liền đem Tinh Ẩm Nguyệt thiên đế tinh kiếm trận bộc phát kiếm quang, đều cản lại. Nhưng lần này ngăn cản, cũng làm cho phải luân hồi mộ địa bên trong, chín thương cổ hoàng vô cùng khó chịu rên khẽ một tiếng. Hắn bây giờ ngăn cản, không chỉ là Tinh Ẩm Nguyệt sức mạnh. Còn có thiên đế tinh thiết năng lượng, đây chính là thiên đế ra lệnh tinh hào quang kết tinh A, uy năng cực kỳ khủng bố. A, tiểu tử này. Tinh Ẩm Nguyệt nhìn thấy Diệp Thần đỡ được công kích của mình, sắc mặt lập tức biến đổi, không nghĩ tới dưới tình huống luân hồi huyết mạch bị áp chế, Diệp Thần vẫn còn dư lực chống lại. Nàng hít sâu một hơi, liền chuẩn bị điều động linh khí, lần nữa xuất kích, nhưng không ngờ lúc này, Độc Cô Già La lách mình xuất hiện tại bên người nàng. Nàng đang không rõ ràng cho lắm, chợt thấy bả vai đau đớn, đã bị Độc Cô Già La đâm 3 cây độc châm. Già La,
Tinh Ẩm Nguyệt ngẩn ngơ, không nghĩ tới nữ nhi của mình thế mà lại kim châm chính mình. Cái này ba cây độc châm, bên trong ẩn chứa, cũng không phải là phải chết kịch độc, chỉ là tê liệt kinh mạch độc tố. Trong thoáng chốc, Tinh Ẩm Nguyệt liền cảm thấy toàn thân kinh mạch tê liệt, một hơi vận lên không được, suýt chút nữa thì từ ẩn sơn vân nghê trên sống lưng rơi xuống. Độc cô già la lớn tiếng kêu lên, Diệp đại ca, đi mau. Diệp thần ngẩn ngơ, không nghĩ tới độc cô già la sẽ giúp chính mình. Ngụy Dĩnh nói, không thể đi. Diệp thần, nhân cơ hội này, mau giết nữ nhân kia. Không thể để cho nàng tiếp tục náo tiếp. Diệp thần nhìn một chút Tinh Ẩm Nguyệt, chỉ thấy lúc này thiên đế tinh tiết mất đi khống chế, đã rớt xuống đất, mà Tinh Ẩm Nguyệt toàn thân tê liệt, không thể động đậy, cũng chính là hắn ngàn năm một thuở cơ hội ra tay. Già la cô nương, mẫu thân người đã điên rồi, ta trước hết để cho nàng thanh tỉnh một chút, mang các ngươi trở về luân hồi trận doanh. Diệp thần không muốn lỡ mất cơ hội, lập tức tế ra tảng sáng cung, ngưng kết khí tức, kéo căng dây cung, một chi quang tiễn xuất hiện, xâm nghiêm lăng lệ phong mang chính muốn phá thiên, mũi tên chỉ hướng Tinh Ẩm Nguyệt đầu vai. Nguy rồi! Tinh Ẩm Nguyệt dưới quần ẩn sơn vân nghê, nhìn thấy Diệp thần tảng sáng cung, lập tức liền hoảng sợ đến phát run lên. Nó trước đây bị phá hiểu cung một tiễn xuyên qua, may mắn không chết, nhưng đã sinh ra tâm ma, bây giờ gặp lại tảng sáng cung, liền sợ hãi không thôi, toàn thân khí thế bị bao phủ, lại cũng không thể động đậy. Diệp thần đang muốn bắn tên, độc cô già la lại đứng ra, ngăn ở trong hắn cùng Tinh Ẩm Nguyệt bên trong ở giữa, cắn răng nói, Diệp đại ca, không thể. Ngươi không thể thương tổn mẫu thân của ta. Nàng cũng không nguyện Diệp thần thụ thương, cũng không muốn nhìn thấy mẹ mình thụ thương. Diệp thần nhíu nhíu mày, nói, già la cô nương, ngươi tránh ra, ta không giết ngươi mẫu thân, chỉ là trước tiên bắt nàng, sau đó mang các ngươi trở về luân hồi tinh giới, mẫu thân ngươi điên cuồng như vậy, ngươi cũng có mắt thấy, nhất thiết phải để cho nàng tỉnh táo lại. Độc cô già la nói, không được, Diệp đại ca, ngươi không thể gây tổn thương cho mẫu thân của ta. Diệp thần khẽ cắn môi, cân nhắc nặng nhẹ, thực sự không thể lại để cho Tinh Ẩm Nguyệt náo tiếp, hắn nâng cao lên tảng sáng cung. Đem mũi tên hướng về bầu trời vọt tới, suy một tiếng, mũi tên phá không, mang theo cực kỳ lăng lệ uy thế, lại bạo rơi xuống, từ thiên hướng Tinh Ẩm Nguyệt bắn xuống đi, trực tiếp tránh độc cô già la. Độc cô già la lấy làm kinh hãi, Diệp thần một tiễn này tốc độ quá nhanh, nàng đã tới không bằng chặn lại. Tinh Ẩm Nguyệt trong mắt lộ ra một vòng sợ loạn chi sắc, liền nhìn cái kia tảng sáng một tiễn, lao nhanh hướng mình phóng tới. Ầm ầm. Nhưng tại mũi tên bắn tới nửa đường thời điểm, một hồi tiếng nổ thật to, như lôi đình vang vọng đất trời, trong hư không xuất hiện một đầu khe nứt to lớn, một cái lông xù thú tay, từ trong cái khe duỗi ra, vô cùng tinh chuẩn bắt được mũi tên. Diệp thần cái này tảng sáng một tiễn, uy thế cỡ nào mãnh liệt, cái kia thú tay bắt được mũi tên sau, mũi tên bên trên mang theo lực lượng kinh khủng, tại chỗ liền để nó bàn tay suy suy bốc cháy lên, huyết nhục đều bị mũi tên bên trên cuốn theo lực lượng cường đại xé rách vỡ vụn. Lộ ra bạch cốt âm u. Nhưng, bàn tay kia không có chút nào buông lỏng ý tứ, vẫn như cũ kiên định cầm chặt lấy mũi tên, thẳng đến mũi tên sức mạnh hao hết, hóa thành nhỏ vụn bạch quang tiêu tan, mà hắn bàn tay huyết nhục cũng bị xé nát đốt cháy khét đi, vô cùng dữ tợn. Uống Nguyệt đại nhân, không có sao chứ? Một đạo thân ảnh khổng lồ, xé mở vết nứt không gian, chậm rãi nổi lên, chính là cổ tinh môn tứ đại hộ sơn thần thú đứng đầu, Sấu Viên Vương. Diệp thần nhìn thấy Sấu Viên Vương buông xuống, thậm chí không để ý đại giới, cưỡng ép tiếp nhận chính mình tảng sáng một tiễn, không khỏi rất là chấn động. Ngày xưa toàn thân lông đen, dung mạo dữ tợn xấu xí Sấu Viên Vương, bây giờ một thân lông tóc, thế mà toàn bộ trở thành màu trắng, từ vượn đen đã biến thành vượn trắng, nhiều hơn vừa phân thần thánh hương vị. Viên Vương, người đã đến. Tinh Ẩm Nguyệt nhìn thấy Sấu Viên Vương buông xuống, lập tức vui mừng. Ẩn Sơn Vân Nghê cũng là đại hỉ. Kêu một tiếng, Viên Vương đại ca. Sấu Viên Vương ân một tiếng, chậm rãi hạ xuống tới, thân thể cao lớn nguy nga như núi, tôn lên Tinh Ẩm Nguyệt, Diệp thần, độc cô già la bọn người, còn có Hắc Cổ Tự, có chút nhỏ bé. Mà tại Sấu Viên Vương buông xuống sau, bên trong hư không, răng rắc, không gian đi theo không tách ra nứt, sau đó lít nha lít nhít, đếm không hết cường hãn võ giả, mặc áo giáp, cầm binh khí, bội đao mang kiếm, pháp bảo nở rộ. Xuất hiện trên bầu trời, khí thế rộng rãi, nhìn chằm chằm quan sát Diệp thần, cũng là trong cổ tinh môn cường giả. Diệp thần cùng Ngụy Dĩnh, nhìn lên bầu trời bên trong, rậm rạp chằng chịt cổ tinh môn cường giả, sắc mặt lập tức trầm xuống, trong lòng thầm hô không tốt.
hiển nhiên là Diệp Thần luân hồi khí tức bại lộ, kinh động đến cổ tinh người trong môn, Sấu Viên Vương trực tiếp dẫn người phủ xuống. Sấu Viên Vương thâm thúy đôi mắt, nhìn thẳng Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, chúng ta lại gặp mặt, người can đảm hơn người, lại dám bước vào ta cổ tinh môn địa bàn. Ta một bắt được khí tức của ngươi, liền lập tức dẫn người buông xuống, may mắn ta tới không tính quá muộn, bằng không Uống Nguyệt đại nhân sợ là muốn chết trong tay ngươi. Tinh Ẩm Nguyệt nói, Viên Vương, ngươi lập công lớn, ta sẽ hướng Hiên Viên Vương đại nhân bẩm báo. Sấu Viên Vương hơi hơi khom người nói, đa tạ Uống Nguyệt đại nhân, như vậy hiện tại, chúng ta trước tiên bắt luân hồi chi chủ lại nói. Tinh Ẩm Nguyệt điểm gật đầu nói, ngươi dùng ta thiên đế tinh tiết, trấn áp hắn chính là. Sấu Viên Vương nói, là. Cái này là chữ vừa rơi xuống, nó lập tức bàn tay nhất câu, vừa mới rớt xuống đất thiên đế tinh tiết, liền bay lên, bay đến nó trong lòng bàn tay, phóng ra ngàn tia điểm lành, vạn đạo bảo quang. Vô tận quang huy bao phủ xuống, Diệp Thần liền cảm thấy mình luân hồi huyết mạch, lại lần nữa nhận lấy áp chế. Diệp Thần một trái tim, lập tức chìm đến đáy cốc. Bây giờ Sấu Viên Vương buông xuống, lại mang theo nhiều như vậy cổ tinh môn cường giả tới, trọng trọng vây khốn, hắn muốn rời khỏi, chỉ sợ khó hơn lên trời. Ngụy Dĩnh cũng cảm thấy thế cục không ổn, tới cùng Diệp Thần đứng chung một chỗ, thấp giọng hỏi, làm sao bây giờ? Diệp Thần hít sâu một hơi, kéo tảng sáng cung, nói, chỉ có thể giết ra ngoài. Giữa sân bầu không khí dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng, đột nhiên bên trong hắc cổ tự, truyền đến một đạo trầm hậu âm thanh, luân hồi chi chủ, nhưng đến ta hắc cổ tự tạm lánh. Chính là cái kia đạo diễn tăng nhân âm thanh. Theo đạo diễn tăng nhân âm thanh rơi xuống, hắc cổ tự trận pháp vòng bảo hộ, liền mở ra một đường nhỏ. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, lập tức lôi kéo Ngụy Dĩnh, một cái lắc mình, liền dọc theo kẽ hở kia chui vào. Hai người chui vào hắc cổ tự sau, khe hở lập tức khép kín, cả tòa hắc cổ tự, lại lần nữa bao phủ tại thiên Phật đang cảm giác trận pháp vòng bảo hộ bên trong. Ân! Sấu Viên Vương biến sắc, lập tức phung lên lông xù cự thủ, oanh một tiếng vỗ xuống, nhưng đập vào hắc cổ tự trận pháp trên vòng bảo vệ, liền có loại vừa đánh trúng thép tấm, lại đánh vào trên bông cảm giác, cương cùng nhu sức mạnh bắn ngược trở về, để nó mười phần khó chịu. Tinh Ẩm Nguyệt trầm giọng nói, đây là thiên Phật đang cảm giác trận, hắc cổ tự hộ tự đại trận, sau lưng tựa hồ có siêu thoát không không đồ vật áp trận, không dễ phá giải. Cùng lúc đó, Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh đã tiến vào trong hắc cổ tự bên trong, đạo diễn tăng nhân đi ra chào đón, trên mặt mang sùng bái chi sắc, chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, luân hồi chi chủ, người không sao chứ? Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nói, ta không sao, đa tạ đại sư xuất thủ tương trợ. Vừa mới nếu là không có đạo diễn tăng nhân tương trợ, Diệp Thần tại cổ tinh môn cường giả trọng trọng vây khốn phía dưới, coi như có thể giết ra ngoài, sợ rằng cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Đạo diễn tăng nhân nói, không sao, luân hồi chi chủ ngươi là không không lúc nào khoảng không vị thứ hai Phật tổ, ta hắc cổ tự cùng Phật hữu duyên, phương trượng sư phó có thể bảo trì tâm thần thanh minh, tất cả bởi vì quanh năm chuyên cần Phật Pháp, người ta đều là người trong Phật môn, nên cùng nhau trông coi. Diệp Thần nói, đa tạ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, liền thấy trên bầu trời, cổ tinh môn vô số cường giả, rậm rạp chằng chịt vây khốn lấy, nhìn chằm chằm. Còn có Sấu Viên Vương khổng lồ thân ảnh như núi, che khuất bầu trời, một đôi tròng mắt quan sát hắc cổ tự, làm cho người không rét mà run. Đại sư, cổ tinh môn cường địch bên ngoài, ta phải nghĩ biện pháp rời đi, không biết các ngươi nơi này có không có cái gì không gian thông đạo các loại. Diệp Thần hỏi, vào hắc cổ tự tạm lánh, chỉ là ngộ biến tùng quyền, cổ tinh môn vô số cường giả còn ở bên ngoài vây quanh, hắn muốn rời khỏi, nhất thiết phải tìm phương pháp khác. Tại Sấu Viên Vương uy áp bên dưới, Diệp Thần mình muốn phá không đào thoát, đã không khả năng, chỉ hy vọng bên trong hắc cổ tự, mặt khác có không gian thông đạo các loại đồ vật. Đạo diễn tăng nhân mỉm cười, nói, luân hồi chi chủ không cần phải lo lắng, ta hắc cổ tự có đại trận che chở, cổ tinh môn công phá không vào, chờ bọn hắn không công vào nổi, bọn hắn tự nhiên là sẽ lui. Diệp Thần lông mày nhíu một cái, đang muốn nói chuyện, chợt nghe phịch một tiếng vang. Hướng trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh khủng bố. Chỉ thấy Sấu Viên Vương đang thôi động một phương ấn tỷ, hung hăng oanh kích hắc cổ tự trận pháp vòng bảo hộ, lớn tiếng nói. Luân hồi chi chủ, mau ra đây a! Ngươi núp ở bên trong, chỉ có thể hại chết hắc cổ tự chư vị cao tăng, ta lấy hiền giả đại ấn phá trận, các ngươi cái gì trận pháp bảo vệ, đều chỉ có phá diệt hạ tràng. Diệp Thần chấn động trong lòng,
Đạo diễn tăng nhân cũng là ngẩn ngơ, chỉ thấy Sấu Viên Vương thúc dục ấn tỉ, lộ ra bạch kim màu sắc, thần quang bàng bạc, uy viêm bừng bừng, giống như trong tay đế hoàng đại ấn, che đậy thiên hạ, bình định trật tự, phía trên lượn lờ một chút xíu đại hiền giả trụ thần pháp tắc khí tức, hung mãnh dị thường. Tại tôn này hiền giả đại ấn nện như điên phía dưới, hắc cổ tự trận pháp bảo vệ, cũng là cấp tốc dung chuyển, vốn là cương nhu hòa hợp, phổ kiên bất tồi trận pháp vòng bảo hộ, xuất hiện từng cái khe hở. Làm sao có thể? Đạo diễn tăng nhân lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới hộ tự đại trận, lại sẽ phải bị Sấu Viên Vương oanh phá. Nó người hiền giả kia đại ấn, là đại hiền giả đồ vật, chúng ta không chống nổi, đại sư, phải nghĩ biện pháp rời đi. Diệp Thần nhìn thấy Sấu Viên Vương tôn kia ấn tỉ, liền bắt được đại hiền giả khí tức. Cổ Tinh cửa vải đưa Huyền Thiên Luân chuyển trận, mưu toan tiếp thu đại hiền giả quyền hành, mặc dù không thể thành công, nhưng vẫn là lấy được có chút lớn hiền giả rớt xuống thánh vật, tỉ như phía trước lôi âm thần điều trật tự văn chương. Mà Sấu Viên Vương hiền giả đại ấn, uy áp rõ ràng so trật tự văn chương hung mãnh rất nhiều, có đế hoàng uy nghiêm, chỗ cao miếu đường trật tự, Diệp Thần thậm chí bắt được chín thương cổ hoàng nhân hoàng trật tự đầu nguồn. Giữa thiên địa vị thứ nhất nhân hoàng, không không lúc nào khoảng không công nhận là chín thương cổ hoàng, nhưng trên thực tế là đại hiền giả thậm chí có thể nói là chín thương cổ hoàng người dẫn đường, là sư phó. Đại hiền giả mới thật sự là vĩ đại nhân hoàng, người hiền giả này đại ấn, liền có đế hoàng khí thế, rộng rãi bàng bạc. Sấu Viên Vương từ vượn đen biến thành vượn trắng, khí tức cũng rộng rãi thần thánh rất nhiều, hiển nhiên là chịu đến hiền giả đại ấn nhuộm dần, thân hồn thuế biến. Diệp Thần tự nghĩ khó mà ngăn cản, dù sao đối phương còn có một mảnh thiên đế tinh tiết, có thể áp chế hắn luân hồi huyết mạch, hắn quá bị thua thiệt. Uy vũ, uy vũ. Bên ngoài cổ tinh môn vô số cường giả, đều cùng kêu lên kêu gào, vận sức chờ phát động, chỉ chờ Sấu Viên Vương công phá hắc cổ tự thủ hộ đại trận sau, liền cùng giết tiếp, đem Diệp Thần chu diệt tại chỗ. Đạo diễn tăng nhân thần sắc cũng biến thành tương đương ngưng trọng, cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Luân hồi chi chủ, mời đến lão nạp nơi đây an thân. Ngay lúc này, hắc cổ tự chỗ sâu, truyền đến một đạo già nua thanh âm tang thương, lộ ra vô tận tuế nguyệt thê lương. Đạo diễn tăng nhân chấn động, quay người lại hành lễ kêu lên, phương trượng sư phó. Diệp Thần nghe được thanh âm này, trong lòng lập tức khẽ động, nghĩ thầm đó phải là cành khô thiền sư, hắc cổ tự phương trượng, truyền thuyết đến từ tinh không bỉ ngạn cường giả, đại hiền giả giọt kia trụ thần huyết bảo quản giả. Cái kia thanh âm già nua nói, luân hồi chi chủ, người qua đây. Đạo diễn, người trước tiên giữ vững nơi đây, thay vi sư dây dưa một khắc đồng hồ thời gian. Đạo diễn tăng nhân thân thể run lên, dưới mắt cổ tinh môn cường giả trọng trọng vây khốn, mà Sấu Viên Vương đang điên cuồng oanh kích lấy hộ tự trận pháp, hắn nghĩ thủ hộ dây dưa một khắc đồng hồ, quả thực không phải chuyện dễ. Nhưng cành khô thiền sư phân phó xuống, hắn lại há có thể lùi bước. Cắn răng, cảm thấy có quyết tuyệt chi ý. Nói, sư phó yên tâm, một khắc đồng hồ thời gian, đệ tử phòng thủ được. Chỉ thấy hắn khoanh chân ngồi xuống, tay vê chàng hạt, yên lặng bắt đầu tụng kinh niệm chú, diệu pháp hoa sen cùng chiếu rõ hư không thi triển, từng đóa thanh liên, từng sợi Phật quang, phóng lên trời, bổ cường hộ tự trận pháp. Cành khô thiền sư lần nữa kêu lên, luân hồi chi chủ, mời đến. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, hướng Ngụy Dĩnh nói, Ngụy Dĩnh, ngươi ở nơi này chờ ta. Ngụy Dĩnh yên lặng gật đầu, cũng khoanh chân ngồi xuống, phóng xuất ra từng trận băng tuyết hàn khí, cường hóa trận pháp, cái kia trận pháp vòng bảo hộ liền bị băng phong, lực phòng ngự tăng nhiều. Nàng bây giờ thực lực đã đuổi không kịp Diệp Thần, nhưng dù sao chấp trưởng băng thần quyền hành, vẫn có chút tự vệ cùng bảo vệ năng lực. Diệp Thần dọc theo cành khô thiền sư âm thanh, nhanh chân tiến lên, đi vào hắc cổ tự Phật môn đại điện bên trong, kêu một tiếng, cành khô thiền sư. Răng rắc răng rắc. Chỉ nghe đại điện cung phụng Phật tổ pho tượng, phát ra một hồi vang dội, Phật tượng chuyển nửa vòng, Phật đài phía dưới lộ ra một đầu u hắc thầm nghĩ. Diệp Thần dọc theo thầm nghĩ, đi xuống, dưới đại điện là một cái tầng hầm, 10 phần rộng rãi, mặt đất cùng vách tường khắc họa lấy từng đạo trận văn, một cái hoàng y mày trắng lão tăng, đang xếp bằng ngồi dưới đất tầng hầm chính giữa, hắn lại là trận nhãn. Hắc cổ tự thủ hộ đại trận, thế mà lấy hắn là trận nhãn, trên người hắn khí tức không ngừng chảy đi ra, vươn vào trong địa mạch, chung quanh rất nhiều trận văn sáng tắt lóng lánh, bên ngoài Sấu Viên Vương mỗi oanh kích một chút, hắn thân thể liền chấn động một chút, trên mặt mang vẻ thống khổ. Rõ ràng khí tức của hắn, cùng hộ tự đại trận nối liền thành một thể,
đại trận chịu kích, hắn cũng 10 phần không dễ chịu. Cảnh Khô Thiền Sư. Diệp Thần mở to hai mắt, đánh giá trước mắt hoàng y mày trắng lão tăng làn da tiều tụy, lại như cây khô đồng dạng, phía trên thật là có đầu gỗ hoa văn, nhìn tương đương quái dị. Mà từ trên người hắn, Diệp Thần đã có thể bắt đến một cỗ mênh mông bàng bạc trụ thần năng lượng khí tức, vậy tất nhiên chính là đại hiền giả trụ thần huyết, nhưng hắn không cảm ứng được nửa điểm huy hoàng quang minh khí tức, chỉ có bóng tối vô biên, ô uế, vẩn đục, quỷ dị. Rõ ràng, đại hiền giả trụ thần huyết đích xác nhận lấy ô nhiễm, ở đó cỗ hắc ám khí tức trùng kích vào, Diệp Thần theo bản năng không muốn quá mức tới gần Cảnh Khô Thiền Sư, giống như sợ mình cũng sẽ bị hắc ám ô nhiễm. Luân hồi chi chủ, người tới. Cảnh Khô Thiền Sư mở to mắt, nhìn xem Diệp Thần đến, lộ ra một vòng thần sắc vui mừng. Diệp Thần thấy hắn con mắt vẫn đục ô uế không chịu nổi, không có nửa điểm sáng tỏ, không khỏi ngẩn ngơ, nói, Cảnh Khô Thiền Sư, ngươi. Cảnh Khô Thiền Sư cười nhạt một cái nói, lão nạp không có việc gì, tạm thời còn chưa chết, ngươi tu luyện qua ta Huyền Thiên gia tộc công pháp. Diệp Thần vội vàng nói, ân, trước đó có hai vị tiền bối. Một là Đạo Thiên Đế rơi bay trên trời, còn có đệ đệ của hắn rơi Tiêu Dao, ta từ hai người bọn họ trên thân, tập được Huyền Thiên gia tộc bí pháp Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết. Cảnh Khô Thiền Sư ngẩn ngơ, nói, Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết, đây chính là ta Huyền Thiên gia tộc hạch tâm nhất công pháp A. Ngươi thiên phú cao như vậy, lại có thể luyện thành. Diệp Thần nói, may mắn mà thôi. Cảnh Khô Thiền Sư nói, ân, ngươi luyện đến tầng thứ mấy? Diệp Thần nói, còn phân tầng thứ mấy sao? Hai vị kia tiền bối, cũng không có nói cho ta biết a. Cảnh Khô Thiền Sư nở nụ cười, nói, ta Huyền Thiên gia tộc Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết, tổng cộng có 7 tầng, một tầng tinh thần hiện, tầng 2 nhật nguyệt lên, tầng 3 lưu tinh bay xuống, tầng 4 tinh hà tạo hóa, tầng 5 tinh không sinh sôi, 6 tầng vũ trụ sinh hóa, 7 tầng vạn tinh quy tịch, Đạo Thiên Đế cùng Tiêu Dao Đại Đế chỗ lạc ra, chỉ là ta Huyền Thiên gia tộc một cái chi nhánh, bọn hắn nắm giữ Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết. Đoán chừng chỉ là da lông, còn không có nhìn thấy chân chính ảo diệu. Ngươi không biết biến hóa cụ thể, cũng không thể quở trách nhiều. Diệp Thần nói, thì ra là thế, lần này nếu chúng ta có thể đào thoát, còn xin thiền sư vui lòng chỉ giáo, chỉ điểm ta Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết chân chính huyền bí. Cảnh Khô Thiền Sư lại lắc lắc đầu nói, cái này Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết huyền bí, lão nạp cũng không biết. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, thiền sư cũng không biết sao. Cảnh Khô Thiền Sư thở dài một tiếng, nói, lão nạp trước kia, là Huyền Thiên Tinh Hà bờ một gốc cây liễu nhánh cây, về sau cùng lá cây cùng một chỗ hóa hình, kết làm huynh đệ, song song bái nhập Huyền Thiên gia tộc môn phía dưới, mặc dù đã từng tu luyện qua Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết, nhưng về sau vì chạy nạn đến không không lúc nào khoảng không, ta cùng ta huynh trưởng đều tận lực chặt đứt trên thân nhân quả, lấy giảm bớt gánh vác, cái kia Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết cụ thể pháp môn tu luyện, chúng ta đều quên. Diệp Thần có chút tiếc hận. Nói, càng là như thế. Lại hỏi, thiền sư còn có cái huynh trưởng. Không biết sao, khi nghe đến Cảnh Khô Thiền Sư nói tới huynh trưởng thời điểm, Diệp Thần trái tim đột nhiên nhảy một cái, có cỗ cảm giác bất an, giống như bắt được tương lai sẽ có nguy hiểm gì tựa như. Cảnh Khô Thiền Sư thở dài, đúng vậy, lão nạp huynh trưởng, liền kêu Huyền Thiên Lá Khô, lão nạp cùng hắn chạy nạn đến không không lúc nào không chi sau, lão nạp kịp thời quy y Phật môn, ngày ngày tụng kinh lễ Phật. Lấy Phật quang chiếu rọi bản tâm, tránh chịu hắc ám ăn mòn. Nhưng, lão nạp người huynh trưởng kia, hắn cận kề cái chết cũng không muốn bái Phật, nói chỉ là Phật tổ, bất quá hạ giới thời không tượng bùn tàn ảnh, hắn có thể nào hướng thấp đầu. Lão nạp đắng khuyên không có kết quả, cuối cùng nhìn xem hắn bị tinh không bị ngạn cùng không không lúc nào chống không hắc ám ăn mòn, sa đọa thành tà ma, xưng là Lá Khô Ma Tôn, từng vì ác một thời đại, không biết luân hồi chi chủ có từng nghe qua hắn. Diệp Thần cau mày nói, Lá Khô Ma Tôn sao? Tại hạ cũng là lần đầu tiên nghe được cái danh hiệu này. Cảnh Khô Thiền Sư lấy làm kinh hãi, nói, cái này có thể kỳ, lão nạp người huynh trưởng kia hung danh hiển hách, luân hồi chi chủ thế mà chưa từng nghe qua. Diệp Thần nói, đích xác chưa từng nghe qua. Cảnh Khô Thiền Sư nhíu mày do dự, chỉ cảm thấy kỳ quái, bóp chỉ suy tính, nghĩ nhìn trộm sau lưng nhân quả. Oanh! Mà lúc này đây... Bên ngoài Sấu Viên Vương cũng đánh mãnh liệt hơn, đất rung núi chuyển, hắc cổ tự thủ hộ đại trận, chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi. Diệp Thần vội nói, thiền sư, có lời gì, chúng ta sau này hãy nói a, hiện nay hay là trước nghĩ biện pháp rời đi lại nói. Cảnh Khô Thiền Sư lắc lắc đầu nói, không vội vàng, lão nạp có mấy lời hiện nay không nói, về
về sau liền không có cơ hội nói, luân hồi chi chủ không cần phải lo lắng, bên ngoài một đám lưu manh ác hung, lão nạp chờ một chút liền ra tay xử lý. Diệp thần lấy làm kinh hãi, gặp cành khô thiền sư lúc nói lời này, khí định thần nhàn, phảng phất thật có thủ đoạn gì, có thể trấn áp xấu viên vương, ẩn sơn vân nghê, tinh ẩm nguyệt bọn người. Nhưng nhìn hắn toàn thân tiêu tụy, khí huyết suy sụp bộ dáng, cũng không giống là có thủ đoạn gì. Cành khô thiền sư lại đem ngoại giới uy hiếp, như không có gì, nói tiếp, luân hồi chi chủ, người đã chấp trưởng độ chi mảnh vụn, lão nạp muốn cầu ngươi một chuyện. Diệp thần nói, a, là, liên quan tới lá khô ma tôn, trong lòng của hắn đã ẩn ẩn đoán được mấy phần. Cành khô thiền sư thở dài, chính là, lão nạp người huynh trưởng kia, rơi vào hắc ám, biến thành tà ma, lão nạp không đành lòng, nếu có cứu rỗi cơ hội, cũng nghĩ cứu rỗi hắn thoát ly ma hải, luân hồi chi chủ. Nếu người tương lai đụng tới hắn, tốt nhất có thể lấy độ chi mảnh vụn siêu độ pháp tắc, hóa giải trên người hắn tà ma hắc ám chi khí, cứu vãn hắn trở về chính đạo. Diệp thần sầm mặt lại, nghĩ thầm lá khô ma tôn cái danh hiệu này, hắn cũng là hôm nay lần đầu tiên nghe nói, cái này lá khô ma tôn ở nơi nào, tu vi như thế nào, hiện nay thân phận là cái gì, hắn hoàn toàn không biết, nhưng cảnh khô thiền sư thành khẩn ủy thác, hắn cũng không nở cự tuyệt, nói. Thiền sư xin yên tâm. Nếu có cơ hội, ta sẽ cứu rỗi lá khô ma tôn. Hắn cũng không có đem lời nói đầy, thậm chí có thể nói là qua loa, dù sao tương lai có cơ hội hay không, ai cũng không biết. Cảnh khô thiền sư nghe được Diệp thần lời này, lại thở dài một hơi, nói, có luân hồi hứa một lời, lão nạp an tâm. Chỉ mong tương lai luân hồi chi chủ phi thăng tinh không bị ngạn, cũng có thể mang lão nạp huynh trưởng cùng một chỗ trở về. Yêu cầu này liền có chút quá mức, Diệp thần chỉ đáp. Tương lai rồi nói sau, thiền sư, chúng ta đi ra ngoài trước. Cành khô thiền sư nói, ân. Hắn chậm rãi đứng dậy, híp mắt nhìn xem Diệp thần, nói, luân hồi chi chủ, lão nạp biết ngươi muốn đại hiền giả trụ thần huyết, lão nạp cho ngươi chính là. Hắn run rẩy từ trong ngực móc ra một cái hộp, hộp như thế thủy tinh chế tạo, tại hắn tiểu tụy như một bàn tay làm nổi bật phía dưới, lộ ra 10 phần óng ánh hoa mỹ. Đại hiền giả trụ thần huyết, liền tại đây trong hộp. Đã sớm bị hắc ám ô nhiễm, nhưng lão nạp tin tưởng, lấy luân hồi chi chủ siêu độ pháp tắc, nhất định có thể tịnh hóa hắc ám. Đem hộp đưa cho Diệp thần. Diệp thần con mắt lập tức trợn to, liền thấy cái hộp này trong khe hở, có từng tia kinh khủng khói đen mờ mịt đi ra, tràn ngập so thiên ma tinh hải còn muốn vẩn đục ô uế, hắn không dám tay không đi đón, điều động một tia độ chi mảnh vụn năng lượng, bảo vệ được hai tay sau, lúc này mới tiếp nhận, trịnh trọng nói. Đa tạ thiền sư tặng bảo. Ân sâu khó quên, cảm kích khôn cùng. Hắn nghĩ thầm lần này cầm tới trụ thần huyết, coi như thuận lợi, bây giờ chỉ cần tịnh hóa đi trụ thần huyết bên trong hắc ám, liền có thể cho vũ tổ phục dụng, để cho hắn triệt để khôi phục, thậm chí so trước đó còn cường đại hơn. Cành khô thiền sư mỉm cười, nói, không sao, không cần khách khí, trước kia lão nạp người huynh trưởng kia, gan to bằng trời, thế mà từ trong gia tộc, trộm một giọt trụ thần huyết đi ra, đưa đến không không lúc nào khoảng không. Suy nghĩ tịnh hóa sau đó, nhưng dựa vào trụ thần huyết năng lượng, quay về tinh không bỉ ngạn. Nhưng, hắn rõ ràng không để ý đến giọt này trụ thần huyết hắc ám, cường đại đến tình cảnh không cách nào tịnh hóa, lão nạp vì không để hắn chịu đến ăn mòn, ban đêm vụng trộm mang theo cái này trụ thần huyết rời đi, đi tới nơi đây. Nơi địa phương này, từng có thiên đế ra lệnh tinh chiếu diệu, nhất là quang minh, nhưng thoáng áp chế giọt này trụ thần huyết hắc ám, hơn nữa lão nạp cũng dùng hết tu vi áp chế. Lại thêm có huyền thiên thần tinh hộp phong tỏa, cuối cùng không có để cho hắc ám bộc phát, tai họa chúng sinh. Chỉ là lão nạp bản thân chịu hắc ám từng bước xâm chiếm, nhục thân kinh mạch xem như hủy sạch, tu vi cùng đỉnh phong thời điểm so sánh, vạn không tồn nhất. Nói xong lời cuối cùng, cảnh khô thiền sư một hồi than thở, có chút thê lương. Diệp thần nhìn xem thủy tinh trong tay hộp, xuyên thấu qua nửa trong suốt hộp, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong chứa một khỏa như nước mắt một dạng tinh thể màu đen. Hắn nói, thì ra giọt này trụ thần huyết, là lá khô ma tôn trộm ra sao? Cành khô thiền sư cười khổ nói, đúng vậy, cũng chỉ có lão nạp vị huynh trưởng kia, mới gan to bằng trời như thế, lão nạp cũng không dám trộm cắp gia tộc chi vật, dù sao lão nạp cùng hắn, cũng chỉ là huyền thiên tinh hà cái khác một gốc cây liễu, gặp nạn sau cành khô lá khô biến thành, cùng huyền thiên gia tộc thuần huyết thiên tài so sánh, thân phận thực sự hèn mọn vô cùng. Mặt khác, luân hồi chi chủ, người lấy đi trụ thần huyết sau. Cái hộp này cũng không cần lãng phí, hộp này chính là huyền thiên trong tinh hà huyền thiên thần tinh chế tạo, bản thân liền là hiếm có thánh vật.
Ngươi luyện hóa cái này huyền thiên thần tinh hộp, đối với ngươi huyền thiên tinh lưu quyết tu vi nhiều tăng thêm. Diệp thần nói, là, đa tạ thiền sư, ta đã biết. Cảnh khô thiền sư ừ một tiếng, liền cùng Diệp thần cùng một chỗ đi ra ngoài. Bên ngoài xấu viên vương không ngừng oanh kích lấy hắc cổ tự trận pháp bảo vệ, nguy cơ trùng trùng, nhưng cảnh khô thiền sư giống như không nghe thấy, một bộ lạnh nhạt bộ dáng, tựa hồ thật có thủ đoạn ứng đối. Diệp thần âm thầm lấy làm kỳ, chỉ mong cảnh khô thiền sư thật có lợi hại gì thần thông, có thể trấn áp cổ tinh môn vô số cường giả. Cảnh khô thiền sư một bên đi ra ngoài, ánh mắt một bên dò xét Diệp thần, ánh mắt lóe lên một vòng kỳ dị lại nghi hoặc màu sắc. Diệp thần hỏi, thiền sư nhìn ta làm gì? Cảnh khô thiền sư có chút chần chờ nói, không biết có phải là ảo giác hay không, luân hồi chi chủ, lão nạp luôn cảm giác ngươi trên thân, có ta huyền thiên gia tộc lão tổ khí tức. Diệp thần nói, a, à, lời này giải thích thế nào? Cảnh khô thiền sư nói, ta huyền thiên gia tộc, có một vị vô cùng cổ lão lão tổ, cổ lão đến lão nạp gia nhập vào huyền thiên gia tộc thời điểm, hắn đã vẫn diệt vô tận tuế nguyệt, nhưng lão nạp đối với hắn truyền thuyết, như sấm bên tai. Hơn nữa cho dù hắn vẫn diệt, hắn lưu lại tới khí tức, vẫn như cũ bao phủ toàn cả gia tộc, thậm chí tẩm bổ huyền thiên gia tộc huyền thiên tinh hà, truyền thuyết chính là tiên huyết của hắn biến thành, năng lượng vô tận, lão nạp chịu thật sâu ân. Lão nạp ở trên thân thể ngươi, tựa hồ bắt được một tia huyền thiên lão tổ khí tức, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp thần cũng là rất là ngạc nhiên, nói, phải không? Cảnh khô thiền sư nói, ân, có chút kỳ quái, hẳn là lão nạp thác giác. Huyền thiên lão tổ là cửu thiên lão tổ một trong, hắn tồn tại tuế nguyệt quá xa xưa, ngươi lại không đi qua tinh không bỉ ngạn, trên thân như thế nào có thể có khí thức của hắn. Diệp thần nói, cửu thiên lão tổ. Cảnh khô thiền sư nói, ân, chính là cửu thiên môn phiệt người sáng lập, bọn hắn là phi thường cổ lão tồn tại, liên quan với bọn họ hết thảy, đều đã chôn cất tại trong tuế nguyệt bụi trần, chỉ biết là bọn hắn đã từng phi thường cường đại. Diệp thần chấn động trong lòng, từ nơi sâu xa. Liền cảm thấy cảnh khô thiền sư lời này, phảng phất xúc động một loại nào đó cổ lão nhân quả, hắn luân hồi mộ địa bên trong, lại có 9 tòa mộ bia, hơi hơi rung động. Cỗ này rung động, mặc dù cũng không mãnh liệt, nhưng lại chấn nhiếp nhân tâm, làm cho Diệp thần trong nháy mắt liền kinh ngạc. Luân hồi mộ địa bên trong, 9 thương cổ hoàng cùng sụp đổ chi chủ, cảm thụ được chung quanh 9 tòa mộ bia chấn động, bọn hắn cũng là chấn kinh. Đây là có chuyện gì, cỗ này chấn động, rất không tầm thường. 9 thương cổ hoàng cau mày, ngắm nhìn bốn phía. Sụp đổ chi chủ kinh nghi bất định, nói, chẳng lẽ lão hòa thượng này nói tới cửu thiên lão tổ, thần hồn ngay tại trong luân hồi mộ địa. 9 thương cổ hoàng chấn động nói, cửu thiên lão tổ là cửu thiên môn phiệt người sáng lập, tuyệt thiên huynh, bọn hắn quyền hành, so với chúng ta còn muốn lợi hại hơn a. Nếu là bọn hắn xuất thế, cái kia mộ chủ quét ngang không không, chỉ sợ cũng là dễ như trở bàn tay. Sụp đổ chi chủ cau mày nói, không đúng. Cái này 9 tòa mộ bia chấn động, có chút yếu ớt, bên trong ẩn núp tồn tại, căn bản không có khả năng hồi phục, là không không lúc nào chống không pháp tắc hạn chế, này phương thiên địa không chứa được bọn hắn. Bọn hắn sẽ không thức tỉnh. 9 thương cổ hoàng cả kinh nói, cái kia, muốn chờ mộ chủ phi thăng tinh không bỉ ngạn, bọn hắn mới có thể khôi phục sao? Sụp đổ chi chủ nói, hẳn là, nếu cửu thiên lão tổ thần hồn, thật sự ở nơi này, cái kia nghĩ bọn hắn khôi phục. Ít nhất cũng phải phi thăng tinh không bỉ ngạn. Diệp thần nghe 9 thương cổ hoàng cùng sụp đổ chi chủ suy luận, nội tâm cũng là dâng lên vô tận thủy triều. Bây giờ luân hồi mộ địa đã có hơn 70 vị đại năng thức tỉnh, còn lại đại năng không nhiều lắm, cho nên cái kia 9 tòa mộ bia chấn động, lộ ra vô cùng chói mắt. Nếu là cửu thiên lão tổ thần hồn, đều tại luân hồi trong mộ địa, cái kia phần này nhân quả quá lớn, liên lụy tới tinh không bỉ ngạn, họa phúc khó liệu. Diệp thần hướng cảnh khô thiền sư hỏi, thiền sư, tinh không bỉ ngạn cửu thiên lão tổ, đều đã vẫn lạc sao? Cảnh khô thiền sư nói, đúng vậy, cửu thiên lão tổ, bao quát ta gia tộc huyền thiên lão tổ ở bên trong, tại viễn cổ thời điểm, không biết phát sinh cỡ nào biến cố, cái này 9 vị trí cao vô thượng lão tổ, thế mà tại trăm năm ở giữa lần lượt chết. Tuế nguyệt quá xa xưa, bọn hắn vì sao vẫn diệt, đã không biết được, có chút biết chân tướng cường giả, cũng toàn bộ lựa chọn ẩn cư. Giữ kín như bưng, không muốn đàm luận, thậm chí thẳng đến tinh không bỉ ngạn hắc ám tàn phá bừa bãi, bọn hắn đều không muốn rời núi, trơ mắt nhìn xem tinh không bỉ ngạn sụp đổ trầm luân, ai? Dừng một chút, cảnh khô thiền sư lại lắc đầu nói, tính toán, những chuyện này, đều đã qua, bây giờ tinh không bỉ ngạn, đã khôi phục chút quang minh,
đáng tiếc lão nạp nhục thân rách nát khô mục, đã không có cách nào trở về. Lão nạp chỉ mong luân hồi chi chủ, có thể cứu rỗi huynh trưởng ta lá khô ma tôn, tương lai dẫn hắn trở về tinh không bỉ ngạn. Diệp thần nói, thiền sư tình thâm nghĩa trọng, tại hạ bội phục. Cảnh khô thiền sư gật đầu một cái, nói, tốt, không nói những thứ này, luân hồi chi chủ, lão nạp trước tiên thay người đánh lui cổ tinh môn nhóm hung. Hai người đi ra tầng hầm, đi ra bên ngoài. Chỉ thấy cái kia áo đen tăng nhân đạo diễn, còn xếp bằng ngồi dưới đất, không ngừng thiêu đốt tự thân khí huyết, phóng xuất ra cuồn cuộn năng lượng, đau khổ chống đỡ lấy hộ tự trận pháp vận chuyển. Khí huyết không ngừng thiêu đốt phía dưới, hắn huyết nhục khô cạn, đã gần thành một bộ khô lâu. Bên cạnh Ngụy Dĩnh, cũng là đau khổ trèo trống, gương mặt tái nhợt, sắp tới cực hạn. Hắc cổ tự bên ngoài, cổ tinh môn các cường giả, thiên hạ dưới mặt đất, lít nha lít nhít, trọng trọng vây khốn, xấu viên vương thúc dục hiền giả đại ấn, không ngừng oanh kích lấy trận pháp vòng bảo hộ đã nứt ra vô số khe hở. Đạo diễn tăng nhân nhìn thấy cảnh khô thiền sư cùng Diệp thần đi ra, sắp chết phía dưới hắn, tâm tình trở nên kích động, kêu lên, phương trưởng sư phó. Tâm tình dưới sự kích động, hắn khí thức lập tức buông lỏng tiết lộ, phịch một tiếng, cái kia hộ tự đại trận không còn hắn linh khí trèo trống, lập tức phá diệt. Diệp thần, cảnh khô thiền sư, Ngụy Dĩnh, đạo diễn tăng nhân bốn người, còn có chùa miếu các nơi duy trì lấy trận pháp rất nhiều cao tăng, lập tức toàn bộ bại lộ. Xấu viên vương nguy nga thân ảnh như núi, ở trên cao nhìn xuống, gặp được Diệp thần, lập tức cười ha ha, đắc ý nói, luân hồi chi chủ, không giấu được a. Tinh ẩm nguyệt cưỡi ẩn sơn vân nghê, xoay quanh tại thiên không, ánh mắt nàng cay độc, liếc mắt liền nhìn ra, trên thân Diệp thần cất giấu một cỗ hùng hồn kinh khủng hắc ám khí tức, nàng lúc này quát lên, đại hiền giả giọt kia trụ thần huyết, liền tại đây tiểu tử trên thân. Xấu viên vương con mắt híp lại, nói, luân hồi chi chủ, giao ra trụ thần huyết, lại tự đoạn một tay, ta có thể phóng ngươi rời đi. Diệp thần còn chưa lên tiếng, một bên cảnh khô thiền sư, niệm âm thanh, A-di-đà Phật. Chỉ thấy hắn nhanh chân bước ra, vẫn đục ánh mắt, bây giờ lại thanh minh như nước, lạnh lẽo như đao, ngẩng đầu nhìn xấu viên vương, nói, Phật môn trọng địa, luận không đến người nhóm dương oai. Xấu viên vương nhìn thấy cảnh khô thiền sư, cũng nhận ra được, nói, cảnh khô thiền sư, ngươi là đắc đạo cao tăng, vì áp chế trụ thần huyết hắc ám, vô tận kỷ nguyên đến nay, đã nhận lấy vô tận khổ sở, thậm chí đến tình cảnh nhục thân tiêu tụy, kinh mạch tẫn phế, tại hạ rất là bội phục. Ngươi nếu chịu đem trụ thần huyết giao cho tại hạ, hơn nữa hứa hẹn không nhúng tay vào ta cổ tinh môn cùng luân hồi chi chủ ân oán, tại hạ ngay lập tức thối lui, lui về phía sau tuyệt không lại quấy nhiễu bảo tự nửa bước, như thế nào? Cảnh khô thiền sư hừ một tiếng, nói, cùng các ngươi một đám tự cho là đúng hung kiêu ác đồ, không có gì đáng nói, hôm nay lão nạp liền thiêu tẫn thân thể tàn phế, cũng phải cấp các ngươi một chút giáo huấn. Nói đi, cảnh khô thiền sư hư không ngồi xếp bằng. Toàn thân phóng ra vô tận thần quang, cuồn cuộn thần quang đem hắn thân thể đều che mất, mặc kệ là xấu viên vương, vẫn là tinh ẩm nguyệt, vẫn là Diệp thần, Ngụy Dĩnh, đạo diễn tăng nhân, đều không nhìn thấy cảnh khô thiền sư thân ảnh, con mắt bị cuồn cuộn thần quang ánh chiếu lên có chút nhói nhói. Diệp thần bọn người liền thấy, cảnh khô thiền sư như không ta, thân ảnh của hắn không còn tồn tại, nhưng hắn thân thể toát ra thần quang, lại tạo thành một màn vô cùng nguy nga cảnh tượng kỳ dị. Một đầu cuồn cuộn sông thần, tràn ngập tinh thần tia sáng, trong hư không hiện lên, sông thần bên bờ, một gốc cực lớn cây liễu lớn lên, cái kia cây liễu đã tiểu tụy, bây giờ chợt rút ra một đầu khô cành liễu, hướng xấu viên vương quét tới. Xoát! Khô cành liễu quét ra trong nháy mắt, khô ra rụng, một lần nữa phóng ra sinh cơ, trở nên tươi non ướt át, hào quang vạn trọng, dạo rực ra xanh lục bát ngát gợn sóng, cành liễu lăn lộn trên độn sương mù bao phủ, lại có phủ văn lấp lóe. Giống như sen lẫn đại đạo thiên uy, như một đầu pháp tắc thần liên, uy năng không thể tưởng tượng. 3. Cành liễu tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại xuyên thấu hư không, xem thời không như không, một chút quét vào xấu viên vương trên bờ vai. A. Xấu viên vương phát ra một tiếng rú thảm, bàng bạc thân thể như núi đạp đạp lui lại, nơi bả vai da thịt bị quét xuống, lộ ra bạch cốt âm u. Nó thực lực cường đại cỡ nào, có thể xưng đỉnh cấp thiên đế. Nhục thân càng là cường hoành vô biên, nhưng thế mà ngăn không được cái kia cành liễu nhất kích. Phốc phốc, bích ngọc oánh oánh cành liễu, mang theo vạn trọng hào quang, như pháp tắc thần liên, lại như phá thiên xuyên vân đao kiếm, đâm về xấu viên vương một chỗ khác bả vai. Chỉ nhất kích, xấu viên vương bả vai liền bị xỏ xuyên, cành liễu một quất đi ra,
chính là một cái trong suốt lỗ thủng, máu tươi ứa ra. Thấy cảnh này, toàn trường người đều kinh hãi. Sấu Viên Vương cường đại cỡ nào, nhưng thế mà đánh không lại một đầu nhìn như vô cùng nhu nhược cành liễu. Sư phó, đạo diễn tăng nhân choáng váng, hắn biết cái này cành liễu, là cành khô thiền sư thiêu đốt thân thể, hao hết sinh mệnh, hiển hóa ra ngoài nguy nga khí tượng, là mang theo tinh không bỉ ngạn uy áp vĩ đại quyền hành, cho nên liền xem như Sấu Viên Vương loại này cấp bậc cường đại tồn tại, cũng không cách nào ngang hàng. Gặp quỷ, một đầu cành liễu, mạnh mẽ như vậy. Tinh Ẩm Nguyệt đầy khuôn mặt kinh hãi, lại là nhíu mày, có chút không thể tin được, xúi dục ẩn sơn vân nghê, huy kiếm hướng nhánh chém tới. Xoát! Nhưng, nhìn như nhu như cành liễu, cũng vô cùng cứng cỏi, nàng kiếm chém đi tới, căn bản không thể thương tổn cành liễu một chút, thậm chí cành liễu phản quét tới, ba một cái, liền đem nàng ngay cả người mang theo tỏa kỵ, từ trên không trung quét xuống tiếp. Mẫu thân! Độc Cô Già La kinh hãi, vội vàng khoanh tay tiếp lấy Tinh Ẩm Nguyệt thân thể. Cành liễu còn tại hiển uy, vạn trọng thần quang bành trướng, óng ánh ướt át, cành hoành không đảo qua. Bên trên bầu trời, rậm rạp chằng chịt, có vô số cổ tinh môn cường giả lơ lửng, nhưng đầu này thật nhỏ cành liễu, cũng không xem thời gian, không gian, số lượng hạn chế, một chút quét ra, tất cả mọi người đều đồng thời bị công kích. Rất nhiều cổ tinh môn cường giả, lập tức hét thảm lên, cái kia cành liễu như cuồng phong quét lá rụng, đem bọn hắn toàn bộ quét xuống trên mặt đất. Bọn hắn đều bị thương, có người trọng thương thổ huyết, nhưng lại không có người chết đi. Không biết là bởi vì cái gì pháp tắc hạn chế, vẫn là cái kia cành liễu thủ hạ lưu tình, nó chỉ thương người, cũng không giết người. Sấu Viên Vương ánh mắt chuyển động, cảm thấy sâu đậm uy hiếp, biết mình dừng lại thêm đi xuống, cái kia cành liễu chỉ sợ cũng không muốn để ý hết thảy, đại khai sát giới. Rút lui. Toàn bộ rút lui. Sấu Viên Vương khẽ cắn môi, bất đắc dĩ đạt mệnh lệnh. Hơi có điểm chật vật quay người rời đi. Cổ tinh môn chúng nhiều cường giả, đạo tâm đều sắp bị cái kia cành liễu đánh nát, nơi nào còn dám ham chiến, cũng là nhao nhao chật vật chạy thục mạng. Độc Cô Già La đỡ mẫu thân, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần một mắt, sau đó cũng yên lặng quay người rời đi. Trong chớp mắt, vừa mới vây khốn hắc cổ tự cổ tinh môn cường giả, rút lui đến sạch sẽ. Túc sát bầu không khí xâm nghiêm, bây giờ cũng hoàn toàn tiêu tán, bị không hiểu bi thương bao phủ. Chỉ thấy cái kia cành liễu co vào trở về, từ xanh biếc trong suốt bộ dáng, một lần nữa trở nên tiều tụy tĩnh mịch. Sau đó, giữa không trung, cái kia khô cây liễu khí tượng, tinh thần sông lớn khí tượng, toàn bộ tán loạn tiêu diệt, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Tất cả khí tượng cùng tia sáng đều tiêu tan sau, cành khô thiền sư thân hình, nhưng không thấy, không còn tồn tại, Diệp Thần chỉ thấy có một tia khói xanh, chậm rãi thăng thiên tán đi. Sau đó, chỉ thấy một đoạn khô cành liễu. Ba một cái, từ không trung rớt xuống đất. Diệp Thần trong lòng giật mình, ánh mắt nhìn cái kia khô cành liễu, trong chớp mắt, nhân quả hiểu rõ, liền biết đó là cành khô thiền sư chân tướng. Vừa mới cành khô thiền sư, đốt hết tất cả sinh mệnh tinh hoa, hiển hóa ra ngày xưa tinh không cây liễu bàng bạc khí tượng, giết lùi cổ tinh môn địch nhân, nhưng chính hắn cũng triệt để điêu vong. Sư phó, đạo diễn tăng nhân nhìn xem trên đất một đoạn khô cành liễu, cất tiếng đau buồn khóc lóc đau khổ. Quỳ trên mặt đất, phanh 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 dập đầu. Hắc cổ tự rất nhiều cao tăng, cũng là quỳ xuống đất thút thít, miệng tụng Phật hiệu, như muốn vì cành khô thiền sư siêu độ. Nhưng cành khô thiền sư không cần siêu độ, bởi vì linh hồn của hắn đã triệt để vẫn diệt, cũng chỉ còn lại có cái này đoạn khô cành liễu. Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh nhìn nhau, thở dài một tiếng. Cành khô thiền sư là vì ta mà chết. Diệp Thần cảm thấy có chút áy náy, cành khô thiền sư cho hắn trụ thần huyết. Lại hy sinh tự thân, thay hắn đánh lui cổ tinh môn cường địch, hắn 10 phần cảm kích, lại 10 phần hổ thẹn. Nhớ tới cành khô thiền sư khi còn sống ủy thác, Diệp Thần thầm nghĩ, vị kia lá khô ma tôn, ta nhất định phải cứu rỗi hắn. Vốn là cành khô thiền sư ủy thác, gọi hắn đi cứu chuộc lá khô ma tôn, hắn cũng không nghiêm túc đối đãi, suy nghĩ có cơ hội liền cứu, không có cơ hội coi như xong. Nhưng bây giờ, cành khô thiền sư lại vì hắn mà chết, hắn rất là chấn động. Phần ủy thác này, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Luân hồi chi chủ, nghe đồn ngươi luân hồi đạo pháp thông thiên, không biết ngươi nhưng có biện pháp, cứu sống ta phương trưởng sư phó. Đạo diễn tăng nhân ngẩng đầu, đầy mắt nước mắt nhìn xem Diệp Thần. Hắn lúc này, đã là sắp chết, huyết nhục hoàn toàn khô cạn, nhưng tâm niệm lấy cảnh khô thiền sư, còn treo một hơi. Diệp Thần bùi ngùi thở dài một tiếng, nói, ta biết,
ta sẽ nghĩ biện pháp. Đạo diễn tăng nhân thở dài một hơi, nói, vậy là tốt rồi, chỉ mong ngươi có thể phục sinh sư phụ ta, tiểu tăng vô cùng cảm kích. Câu nói này nói xong, đạo diễn tăng nhân giải quyết xong tâm nguyện, liền là ngã xuống đất khí tuyệt, huyết nhục khô cạn phía dưới, hắn thân thể khẽ đảo địa, liền lập tức vỡ vụn nứt ra, tử trạng rất là thảm liệt. Diệp thần lắc đầu, không đành lòng nhìn kỹ, đem trên mặt đất một đoạn khô cành liễu nhặt lên, nắm trong tay, cành khô như đá chất, xúc cảm băng lãnh thâm trầm, hắn vốn cho rằng cành khô sinh khí đã tuyệt, nhưng lại phát hiện tại cành khô chỗ sâu nhất, lại vẫn bảo lưu lấy một tia mỏng nước chi khí. Cỗ khí tức này, Diệp thần cả kinh, trong chốc lát bắt được nhân quả, cái này một tia mỏng nước chi khí, trên thực tế cũng không thuộc về cành khô thiền sư, mà là nguồn gốc từ cái kia huyền thiên tinh hà. Huyền thiên tinh hà, là huyền thiên gia tộc thủ hộ thần sông, cành khô thiền sư cùng huynh trưởng của hắn lá khô ma tôn, đều đến từ huyền thiên tinh hà bờ một gốc cây liễu, cái kia cây liễu cắm rễ tại huyền thiên tinh hà bên cạnh, hấp thu huyền thiên tinh hà linh khí, từ nơi sâu xa liền tạo thành một cỗ liên lạc. Chỉ cần huyền thiên tinh hà không khô, cây liễu liền bất diệt. Bây giờ cành khô thiền sư đích xác chết, nhưng còn không có triệt để diệt vong, hắn cái này đoạn cành khô bên trong, còn có một tia mỏng nước chi khí, đó là huyền thiên tinh hà chúc phúc cùng thủ hộ. Còn có sinh khí, vậy là tốt rồi, tương lai vẫn có cơ hội phục sinh. Diệp thần mừng rỡ trong lòng, cành khô thiền sư vì hắn bỏ ra nhiều như vậy, hắn cũng không muốn nhìn thấy đối phương vẫn diệt, nếu như có thể có cơ hội phục sinh. Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Bất quá, cành khô thiền sư là tinh không bỉ ngạn bên trên tồn tại, lấy Diệp thần tu vi trước mắt, còn không có năng lực đi phục sinh hắn, chỉ có thể chờ đợi sau này cơ duyên tạo hóa. Phục sinh cành khô thiền sư, độ khó cùng phục sinh lãnh nguyệt tịch người hộ đạo, một lần nữa nhóm lửa cái kia chén nhỏ tảng sáng thanh đăng không sai biệt lắm, đều không phải là dễ dàng liền có thể làm được sự tình. Bất quá, có thể có một chút hy vọng. Dù sao cũng so hoàn toàn tuyệt vọng muốn hảo. Diệp thần lấy lại bình tĩnh, trân trọng đem cái kia khô cành liễu, thu đến luân hồi trong mộ địa đi. Hắn một tướng khô cành liễu, thu hồi luân hồi mộ địa, luân hồi trong mộ địa, liền có một khối mộ bia, bắt đầu chấn động. Cái kia chấn động mộ bia, là trước đây chấn động 9 khối mộ bia một trong, hơn nữa chấn động biên độ, so trước đó mãnh liệt, tựa hồ cùng cái kia đoạn khô cành liễu, có cái gì ngọn nguồn nhân quả đồng dạng. Diệp thần trong lòng hơi động, suy nghĩ, chẳng lẽ cửu thiên lão tổ, thật tại ta luân hồi trong mộ địa. Mà tòa mộ này bia, là huyền thiên gia tộc lão tổ mộ bia. Trong lòng của hắn có thật nhiều nghi vấn, rất muốn triệu hoán thiên tổ hỏi một chút, đáng tiếc trở ngại trụ thần khế ước hạn chế, hắn bây giờ đã không thể tùy tiện triệu hoán thiên tổ, bằng không xúc động khế ước, sẽ có đáng sợ trừng phạt. Thôi, liên lụy tới tinh không bị ngãn nhân quả, không phải bây giờ ta đây có thể giải quyết. Suy nghĩ nhiều vô ích, sau này hãy nói cũng không muộn. Trụ thần huyết đã đến tay, việc cấp bách, là trước tiên cứu sống vũ tổ sư tôn. Diệp thần ánh mắt chớp động, trong lòng liền có quyết định, liền hướng hắc cổ tự chư tăng đạo đừng, cùng Ngụy Dĩnh dắt tay rời đi. Hai người rời đi tinh lạc cốc sau, liền lập tức trở về sụp đổ di tích cổ, sau một ngày liền đi tới sụp đổ di tích cổ lối vào. Cổ tinh môn cũng không có phái người truy sát, cành khô thiền sư đại hiển thần uy. Lấy một đoạn cành liễu trọng thương cổ tinh môn, bây giờ cổ tinh môn càng là tổn thương nguyên khí nặng nề, đã không có cách nào truy đoạn Diệp thần. Diệp thần, ta liền không vào. Ngụy Dĩnh cước bộ dừng lại tại di tích cổ lối vào, có chút bất đắc dĩ khổ tâm nói. Sụp đổ trong cổ tích bao phủ trọng trọng sụp đổ khí, lấy Ngụy Dĩnh tu vi, khó mà ngăn cản. Diệp thần sờ lên gương mặt của nàng, nói, ân, vậy ngươi đi về trước đi. Hắn xé rách hư không. Một đầu vết nứt không gian liền xuất hiện, nối thẳng luân hồi tinh giới. Ngụy Dĩnh có chút áy náy nói khẽ, thật xin lỗi. Tu vi hiện tại của nàng, đã đuổi không kịp Diệp thần, cũng không giúp được Diệp thần cái gì. Kỳ thực cũng bình thường, dù sao Diệp thần tiến bộ quá nhanh. Diệp thần có thể có thực lực hôm nay này, là mạo vô tận phong hiểm, trải qua vô số sinh tử ma luyện, lại lấy được vô số cơ duyên tạo hóa, mới đi đến một bước này. Nếu như hắn hậu cung hồng nhan nhóm, ngồi ở trong nhà, tùy tiện liền có thể đạt đến độ cao của hắn, vậy hắn tu luyện, liền thật thành chê cười. Không cần phải nói thật xin lỗi, ngươi lưu lại luân hồi tinh giới, chỉ cần ta không chết, ta có thể bảo đảm ngươi vĩnh sinh hưởng phúc, ngươi trước đó vì ta trả giá qua quá nhiều, bây giờ cũng nên thời điểm hưởng điểm thanh phúc. Diệp thần sờ lấy Ngụy Dĩnh gương mặt, khẽ mỉm cười nói. Ngụy Dĩnh ừ một tiếng, nhưng trong lòng vẫn là vô tận thất lạc.
hết sức không muốn nói, cái kia, ta đi. Chờ đã. Diệp Thần câu lên cằm của nàng, tại môi nàng hôn một cái, lúc này mới cười nói, tốt, trở về chờ ta tin tức tốt, chờ ta giải quyết cổ tinh môn, ta liền về nhà đoàn tụ với ngươi. Ân, nhất định muốn bình an trở về. Ngụy Dĩnh trọng trọng gật đầu, sau đó mang theo không thôi quay người bước vào trong vết nứt không gian, trở về luân hồi tinh giới, cái kia vết nứt không gian cũng đi theo tiêu tán. Diệp Thần thất vọng mất mát, sau đó lắc đầu, tập trung ý chí, bước vào trong sụp đổ di tích cổ. Hiện nay sụp đổ di tích cổ, không pháp cốc, tinh hằng thiên, áo nghĩa giới, sụp đổ thần giáo, đều đã liên hợp lại, toàn bộ thuộc về luân hồi trận doanh, cũng là Diệp Thần thế lực. Diệp Thần trở lại bên trong không pháp cốc, cốc chủ Diệt Không Thiên Đế lập tức dẫn người ra nghênh tiếp, cười ha ha, nói. Luân hồi chi chủ, ta nhìn ngươi cát tinh cao chiếu, phúc khí bốc hơi, chắc hẳn ở bên ngoài hết thảy thuận lợi. Diệp Thần cười nói, hết thảy thuận lợi không thể nói, quả thực gặp phải không thiếu khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng kết cục coi như thuận lợi, ta đã thuận lợi cầm tới trụ thần huyết. Nói xong, hắn liền đem huyền thiên thần tinh hộp lấy ra, trong hộp liền chứa đại hiền giả giọt kia trụ thần huyết, từng tia từng sợi kinh khủng hắc ám khí tức, từ trong hộp tràn ngập ra, để cho người ta không rét mà run. Diệt Không Thiên Đế trừng to mắt, có chút kiêng kỵ lui về sau một bước, lại lo lắng nói, trong này chứa, chính là trụ thần huyết sao. Quả nhiên là năng lượng mênh mông, không thể đo lường. Nhưng, cái này trụ thần huyết, cũng bị bóng tối ô nhiễm, luân hồi chi chủ, người có thể tịnh hóa hắc ám. Diệp Thần gật đầu nói, có thể, bằng vào ta siêu độ pháp tắc uy năng, tịnh hóa không khó, ta vũ tổ sư tôn vừa vặn rất tốt. Diệt Không Thiên Đế nói, có người thần giáp mệnh tinh che chở, vũ tổ đại nhân tính mệnh tạm thời không lo, chỉ là huyết nhục tiểu tụy. Diệp Thần nói, không sao, ta mang về trụ thần huyết, đủ để cứu vãn, dẫn ta đi gặp sư tôn ta a. Diệt Không Thiên Đế ừ một tiếng, liền cung kính ở phía trước dẫn đường, hai người hướng vũ tổ sở cư chi địa đi đến. Vừa đi, Diệt Không Thiên Đế vừa nói, luân hồi chi chủ, ta trước đây cho ngươi cái kia dạ hoàng trải qua, ngươi tu luyện không có. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói, cái kia dạ hoàng trải qua, công pháp yếu lược, là muốn ẩn thân ở trong bóng tối, cùng hắc ám cùng tồn tại, cuối cùng lại trưởng khống hắc ám, phương pháp này rất có hung hiểm, rất dễ dàng bị bóng tối thôn phệ, ta còn không có tu luyện. Diệt Không Thiên Đế nói, lấy luân hồi chi chủ tu vi, hẳn là không sợ hắc ám thôn phệ. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, lời tuy như thế, nhưng bây giờ cường địch xâm nghiêm, ta không thể dễ dàng mạo hiểm. Lấy Diệp Thần tu vi, đích xác không cần sợ hãi cái gì hắc ám thôn phệ, nhưng cổ tinh môn cường địch xâm nghiêm, hắn lúc này không thể dễ dàng mạo hiểm. Vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, hắn thật lọt vào hắc ám phản phệ, cái kia cực kỳ không ổn. Diệt Không Thiên Đế nói, cường địch xâm nghiêm, chính là cần tu luyện dạ hoàng trải qua, nhiều nắm giữ một môn công pháp, liền nhiều một phần ngăn địch sức mạnh, đây chính là trụ thần pháp A, cũng không phải cái gì phổ thông công pháp. Cái này dạ hoàng trải qua, Diệt Không Thiên Đế chính mình không luyện được, nhưng hắn rất muốn nhìn một chút dạ hoàng trải qua uy lực chân chính, hắn biết Diệp Thần ngộ tính nghịch thiên, cho nên liền nghĩ để cho Diệp Thần đi tu luyện. Hơn nữa, Diệp Thần là đối kháng cổ tinh môn người lãnh đạo, hắn cũng sợ Diệp Thần sức mạnh không đủ, chết ở cổ tinh môn trong tay. Một khi Diệp Thần vẫn lạc, sụp đổ di tích cổ bên trong rất nhiều thế lực, cũng muốn cùng theo gặp nạn. Cho nên, hắn tự nhiên là nghĩ Diệp Thần tu luyện dạ hoàng trải qua, cường hóa thực lực. Diệp Thần cười khổ một tiếng, không đáp ứng cũng không cự tuyệt, khoát tay một cái nói, nhìn kỹ hãng nói a, trước tiên cứu sống ta vũ tổ sư tôn lại nói. Diệt Không Thiên Đế ừ một tiếng, liền tiếp theo mang Diệp Thần hướng về vũ tổ chỗ đi đến, lại nói. Luân hồi chi chủ, trước mấy ngày, có người tới tìm ngươi. Diệp Thần nói, a, là ai? Diệt Không Thiên Đế khẽ cau mày, có chút nghi hoặc không chắc lại cảm giác sâu sắc sợ chiến bộ dáng, nói, đó là một người mặc hắc bào nam tử, khí tức phi thường cường đại, ta đã là thượng phẩm thiên đế, nhưng ở trước mặt người kia, cũng thấy chính mình như con kiến hôi nhỏ bé. Người kia nói, hắn gọi Diêm Ma Tử Thần, là 72 trụ thần một trong. Diệp Thần đại chấn, nói, Diêm Ma Tử Thần. Diệt Không Thiên Đế nói, đúng vậy. Ta bị sợ hết hồn, vĩ đại như trụ thần, thế mà lại hàng lâm xuống, hắn nói hắn là tới tìm ngươi, muốn gọi ngươi. Nói đến đây, Diệt Không Thiên Đế lại chần chờ dừng lại. Diệp Thần cười khổ nói, muốn gọi ta ăn hắn, có phải hay không? Diệt Không Thiên Đế a một tiếng, rất là kinh động,
nói, Luân hồi chi chủ, ngươi. Ngươi đã thấy qua hắn. Diệp thần gật đầu nói, ân, trước đây độ chi mảnh vụn đào được, ta trong lòng đất gặp qua hắn, hắn liền gọi ta ăn hắn, kế thừa hắn trụ thần quyền chuôi, nhưng ta không có đáp ứng. Diệt không thiên đế kinh nghi bất định, hỏi, vì cái gì không đáp ứng? Diệp thần lắc đầu không nói chuyện. Diệt không thiên đế bừng tỉnh, biết mình hỏi được nhiều lắm, liền im ngay không hỏi nữa, lời nói xoay chuyển, nói như vậy tới, người kia thực sự là Diêm Ma Tử Thần. Cái này, ta nghe nói, Diêm Ma Tử Thần đã triệt để chết a. Diệp thần nói, hắn sống lại, hắn bây giờ người ở nơi nào? Diêm Ma Tử Thần, người này quyền hành, không thể coi thường. Diệp thần mặc dù không muốn tùy tiện kế thừa, nhưng cũng không muốn nhìn thấy người khác kế thừa, cảm thấy có chút mâu thuẫn. Diệt không thiên đế nói, hắn không có thấy ngươi, liền đi, nói chờ ngươi trở về, hắn sẽ lại tới thăm. Diệp thần cau mày nói, phải không? Nhìn Diêm Ma Tử Thần bộ dáng, tựa hồ còn không có từ bỏ, còn nghĩ gọi Diệp thần ăn hắn. Diệp thần lại hỏi, vậy hắn có nói gì hay không? Diệt không thiên đế nói, cái kia Diêm Ma Tử Thần nói, hắn đạp biến không không lúc nào khoảng không chư thiên, thực sự tìm không thấy thứ hai cái người thừa kế, hắn đi tìm Hồng Quân, Vũ Hoàng Cổ Đế, thậm chí là Hồn Thiên Đế, Xấu Thần, đều không người nguyện ý ăn hắn, kỳ quái, đây chính là có thể kế thừa trụ thần quyền chuôi đại cơ duyên a. Luân hồi chi chủ, các ngươi cũng không nguyện ý kế thừa sao? Diệp thần nói, đại cơ duyên sau lưng, là nghịch thiên đau đớn, xem ra Hồng Quân, Vũ Hoàng Cổ Đế, Hồn Thiên Đế bọn hắn cũng mười phần thanh tỉnh, biết kế thừa trụ thần quyền chuôi, muốn cùng nhau tiếp nhận phần thiên đại kiếp, bọn hắn cũng không muốn tiếp nhận cái kia cỗ đau đớn. Trụ thần quyền chuôi, nghe rất mê người, nhưng sau lưng đau đớn quá lớn, Hồng Quân, Vũ Hoàng Cổ Đế, Hồn Thiên Đế, Xấu Thần mấy người đỉnh cấp cường giả, tâm tư cũng cùng Diệp thần một dạng cẩn thận, không có bị mặt ngoài cơ duyên làm cho mê hoặc. Diệt không thiên đế ngẩn ngơ, nói, phần thiên đại kiếp rất thống khổ sao. Hắn biết phần thiên đại kiếp, nhưng tầm mắt có hạn, cũng không biết cái kia cỗ đau đớn, đến cùng mãnh liệt đến mức nào. Diệp thần lắc lắc đầu nói, ngươi không có trải qua, ngươi không hiểu. Diệt không thiên đế ngỡ ngàng, trầm mặc một chút, nói, tốt a, ân, cái kia Diêm Ma Tử Thần còn nói, hắn đi tử thần giáo đoàn, tìm được Hỗn Độn Thiên Ma thủ lĩnh Ma Phi Thiên, cái kia Ma Phi Thiên cuối cùng là nguyện ý ăn hắn, nhưng hắn nói cái kia Ma Phi Thiên tính chất tử điên cuồng tàn bạo, hắn rất không thích, cũng không nguyện ý bị hắn ăn, tiếp đó liền nghĩ trở về tìm ngươi. Diệp thần chấn động trong lòng, nói, Ma Phi Thiên sao? Trong chốc lát, Diệp thần bắt được một cỗ kinh khủng tương lai nguy cơ, nếu là Ma Phi Thiên không để ý đại giới, ăn hết Diêm Ma Tử Thần, cái kia nhất định đem lột xác thành một tôn tồn tại cực kỳ khủng bố. Đến lúc đó, Diệp thần cũng biết gặp trước nay chưa có uy hiếp. Diệt không thiên đế nói, đúng vậy, Diêm Ma Tử Thần nói, hắn chậm một chút sẽ lại tới thăm, nếu như ngươi còn không nguyện ý ăn hết hắn mà nói, hắn coi như không muốn, cũng muốn trở về tìm Ma Phi Thiên. Diệp thần sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn thực không muốn thôn vệ Diêm Ma Tử Thần, dù sao tiếp nhận phần thiên đại kiếp, đại giới thực sự quá kinh khủng, nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy Diêm Ma Tử Thần quyền hành, rơi xuống Ma Phi Thiên tay bên trong. Như vậy mâu thuẫn cục diện, quả thực để cho Diệp Thần cảm giác sâu sắc khó giải quyết, nghĩ không ra lưỡng toàn chi pháp. Luân hồi mộ địa bên trong, sụp đổ chi chủ nói, mộ chủ, cái kia Diêm Ma Tử Thần gọi ngươi ăn hắn, ngươi trực tiếp thôn vệ chính là, nếu như tương lai xảy ra điều gì sai lầm. Người dùng luân hồi sách sửa chữa đi qua, còn có cơ hội cứu vãn. Nghe nói như thế, Diệp thần con mắt lập tức sáng lên, nhưng chợt lại lắc đầu nói, liên lụy tới trụ thần nhân quả, ta sợ coi như vận dụng luân hồi sách, cũng không cách nào sửa chữa. Sụp đổ chi chủ lập tức trầm mặc, đích xác, liên lụy tới trụ thần, phần này nhân quả liền thực sự quá nặng nề, cho dù vận dụng luân hồi sách, cũng không biết có thể hay không sửa chữa. Chính ngươi nhìn xem xử lý a, liên lụy tới trụ thần. Ta cũng không cách nào. Sụp đổ chi chủ cười khổ một tiếng, đối mặt loại này thiên đại sự tình, hắn cũng không dám lại nói bừa. Diệp thần lắc đầu, cũng suy nghĩ không ra sách lược vẹn toàn, lập tức cũng chỉ có thể gặp đi bộ bước, đi theo Diệt không thiên đế, đi tới một chỗ trong sân, đây là vũ tổ an dưỡng nơi ở. Cửa sân chỗ, thanh đồng cổ thiềm cùng minh khiếu thiên chấn thủ lấy, nhìn thấy Diệp thần tới, liền gọi Vân An. Diệp thần gật gật đầu, bước vào trong sân. Liền thấy thiên nữ cùng lãnh nguyệt tịch ở bên trong. Hắn hỏi, vũ tổ đâu? Thiên nữ mang theo ưu sầu chi sắc, chỉ cái gian phòng, nói, ở bên trong.
Diệp Thần mỗi ngày nữ sắc mặt không đúng, trong lòng lập tức căng thẳng, nhanh chân đi đến căn phòng kia phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lập tức một cỗ nặng nề khô mục khí tức truyền đến, liền thấy trên giường, nằm lấy một bộ khô thi, huyết nhục đã tiêu tụy, chỉ còn lại một lớp da, bao lấy vàng ố xương cốt, lại là Vũ Tổ. Hắn đã chết. Ở trên người hắn, Diệp Thần bắt giữ không đến mảy may người sống khí tức, nhưng hết lần này tới lần khác, đã chết mất Vũ Tổ, con mắt còn mở to, trong mắt còn tại chuyển động, nhìn thấy Diệp Thần trở về, Vũ Tổ giãy giụa muốn phát ra điểm âm thanh, nhưng thanh âm gì đều không phát ra được. Chết mất Vũ Tổ, còn có thể sống động, tất cả bởi vì trên đỉnh đầu hắn, lơ lửng một khỏa ngôi sao màu vàng, đó chính là Diệp Thần thần giáp mệnh tinh, cưỡng ép vì hắn kéo dài tính mạng. Vũ Tổ nhục thân, đó là hoàn toàn chết, nhưng bởi vì có thần giáp mệnh tinh bảo hộ, cho nên linh hồn của hắn ý thức, còn duy trì kéo dài, không có vẫn diệt. Hắn thiên chiêu võ thần pháp tắc, trật tự, cũng không có hoàn toàn phá diệt, còn có khả năng trọng chỉnh núi sông. Sư tôn. Diệp Thần nhìn thấy Vũ Tổ lưu lạc đến nước này, rất là chấn động. Thiên nữ, Lãnh Nguyệt Tịch, Diệt Không Thiên Đế, đứng tại cửa gian phòng, nhìn thấy bên trong căn phòng một màn, ba người cũng là 10 phần buồn bã. Thiên nữ nói, Diệp Thần, người có thể đem đồ vật mang về. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nói, mang về. Hắn móc ra Huyền Thiên Thần Tinh hộp, nhẹ nhàng đem hộp mở ra, lập tức một cỗ bàng bạc kinh khủng hắc ám khí tức, giống như thủy triều bừng lên. Chỉ thấy trong hộp, chứa một giọt giống như nước mắt kết tinh đồ vật, hiện lên ám kim màu lót, nhưng bởi vì lọt vào hắc ám ô uế, cả viên kết tinh trở nên vô cùng vẩn đục ô uế, tản mát ra so thiên ma tinh hải còn kinh khủng hơn nhiều lắm năng lượng hắc ám. Cỗ năng lượng này, đơn giản liền không không lúc nào khoảng không cũng không thể dung nạp, hắc ám năng lượng, còn có viên kia kết tinh bản thân ẩn chứa bàng bạc năng lượng, cùng nhau tản mát ra, liền để đến trong phòng không gian, hơi hơi xuất hiện vặn vẹo. Nếu như không phải là bởi vì có Diệp Thần thần giáp mệnh tinh, trấn thủ ở này, cái kia chỉ sợ nơi này không gian, đã sớm triệt để sụp đổ chôn vùi, hóa thành hỗn độn. Ôi, đây là... Thiên nữ nhìn xem Diệp Thần trong hộp viên kia kết tinh, lập tức kinh hãi, ở đó có kinh khủng bàng bạc năng lượng khí tức làm kinh sợ, không khỏi lui lại mấy bước. Lãnh Nguyệt Tịch cũng lui lại mở ra, Diệt Không Thiên Đế nhưng là trừng to mắt, lẩm bẩm nói, đây chính là đại hiền giả trụ thần huyết sao. Quả nhiên năng lượng ngập trời, kinh khủng như vậy. Diệp Thần ánh mắt cũng nhìn về phía cái hộp trong tay, trong hộp viên kia như nước mắt hình dạng kết tinh, chính là đại hiền giả trụ thần huyết, khí huyết năng lượng bàng bạc đến tình cảnh ngưng kết thành kết tinh, căn bản cũng không phải là chất lỏng, mà là thể rắn. Xuyên thấu qua giọt này trụ thần huyết, Diệp Thần phảng phất nhìn thấy ngày xưa cổ lão thiên cơ, thấy được đại hiền giả phục dụng bẩn thỉu sáng thế đạo quả, thân thể triệt để bị bóng tối no bạo hình ảnh. Cái kia cố kinh thiên hắc ám nổ tung, còn có đại hiền giả bi phẫn oán niệm, làm cho người động dung. Thiên nữ nói, giọt này trụ thần huyết năng lượng xác thực kinh khủng, nhưng tựa hồ đã bị hắc ám ô nhiễm, mà lại là liên lụy tới thế giới bản nguyên hắc ám, không có khả năng dùng để cứu vớt Vũ Tổ a, nếu là cho Vũ Tổ phục dụng, chỉ sợ linh hồn của hắn muốn trong nháy mắt bị bóng tối bao phủ. Diệp Thần trong tay trụ thần huyết, bên trong hắc ám, không phải thông thường hắc ám, mà là dính đến thế giới bản nguyên hắc ám. Cùng sáng thế chi thụ, sáng thế đạo quả có liên quan. Không sao, bằng vào ta thủ đoạn, có thể tịnh hóa. Diệp Thần cũng không vội vàng, ngón tay nhất câu, trụ thần huyết liền bay lên, lơ lửng ở giữa không trung, một chút xíu từng sợi hắc ám quỷ bí chi khí, không ngừng tản ra. Thiên nữ, Lãnh Nguyệt Tịch, Diệt Không Thiên Đế ba người khẩn trương nhìn xem, chỉ sợ phát sinh ngoài ý muốn gì. Vũ trụ mệnh cách, không gian chi đạo, mở. Diệp Thần nhìn chằm chằm hắc ám dơ bẩn trụ thần huyết, vũ trụ mệnh cách lập tức mở ra, quanh thân hiển hóa ra từng đạo không gian phù văn, nguyên bản nhỏ hẹp gian phòng, tại hắn vũ trụ mệnh cách không gian phù văn mở rộng phía dưới, không gian một chút bành trướng, to như tinh không vũ trụ. Diệp Thần là sợ tịnh hóa trụ thần huyết thời điểm, dẫn phát cái gì năng lượng ba động, cho nên trước tiên bố trí xuống một cái hùng vĩ không gian, để phòng bất trắc. Vũ Tổ cố gắng mở to hai mắt, ngắm nhìn Diệp Thần. Ánh mắt lại là khẩn cấp, lại là quan tâm, chỉ là nhục thân chết héo, linh hồn suy yếu phía dưới, hắn không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Táng hư luân hồi pháp. Diệp Thần lại thi thủ đoạn, sau lưng hiện ra một cái luân hồi bàn, táng hư pháp tắc phù văn hiển hóa, từng đạo mang theo táng hư uy năng thần quang, từ luân hồi bàn bắn ra, bắn tại cái kia trụ thần huyết phía trên. Luân hồi mộ táng công tầng thứ 3 táng hư luân hồi pháp, có thể để vạn vật quy hư,
Diệp Thần liền muốn để cho trụ thần huyết bên trong hắc ám, quy về hư vô tịch diệt. Đương nhiên, cái kia trụ thần huyết bên trong hắc ám, vô cùng ngoan cố mãnh liệt kinh khủng, lấy Diệp Thần trước mắt táng hư luân hồi pháp tạo nghệ, còn chưa đủ chân chính tiêu diệt, nhưng có thể hóa giải bộ phận, để cho phía sau hắn siêu độ nhẹ nhõm một chút. Suy suy suy. Tại Diệp Thần táng hư luân hồi quang trùng kích vào, cái kia trụ thần huyết bên trong hắc ám, quả nhiên cũng là bốc hơi một chút, từng sợi khói đen bay lên, tiêu tan vô hình. Thiên nữ, Lãnh Nguyệt Tịch, Diệt Không Thiên Đế ba người, nhìn thấy Diệp Thần thủ đoạn, âm thầm lấy làm kỳ. Thiên nữ nghĩ thầm, Diệp Thần thực lực, vượt qua ta nhiều lắm, ta đã đuổi không kịp cước bộ của hắn. Thiên nữ bái sư Nguyên Thiên Đế, lại gia nhập vào Mỹ Thần Cung, phải thần sắc đẹp bí dậy. Lại tự sáng tạo đại đạo, tư tưởng ra băng hoàng thánh điển vĩ đại kỳ quan, đủ loại cơ duyên tạo hóa, có thể xưng cực lớn, tự thân cũng khắc khổ tu luyện, chưa từng có nửa điểm lười biếng. Nhưng Diệp Thần so với nàng còn khắc khổ, cơ duyên tạo hóa so với nàng còn lớn, đủ loại nhân tố kết hợp, hai người đã kéo ra chênh lệch không nhỏ. Thiên nữ tính khí cao ngạo, tại biết mình cùng Diệp Thần chênh lệch sau, trong lòng tất nhiên là thất lạc, nhưng nàng cũng không chịu thua, tương lai còn rất dài. Nàng tin tưởng mình cũng sẽ có đuổi kịp Diệp Thần khả năng. Ma ngục mệnh tinh, độ chi mảnh vụn, siêu độ pháp tắc, tịnh hóa hết thảy. Diệp Thần một tiếng ngâm sướng, toàn thân linh khí giống như thủy triều tuôn ra, hắn lại mượn dùng nhật chi thạch năng lượng, mới có thể duy trì được bây giờ linh khí tiêu hao. Chỉ thấy hắn toàn thân ma hy dâng lên, tại sau lưng hiển hóa ra hùng vĩ ma đạo khí tượng, một vòng tinh thần lơ lửng, chính là ma ngục mệnh tinh, phía trên có một góc chiếu lấp lánh. Cái kia đang đại biểu cho độ chi mảnh vụn tia sáng. Đương nhiên, cái này ma ngục mệnh tinh, độ chi mảnh vụn, trên thực tế cũng là Diệp Thần thi triển siêu độ pháp tắc, hiển hóa ra ngoài khí tượng, hắn ma ngục mệnh tinh, còn không có chân chính thắp sáng, thậm chí ngay cả độ chi mảnh vụn, cũng không có chân chính trưởng khống. Bất quá, Diệp Thần đã nắm giữ bộ phận siêu độ pháp tắc sức mạnh, bây giờ đều thi triển, hai tay kết ấn bố quyết, từng đạo pháp tắc phù văn đánh ra, thần quang vạn trọng. Kim diễm bừng bừng, đều rơi vào cái kia trụ thần huyết phía trên. Cái kia từng đạo pháp tắc phù văn, cũng là siêu độ pháp tắc phù văn, ẩn chứa bàng bạc siêu độ tịnh hóa chi lực. Tại Diệp Thần thôi động phía dưới, từng đạo phù văn vờn quanh trụ thần huyết, tia sáng bành trướng, không ngừng tịnh hóa lấy trụ thần huyết hắc ám. Cái này trụ thần huyết hắc ám, liên lụy tới thế giới bản nguyên, ngoan cố thâm hậu dị thường, nhưng Diệp Thần siêu độ pháp tắc, cũng là nắm giữ thế giới bản nguyên, thậm chí là siêu việt thế giới sức mạnh. Cho nên cho dù là loại này bản nguyên hắc ám, cũng có thể tịnh hóa. Suy suy suy, chỉ thấy trụ thần huyết hắc ám nguyên chất, không ngừng bị Diệp Thần tịnh hóa đi, cấp tốc bốc hơi, từng sợi khói đen bay lên, mang theo kịch liệt hôi thối. Cỗ này hôi thối, không cách nào hình dung, mang theo thâm trầm nhất kinh khủng nhất hắc ác chi uy, làm cho ngoài cửa thiên nữ, Lãnh Nguyệt Tịch, Diệt Không Thiên Đế bọn người, cũng là nhíu chặt lông mày. Ba người che liên tiếp lui về phía sau. Lại tại trước người bố trí xuống trọng trọng pháp tắc phòng ngự, tránh khỏi hắc ám hôi thối xung kích. Diệp Thần bất vi sở động, thể nội quang minh chi tâm, thiên đế kim luân nở rộ tia sáng, đem hắc ám hôi thối tách ra. Thậm chí, Diệp Thần lại phát hiện, cái kia bộ dạ hoàng trải qua bí tịch, thế mà cũng tại phát sáng, nhưng không phải xua tan hắc ám, mà là đem quanh mình hắc ám thu nạp tới, cùng hắc ám hòa làm một thể, lấp lánh u quang nhìn tương đương quỷ bí. Cái này dạ hoàng trải qua, có chút ý tứ. Trong lòng Diệp Thần khẽ nhúc nhích, về sau nếu có thời gian, có lẽ có thể cân nhắc xem bộ này dạ hoàng trải qua, đương nhiên hiện tại lời nói, tự nhiên là cứu sống vũ tổ trọng yếu nhất. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, liền thấy đại hiền giả giọt kia trụ thần huyết, tại hắn siêu độ pháp tắc tịnh hóa phía dưới, hắc ám đã hoàn toàn cởi ra, cả nhỏ máu lần nữa khôi phục tinh khiết, hiện ra một cỗ kim sắc, thần mang rực rỡ. Thiên nữ, Lãnh Nguyệt Tịch, Diệt Không Thiên Đế ba người, nhìn xem màu vàng kia trụ thần huyết, không khỏi trừng to mắt. Bọn hắn từ cái kia trụ thần huyết bên trong, bắt được cực kỳ khủng bố năng lượng, thậm chí uy áp không không, siêu việt thiên đạo. Đây chính là trụ lực lượng của thần sao. Thiên nữ tự lẩm bẩm, tràn đầy rung động. Diệt Không Thiên Đế cũng là hít sâu một hơi, nói, nếu là vũ tổ hấp thu giọt máu này, nhất định có thể đột phá đến siêu phẩm thiên đế A. Lãnh Nguyệt Tịch ánh mắt nhất chuyển. Vô ý thức hướng Diệp Thần nói, sư phụ, cái này trụ thần huyết chân quý, chính ngươi luyện hóa mà nói, có lẽ có thể nhất phi trùng thiên A. Câu nói này vừa nói ra, nàng liền biết không thích hợp, vội vàng che lại miệng. Hiện nay vũ tổ nhục thân đã chết, chỉ còn lại tàn hồn thở dốc,
lấy Diệp Thần trọng tình trọng nghĩa tính cách, như thế nào lại đem trụ thần huyết căn cứ cho mình dùng. Nàng lời nói này, khó tránh khỏi có chút lạnh lùng. Bất quá, đây cũng là bởi vì, tại trong lòng Lãnh Nguyệt Tịch, Diệp Thần trọng lượng, muốn so Vũ Tổ trọng yếu rất nhiều. Diệp Thần nghe Lãnh Nguyệt Tịch lời nói, khẽ gật đầu một cái nói, không cần, thân ta mang đại khí vận, ta có vận mệnh của ta cơ duyên, không kém một giọt này trụ thần huyết, vẫn là cứu sống ta Vũ Tổ sư tôn trọng yếu nhất. Chờ sư tôn khôi phục, dựa vào trụ thần huyết sức mạnh, hắn tất có thể bước vào siêu thiên chi cảnh. Lấy trụ thần huyết uy năng, đủ để cho Vũ Tổ nghịch thiên quật khởi, đột phá đến siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Đến lúc đó, có một tôn siêu phẩm thiên đế trợ lực, cái kia Diệp Thần muốn đối kháng Cổ Tinh Môn, liền sẽ đơn giản rất nhiều rất nhiều. Mặc kệ là từ cảm tình cân nhắc, vẫn là lợi ích cân nhắc, Diệp Thần đều phải đem giọt này trụ thần huyết, giao cho Vũ Tổ phục dụng. Nghĩ như vậy, Diệp Thần không do dự, cong ngón búng ra, liền đem cái kia trụ thần huyết, bắn rơi đến Vũ Tổ trên thân thể. Giọt kia trụ thần huyết, như có linh tính, vừa rơi xuống đến Vũ Tổ thân thể, huyết dịch lập tức liền thấm vào, trong nháy mắt lưu chuyển Vũ Tổ toàn thân gân cốt. Răng rắc, trong cơ thể của Vũ Tổ, truyền ra liên tiếp hạt đậu nổ một dạng vang động, gân cốt tại trụ thần huyết tẩm bổ phía dưới, không ngừng khôi phục, tái tạo, cường hóa, toàn thân bắn ra một cỗ lóa mắt tới cực điểm kim quang, chấn động hư không, thậm chí trong hư không cũng đi theo truyền ra trận trận thiên âm Phật sướng, âm thanh không biết đến từ đâu, tựa như chư thiên thần ma cộng minh, chấn nhiếp nhân tâm thần. Diệp Thần lui ra phía sau mấy bước, con mắt híp lại, xuyên thấu qua cái kia kim quang chói mắt, có thể nhìn thấy Vũ Tổ da bọc xương cơ thể, đang nhanh chóng mở rộng, muốn khôi phục trước kia khôi ngô tráng kiện. Nhìn cái kia xu thế, nhiều nhất 3 ngày thời gian, Vũ Tổ liền có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí đột phá. Ông, trụ thần kim quang càng lúc càng nồng nặc, đến cuối cùng, thậm chí giống như thực chất đồng dạng, phóng lên trời, khoa trương soạt một tiếng liền quán xuyên gian phòng nóc nhà, chùm tia sáng kim sắc xông thẳng lên thiên, động phá thương khung, lại đánh xuyên qua không gian, tại trên bầu trời xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng, vô cùng hùng vĩ. Hô, cũng có thể. Diệp Thần thở phào một hơi, lui ra khỏi phòng, vừa mới tịnh hóa trụ thần huyết, tiêu tốn hắn không thiếu khí tức, nhưng nhìn Vũ Tổ kim quang bành trướng, nhục thân cấp tốc khôi phục bộ dáng, hắn cũng là phi thường hài lòng. Diệt Không Thiên Đế vui vẻ nói, luân hồi chi chủ, nhìn Vũ Tổ khí tượng, hắn cũng có thể phục hồi như cũ, thậm chí nghịch thiên cải mệnh, nhất cử đột phá đến siêu phẩm thiên đế cảnh giới A. Diệp Thần khẽ gật đầu, nói, ân, mấy ngày nay thời gian, các ngươi chiếu cố tốt Vũ Tổ, cẩn thận Cổ Tinh Môn xâm phạm. Diệt Không Thiên Đế nói, Cổ Tinh Môn nếu là dám đến, đó chính là tự tìm cái chết. Bây giờ sụp đổ di tích cổ bên trong, không pháp khốc, áo nghĩa giới, tinh hằng thiên, sụp đổ thần giáo đã liên hợp, thế lực vô cùng cường đại, tại cái này trên địa bàn, coi như Cổ Tinh Môn cao tầng cường giả tới, cũng không khả năng chiếm được chút tiện nghi nào. Mà Hiên Viên Vương trước đây 7 trận thất bại, không có tiếp thu được đại hiền giả quyền hành, ngược lại lọt vào phản phệ, đã tổn thương nguyên khí nặng nề, hắn càng không khả năng mạo hiểm buông xuống sụp đổ di tích cổ. Diệp Thần gật đầu, nghĩ thầm chờ Vũ Tổ hoàn toàn khôi phục, thậm chí đột phá đến siêu phẩm thiên đế, hắn tiêu diệt Cổ Tinh Môn liền có hy vọng. Cổ Tinh Môn, Vũ Tổ hấp thu trụ thần huyết, thân phát kim quang, ngưng tụ thành cột sáng trùng thiên, cỗ này bàng bạc rộng rãi khí tượng, thậm chí tại Cổ Tinh trong môn phái, cũng có thể thấy rõ. Cổ Tinh Môn chỗ sâu, đỉnh một ngọn núi. Một cái nam tử, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía cái kia thẳng sâu thiên vũ trùng tia sáng kim sắc, trong mắt lộ ra vô biên vẻ ngưng trọng. Nam tử này, người mặc màu đen đế bào, trên thân làn da lại hiện đầy thi ban rêu xanh một dạng quỷ bí vết tích, trên mặt cũng đầy là đốm đen, ngoại hình nhìn so tử thi còn kinh khủng hơn, nhưng một đôi mắt, tinh mang sắc bén, như đao như kiếm, sâm nghiêm lăng lệ. Hắn chính là Hiên Viên Vương, hắn không còn là kỳ quan khái niệm hư ảnh, mà là có nhục thân. Chỉ có điều, hắn bộ thân thể này, hiện đầy đốm đen ô uế, đó là ngày xưa ban thiên đế thân thể, là tinh ẩm nguyệt hiến tặng cho hắn. Hắn vốn là nghĩ săn bắt Vũ Tổ nhục thân, đáng tiếc chậm chạp không thành công, mà tiếp thu đại hiền giả trụ thần quyền chui thất bại, thậm chí gặp phản phệ, đã để hắn không có bao nhiêu lựa chọn đường sống, chỉ có thể mượn trước dùng ban thiên đế nhục thân. Lây dính như thế nhân quả, hắn về sau nghĩ thoát ly bộ thân thể này gò bó, vậy thì khó khăn, nhưng hắn nhất thiết phải như thế, bằng không không có nhục thân che chở, bằng vào một đạo khái niệm hư ảnh, như thế nào có thể đối kháng dưới mắt tàn phá bừa bãi thiên tai.
vũ tổ khôi phục, thậm chí muốn bước vào siêu thiên chi cảnh. Hiên Viên Vương tự lẩm bẩm, cùng hắn tịch mịch so sánh, cái kia xuyên qua bầu trời trùm tia sáng kim sắc, liền thực sự quá lóa mắt hừng hực. Nếu có thể săn bắt một bộ siêu phẩm thiên đế nhục thân, vậy đối với hắn tới nói, tự nhiên là thiên đại hảo sự, nhưng vấn đề là, lấy hắn bây giờ trạng thái, nếu là đối mặt siêu thiên cảnh vũ tổ, căn bản không có khả năng đánh thắng được. Con mồi cùng thợ săn thân phận, tất phải đảo ngược tới. Các ngươi có gì đối sách? Hiên Viên Vương quay đầu, tại phía sau hắn, đứng bốn người, hai nam hai nữ. Hai người đàn ông kia, một người trong đó là cốt thiên đế, một người khác người mặc áo bào xám, cả người vòng quanh từng sợi hắc khí, trong hắc khí lại có từng khỏa virus tảo cầu chìm nổi, tinh hồng cùng hắc ám màu sắc làm cho người không rét mà run, chính là trong xấu thần dưới trướng chín đại ma quân bệnh ách ma quân. Mặt khác hai nữ tử, một cái là Tinh Ẩm Nguyệt, Hiên Viên Vương vị hôn thê. Một cái khác, người mặc áo đỏ, tay cầm một thanh ô kim sắc trường thương, cái eo thẳng tắp, hai đầu lông mày anh tư bừng bừng, chính là phá quân thần nữ huyết đồ xương, lúc này sớm đã phản bội vũ tổ, đi nương nhờ đến Hiên Viên Vương dưới trướng. Nghe Hiên Viên Vương tra hỏi, bốn người trao đổi lẫn nhau một chút ánh mắt. Cốt Thiên Đế chắp tay nói, Hiên Viên Vương đại nhân, theo tại hạ Ngô Kiến, cần phải khởi động lại đại càn khôn trụ thần huyền thiên luân chuyển trận, lần nữa nếm thử tiếp thu đại hiền giả quyền hành. Có thể dùng thiên đế gia tộc người tính mệnh làm tế, lại sâu xé lôi âm thần điểu, ẩn sơn vân nghe hai đầu thần thú, như thế tế phẩm đầy đủ, huyết che thương thiên, có thể tạm thời man thiên quá hải, lấy hạt rẻ trong lò lửa, thu lấy đại hiền giả quyền hành. Nếu để cho vũ tổ thuận lợi khôi phục, thậm chí đột phá đến siêu phẩm thiên đế cảnh giới, cái kia cổ tinh môn liền nguy hiểm, thậm chí có cả nhà hủy diệt nguy hiểm, cho nên nhất thiết phải sớm ứng đối. Cốt Thiên Đế nghĩ biện pháp. Chính là khởi động lại huyền thiên luân chuyển trận, lần nữa nếm thử tiếp thu đại hiền giả quyền hành, chỉ cần tế phẩm đầy đủ, chưa hẳn không thành công cơ hội. Mà nghe Cốt Thiên Đế đề nghị, Hiên Viên Vương chỉ là trầm mặc, từ chối cho ý kiến. Tinh Ẩm Nguyệt nói, không thể, kế thừa đại hiền giả quyền hành, nơi nào có dễ dàng như vậy. Chúng ta đã thất bại qua một lần, thất bại nữa mà nói, không đợi địch nhân đến phạm, chúng ta liền muốn trước tiên hỏng mất. Theo ta thấy, vẫn là sớm cử hành hôn lễ, ta cùng Hiên Viên Vương đại nhân sớm ngày thành hôn, âm dương hòa giải, trợ hắn khôi phục nguyên khí, hắn có lẽ cũng có thể đột phá, chân áp phía ngoài địch nhân. Ngô, Hiên Viên Vương trầm ngâm, cũng không trả lời có thể hay không, hướng bệnh ách ma quân hỏi. Ma quân các hạ, không biết ngươi có gì cao kiến. Bệnh ách ma quân cười hắc hắc, trong mắt nổi lên một cỗ dữ tợn hàn mang, nói, theo ta thấy, chính là nhất thiết phải ngăn cản vũ tổ đột phá. Bằng không đợi hắn bước vào siêu phẩm thiên đế cảnh giới, chúng ta nhất định phải chết. Vũ tổ bản thân liền là thiên đạo người đại diện, nếu là hắn trở thành siêu phẩm thiên đế, lại mượn thiên đạo chi lực, thì còn đến đâu? Chúng ta đều phải chết. Hiên Viên Vương trầm giọng nói, cái kia ngươi nói làm sao bây giờ? Bệnh ách ma quân cười hắc hắc nói, liền từ ta đi ngăn cản vũ tổ đột phá a. Ta giết vào sụp đổ di tích cổ, bằng vào ta bệnh ách ma đạo, đem ôn dịch virus tung ra ngoài. Vẫn có cơ hội ăn mòn vũ tổ, để cho luân hồi chi chủ phí công nhọc sức. Hiên Viên Vương sắc mặt đột biến, nói, người muốn đi vào sụp đổ di tích cổ. Hắn biết sụp đổ di tích cổ nguy hiểm, nơi đó bản thân liền bao phủ trọng trọng sụp đổ khí, hơn nữa bây giờ bên trong các phương thế lực, đã hoàn toàn liên hợp, bền chắc như thép, thuộc về luân hồi trận doanh, liền xem như hắn, cũng không dám tùy tiện đặt chân. Bệnh ách ma quân đi, sợ là muốn một đi không trở lại. Bệnh ách ma quân lại chẳng hề để ý bộ dáng, nói, đúng vậy, Hiên Viên Vương, liền từ ta đi ngăn cản vũ tổ đột phá. Đương nhiên, dẫm vào địa bàn của bọn hắn, mặc kệ thắng bại như thế nào, ta đều là chết chắc. Nhưng, không quan trọng, chỉ cần có thể hoàn thành xấu thần đại nhân nhiệm vụ, ta dù chết ngại gì. Bệnh ách ma quân trong mắt, lộ ra xâm nghiêm sát cơ, còn có thẳng tiến không lùi quyết tuyệt chi ý, còn có đối với xấu thần thành kính. Trong lòng Hiên Viên Vương run lên, nghĩ thầm, xấu thần khống chế nhân tâm, quả nhiên lợi hại, bọn thủ hạ lại cam tâm tình nguyện chịu chết. Bệnh ách ma quân đạo, Hiên Viên Vương, chỉ cần ngươi đừng quên ước định của chúng ta, ta giúp ngươi đối phó luân hồi trận doanh, sau khi chuyện thành công, vũ tổ nhục thân về ngươi, luân hồi chi chủ về ta xấu thần tộc. Tiểu tử kia trước đây nhiều lần cùng ta xấu thần tộc đối nghịch, xấu thần đại nhân lôi đình tức giận, tất yếu đem hắn chém thành muôn mảnh. Hiên Viên Vương gật đầu nói, cái này hiển nhiên, bản tọa chỉ cần vũ tổ, luân hồi chi chủ có thể về các ngươi.
Bệnh ách ma quân đạo, vậy là tốt rồi. Hiên Viên Vương lại biểu thị hoài nghi nói, nhưng, ngươi thật có năng lực, ngăn cản vũ tổ đột phá. Luân hồi chi chủ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bệnh ách ma quân đạo, hắc hắc, ta không để ý tính mệnh, thề phải để cho vũ tổ trầm luân, tiểu tử kia cũng chưa chắc có thể đỡ nổi, huống chi, ta cũng không phải là lẻ loi một mình, phá quân thần nữ bồi ta cùng đi chính là. Ánh mắt của hắn liền nhìn về phía huyết đồ xương. Huyết đồ xương cau mày nói, muốn ta cùng đi. Bệnh ách ma quân đạo, chính là, người đối với vũ tổ hảo như vậy, tình thâm nghĩa trọng, vũ tổ nhưng khắp nơi giúp người ngoài, chẳng lẽ ngươi không muốn cho hắn một chút giáo huấn sao? Chúng ta cùng nhau động thủ, chờ trấn áp vũ tổ, gọi hắn ở trước mặt ngươi quỳ xuống sám hối, há không tốt thay. Hắn lời nói này, như mang ma âm, lộ ra một cỗ mê hoặc nhân tâm ý vị. Thiên Viên Vương, Tinh Ẩm Nguyệt, Cốt Thiên Đế ba người, đều có thể nghe ra trong đó đầu độc hương vị. Nhưng huyết đồ xương trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, lại không có nghe được, trong lòng chỉ muốn, đúng a, Vũ Thiên Nhai kẻ này, ta coi hắn là huynh trưởng, hắn lại liên hợp ngoại nhân tổn thương ta coi như không giết hắn, cũng muốn gọi hắn quỳ xuống sám hối. Nàng nhớ tới phía trước tại Thương Linh Thuốc Giới, nàng cùng trời Pháp Lộ Nguyệt, Diệp Thần tranh đấu, kết quả Vũ Tổ không giúp nàng, ngược lại giúp Diệp Thần, nội tâm của nàng liền vô cùng phấn khích. Lập tức, huyết đồ xương nhân tiện nói, hảo. Bệnh ách ma quân, ta với người cùng đi chính là. Phía trước ta đối với Vũ Thiên Nhai, liền đã thất vọng vô cùng, đâm hắn một thương, không nghĩ tới hắn thế mà như thế mệnh cứng rắn không chết, lần này, ta cũng sẽ không để cho hắn lại có vận may như thế này. Nàng một trận trong tay phá quân thương, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chi khí, đối với Vũ Tổ đã vì yêu sinh hận. Bệnh ách ma quân liên tục gật đầu, nói, không tệ, không tệ, hai người chúng ta liên hợp, tất có thể trấn áp Vũ Tổ. Luân hồi chi chủ tiểu tử kia nếu là dám ngăn đón, liền hắn cũng cùng một chỗ giết. Thiên Viên Vương, Tinh Ẩm Nguyệt, Cốt Thiên Đế ba người thấy thế, trong lòng âm thầm bội phục bệnh ách ma quân mê hoặc nhân tâm thủ đoạn, lại là kiêng kỵ. Xấu thần tộc am hiểu nhất, chính là mê hoặc nhân tâm. Vốn là, huyết đồ xương mặc dù đối với Vũ Tổ có lời oán giận, nhưng cũng xa xa không tới tình cảnh yếu quyết nứt làm phản. Là bệnh ách ma quân, yêu ngôn mê hoặc. Để cho huyết đồ xương triệt để mất lý trí, phản bội Vũ Tổ, thậm chí nàng phía trước liền muốn giết Vũ Tổ, bất quá không thành công. Thiên Viên Vương đạo, bệnh ách ma quân, phá quân thần nữ, vậy bản tọa liền chúc các ngươi hết thảy thuận lợi, nếu thật có thể trấn áp Vũ Tổ, đánh giết luân hồi chi chủ, ta Cổ Tinh môn tất có hậu báo. Tương lai thành lập đại đồng thế giới, hoàn mỹ thiên quốc, bản tọa sẽ không quên hai vị công đức. Bệnh ách ma quân cười hắc hắc, nói, Vũ Tổ có thể trấn áp. Nhưng luân hồi chi chủ tiểu tử này, ta mặc dù rất muốn giết hắn, nhưng đoán chừng là không giết chết, hắn có đại khí vận, át chủ bài quá nhiều, ta coi như dốc hết tất cả, tối đa cũng chỉ có thể thương hắn, giết không chết hắn. Thiên Viên Vương đạo, không sao, chỉ cần các ngươi có thể trấn áp Vũ Tổ, ngăn cản hắn đột phá đến siêu thiên cảnh, luân hồi chi chủ giao cho bản tọa đối phó chính là. Bệnh ách ma quân cười nói, như thế thì tốt, nhưng lần này, liền dùng ta mệnh, đi đổi Vũ Tổ mệnh. Hắn hung ác dị thường, lúc này đã ôm quyết tâm quyết tử, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn ngăn cản Vũ Tổ đột phá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sụp đổ di tích cổ, không pháp gốc. Diệp Thần đang thay Vũ Tổ trị liệu hoàn tất sau, liền một mình trở lại trong phòng điều tức. Hắn một bàn đầu gối ngồi xuống, trong chốc lát, lại cảm thấy trọng trọng nhân quả xúc động, họa phúc khí tức đập vào mặt, không thể phỏng đoán. Cổ Tinh môn muốn hành động. Diệp Thần bấm ngón tay tính toán, trong thoáng chốc, liền bắt được một tia nguy hiểm nhân quả. Vũ Tổ muốn khôi phục, thậm chí muốn đột phá đến siêu thiên chi cảnh, cái kia vốn cổ phần quang ngất trời to lớn khí tượng, đã gây nên Cổ Tinh môn chú ý. Thiên Viên Vương không có ngồi chờ chết, liền muốn phái người tới ngăn cản. Diệp Thần có thể cảm giác được, chẳng qua trước mắt coi như không đến, Thiên Viên Vương lại phái người nào tới. Hắn tọa chấn sụp đổ di tích cổ, chiếm cứ thiên thời địa mạch sắc bén, coi như Hiên Viên Vương bản thân tới, cũng không chiếm được chỗ tốt, Cổ Tinh môn cưỡng ép xâm chiếm, mặc kệ ai tới đều phải chết. Xem ra nhất thiết phải phòng một tay bọn hắn cá chết lưới rách. Diệp Thần âm thầm đề phòng, tuy nói hiện tại hắn bên này trận doanh, chiếm cứ lấy tuyệt đối địa lợi ưu thế, nhưng nếu như Cổ Tinh môn liều lĩnh đại giới, cũng muốn mạo hiểm công kích, cũng có thể là cho hắn bên này, tạo thành không thiếu tổn thương. Lập tức Diệp Thần liền truyền ra ý chí,
phân phó Diệt Không Thiên Đế, Thanh Đồng Cổ Thiềm, Minh Khiếu Thiên mấy người làm tốt phòng thủ. Mà ngoại trừ cổ tinh cửa, Diệp Thần còn bắt được khác nhân quả ba động, cùng Diêm Ma Tử Thần có liên quan. Đoán chừng mấy ngày nay, Diêm Ma Tử Thần liền sẽ lại tới thăm. Nhưng không biết sao, Diệp Thần trong đầu, nhớ tới Diêm Ma Tử Thần thân ảnh, thì sẽ theo hiện ra Ma Phi Thiên cái bóng, hai người phảng phất hòa làm một thể giống như, vùng đi không được, khó mà ma diệt. Loại cảm giác này, để cho Diệp Thần không quá thoải mái, hắn chỉ hy vọng Diêm Ma Tử Thần còn không có bị Ma Phi Thiên ăn hết. Mà Vũ Hoàng Cổ Đế bên kia, cũng truyền tới cực lớn nhân quả ba động, để cho Diệp Thần tâm thần có chỗ xúc động. Vũ Hoàng Cổ Đế chấp trưởng thiên tội cổ kiếm, cùng lấy Chu Mục Thần cầm đầu Đại Chu trong gia tộc chiến, vốn là song phương lực lượng ngang nhau, rằng co không xong, nhưng trước mấy ngày Vũ Hoàng Cổ Đế nhìn thấy Diêm Ma Tử Thần, mặc dù không muốn thôn phệ, nhưng từ Diêm Ma Tử Thần trên thân, hắn tự hồ lĩnh ngộ cực kỳ cao thâm pháp tắc sinh tử, tu vi bởi vậy tiến nhanh, lại giết đến Chu Mục Thần quân lính tan rã. Hiện nay Thiên Khư Thần Điện trận này nội chiến, thắng lợi cán cân nghiêng, đã hướng Vũ Hoàng Cổ Đế ưu tiên. Ta nhất định phải nhanh chóng giải quyết đi cổ tinh môn, bằng không đợi Vũ Hoàng Cổ Đế cũng quật khởi, ta tứ diện giai địch, không cách nào ứng phó. Diệp Thần trong lòng âm thầm tính toán, lần này Vũ Tổ muốn bước vào siêu thiên chi cảnh, đúng là hắn tiêu diệt cổ tinh môn tốt đẹp thời cơ, không thể sai sót. Còn có, hắn cảm thấy luân hồi mộ địa bên trong, cành khô thiền sư vẫn lạc sau biến thành cái kia đoạn khô cành liễu, cũng tại hơi hơi rung động lấy, phảng phất cùng phương xa đồ vật gì đang cộng minh. Diệp Thần suy tính là lá khô ma tôn. Lá khô ma tôn, là cành khô thiền sư huynh trưởng, hai người ban sơ, bản thân liền là tại cùng một gốc trên cây liễu, khí tức lẫn nhau tương liên. Cho nên, cành khô thiền sư vẫn lạc, lá khô ma tôn nhất định cảm giác được. Cái này lá khô ma tôn, vừa xưng ma tôn, cái kia sớm đã trốn vào hắc ám, nếu là hắn buông xuống, Diệp Thần không biết là phúc là họa. Đến nỗi Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế bên kia, nhân quả còn tương đối yên tĩnh, song phương trước mắt còn tại rằng co, thì nhìn ai có thể trước tiên đánh tạo ra sinh tử phong thần bi, ai liền có thể chiếm giữ cơ hội thắng. Ngoài ra còn có xấu thần tộc bên kia, xấu thần còn đang bế quan điều tức, khôi phục nguyên khí, còn chưa có xuất quan, chỉ có dưới tay hắn 9 đại ma quân, đang khắp nơi tàn phá bừa bãi. Nói đúng ra, xấu thần dưới quyền 9 đại ma quân, chỉ còn lại 8 cái, yếu nhất một cái hắc ám ma quân, đã sớm bị Diệp Thần giết chết. Nghĩ tới 9 đại ma quân, Diệp Thần trong lòng liền không hiểu xúc động một chút, lẩm bẩm nói. Bệnh ách ma quân ngay tại cổ tinh môn, là hắn mê hoặc huyết đồ xương, khiến huyết đồ xương làm phản, lần này có phải hay không là hắn ra tay, muốn ngăn cản Vũ Tổ Sư Tôn đột phá. Bệnh ách ma quân nắm giữ lấy cực kỳ khủng bố quỷ bí virus pháp môn. Diệp Thần chư pháp không sợ, nhưng liền sợ virus vô khổng bất nhập, ăn mòn Vũ Tổ, dẫn đến đột phá thất bại, cái kia cực kỳ không ổn. Ta phải tranh thủ tăng cao thực lực. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, bây giờ đối với hắn tới nói trọng yếu nhất, dĩ nhiên chính là tăng cao thực lực, ứng đối tiếp xuống mãnh liệt vòng xoáy. Nghĩ đến bệnh ách ma quân, Diệp Thần liền móc ra Dạ Hoàng trải qua. Dạ Hoàng kinh bí quyết, là cùng hắc ám cùng tồn tại, tại chúa tể hắc ám, trở thành hắc ám vương giả. Là vì Dạ Hoàng. Virus cũng là hắc ám một bộ phận, nếu như Diệp Thần có thể luyện thành Dạ Hoàng trải qua mà nói, tương lai coi như đối mặt bệnh ách ma quân, cũng có thể nhiều một phần sức mạnh. Nghĩ như vậy, Diệp Thần linh khí khẽ động, rầm rầm đọc qua Dạ Hoàng trải qua, lập tức các loại ký tự, các loại kinh mạch đồ án, các loại nội công khí tức vận chuyển bí quyết, các loại pháp tắc yếu lĩnh, liền tràn vào trong đầu của hắn. Hắn thiên phú cực cao, hơn nữa cái này Dạ Hoàng trải qua, không giống ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết, luân hồi mộ táng công mấy người trụ thần pháp phức tạp như vậy, cho nên hắn một chút liền lĩnh ngộ thấu triệt. Tu luyện Dạ Hoàng trải qua, trọng yếu nhất, không phải thiên phú, mà là dũng khí cùng quyết tâm. Dám cùng hắc ám dung hợp dũng khí, cũng muốn có chiến thắng hắc ám, chúa tể hết thảy quyết tâm. Diệp Thần đạo tâm cứng cỏi, nhưng đối với Dạ Hoàng trải qua đủ loại cùng hắc ám cùng múa pháp môn, hắn cũng cảm thấy vẻ khiếp sợ. Cái này Dạ Hoàng trải qua, chúa tể hắc ám, trở thành Dạ Hoàng, mạnh thì có mạnh, nhưng cũng rất dễ dàng bị bóng tối phản phệ. Diệp Thần âm thầm bàn tưởng nhớ, trước tiên đem Dạ Hoàng trải qua thả xuống, tính toán đợi thực chiến thử lại lần nữa hiệu quả. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần hồi tưởng lần này tinh nguyên hạo thổ hành trình, mình tại hắc cổ tự thời điểm, cư nhiên bị tinh ẩm nguyệt một khối thiên đế tinh tiết áp chế, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái kia thiên đế tinh tiết,
xem như thiên đế ra lệnh tinh linh khí kết tinh, nhưng ta luân hồi đế châu, cũng là linh khí kết tinh, như thế nào lại là ta bị áp chế? Diệp thần nhíu mày suy tư, truyền thuyết thiên đế ra lệnh tinh ra, vạn tinh thần phục, liền xem như luân hồi trong thất tinh, khác sáu viên mệnh tinh, đối mặt thiên đế ra lệnh tinh, tia sáng cũng muốn hoàn toàn bị che giấu. Cái kia thiên đế ra lệnh tinh, là thiên tổ tâm huyết biến thành, bên trong thậm chí ký thác thiên tổ linh hồn chi lực. Cùng ma ngục mệnh tinh khác biệt, ma ngục mệnh tinh chỉ là diêm ma tử thần thi hài chế tạo, chỉ có huyết nhục, không có linh hồn. Nhưng thiên đế ra lệnh tinh, là có linh hồn. Thiên tổ sâu xé ra bản thân bộ phận linh hồn, dùng để chế tạo thiên đế ra lệnh tinh, cho nên viên này thiên đế ra lệnh tinh, tia sáng mới dị thường lóa mắt, khí tức cường đại dị thường. Cũng chính vì thiên tổ chia nhỏ bộ phận linh hồn, dẫn đến hắn quyền hành yếu bớt, vô tận kỷ nguyên đến nay, một mực bị bóng tối nữ thần đè lên đánh, nếu là hắn quyền hành hoàn chỉnh, cũng không đến nỗi chật vật như thế. Những chuyện này thiên tổ mặc dù không nói, nhưng Diệp thần luân hồi sức mạnh ngày càng lớn mạnh, tự nhiên là nhìn thấy đi qua, dần dần biết được nhân quả. Cổ tinh môn hẳn là hoa thiên đại đại giới, rèn luyện khối kia thiên đế tinh tiết, ngày đó đế tinh tiết tia sáng năng lượng, so với ta luân hồi đế châu, còn muốn hùng hồn rất nhiều, cho nên có thể áp chế ta. Diệp thần phục bàn suy tư, trong lòng suy đoán. Nhưng bất kể như thế nào, cái kia cuối cùng chỉ là một khối mảnh vụn, cũng không phải là chân chính thiên đế ra lệnh tinh, chân chính thiên đế ra lệnh tinh, tại ta chỗ này. Diệp thần lấy ra thiên bi, ngưng mắt nhìn xem, thiên bi lượn lờ tầng tầng quang hoa, từng sợi thiên hà thần khí quanh quẩn, khí tượng mênh mông. Trong truyền thuyết thiên đế ra lệnh tinh, liền giấu ở trong thiên bi, Diệp thần có thể bắt được, thiên bi bên trong có thiên đế ra lệnh tinh khí tức. Nhưng kỳ quái là, khi thần trí của hắn thẩm thấu đến thiên bi bên trong đi, hắn có thể cảm nhận được thiên bi năng lượng, bàng bạc mênh mông như biển sao, nhưng cũng chỉ có thuần túy năng lượng, cũng không có những vật khác tồn tại, càng không có cái gì thiên đế ra lệnh tinh tồn tại. Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, Diệp thần rõ ràng có thể bắt được, thiên đế ra lệnh tinh khí tức, liền tại bên trong, hắn nhìn xem thiên bi thời điểm, trong cơ thể mình luân hồi thất tinh mạch, thuộc về thiên đế ra lệnh tinh khối khu vực kia, cũng có cộng minh phát ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, thần trí của hắn thẩm thấu liếc nhìn, chính là không nhìn thấy thiên đế ra lệnh tinh chút nào bóng dáng. Loại này vừa tồn tại, lại không tồn tại trạng thái, lay động mờ mịt, không thể phỏng đoán, mười phần quỷ bí. Một kiện đồ vật, đã tồn tại, lại là không tồn tại, loại này trạng thái huyền diệu, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Mà thiên bi quyền năng, chính là thiên đế ra lệnh tinh quang mang phóng xạ đi ra ngoài, chính là bởi vì thiên đế ra lệnh tinh. Tại thiên bi bên trong, cho nên khối này thiên bi, uy năng mới so khác 9 khối luân hồi huyền bi, cộng lại còn cường hãn hơn. Trên thực chất, chế tạo thiên bi chất liệu, cùng khác 9 khối luân hồi huyền bi, khác biệt không khác biệt, nếu như không phải thiên đế ra lệnh tinh, liền giấu ở thiên bi bên trong, ngày đó bia quyền năng, căn bản không có khả năng vượt qua khác luân hồi huyền bi nhiều như vậy. Mà bây giờ tại thiên bi mặt ngoài, còn có một bức phù điêu một dạng đồ án. Như tinh thần lập lòe, đó chính là thiên đế ra lệnh tinh đồ đằng. Có thể chắc chắn, thiên đế ra lệnh tinh, ngay tại thiên bi bên trong, nhưng Diệp thần bắt giữ không đến dấu vết, hơn nữa cũng không biết như thế nào đem thiên đế ra lệnh tinh lấy ra. Phía trước thiên tổ đều không nói qua, nghĩ đến thiên đế ra lệnh tinh sau lưng, cũng là liên quan đến lấy cực lớn nhân quả. Diệp thần lắc đầu, biết bây giờ muốn phá giải thiên bi bí mật, đào ra thiên đế ra lệnh tinh, cơ bản không có khả năng. Hắn mong muốn, là đối kháng cổ tinh môn khối kia thiên đế tinh tiết, miễn cho chính mình lại gặp chịu áp chế. Cái kia thiên đế tinh tiết, nói cho cùng, chỉ là thiên đế ra lệnh tinh một tia tia sáng kết tinh, sức mạnh không bằng thiên đế ra lệnh tinh vạn nhất, nếu như ta luân hồi huyết mạch lực lượng đầy đủ, thì sẽ không bị áp chế. Diệp thần lầm bầm, nếu như hắn thực lực có mạnh hơn nữa lớn hơn một chút, hoặc đối với độ chi mảnh vụn lực khống chế, lại mạnh một chút, cái kia thiên đế tinh tiết, liền áp chế không nổi hắn. Nghĩ như vậy, Diệp thần liền lấy ra hỗn nguyên kim hộp, thần thức thấm vào, liền thấy độ chi mảnh vụn, đang lẳng lặng lơ lửng ở bên trong, tản mát ra vô biên ma khí cùng luân hồi kim quang. Tại mảnh vụn cách đó không xa, cái kia thuần trắng thiếu nữ như huỳnh, vẫn là trần chuồng, bị tỏa liên buộc chặt treo treo, cảm nhận được Diệp thần tinh thần quan sát, nàng lớn tiếng kêu lên. Hỗn đản, mau thả ta ra ngoài, hắc ám nữ thần đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp thần chỉ cười cười, nói, còn mạnh miệng, thật không chịu khuất phục ta sao, chỉ cần ngươi chịu cúi đầu,
thoáng sám hối ngươi trước kia tội lỗi, ta có thể lập tức thả ngươi, tiễn đưa ngươi đi luân hồi thiên quốc hưởng phúc. Nếu huynh hét lớn, ta chết cũng không cúi đầu trước ngươi. Ta cũng không có gì tội lỗi. Diệp Thần con mắt híp lại, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, xem ra ngươi vẫn là lại muốn tỉnh lại tỉnh lại. Hắn không lại để ý như huynh, tinh thần rút ra đi ra, đồng thời rút ra, còn có độ chi mảnh vụn đại lượng ma khí. Những thứ này ma khí, hắc ám thâm trầm, nồng đậm như sương mù, thậm chí nồng đậm đến tình cảnh tạo thành địa ngục khí tượng, ngàn vạn địa ngục cảnh tượng, ngay tại Diệp Thần trước mắt bày ra, chấn động lòng người. Diệp Thần biểu lộ ngưng trọng, hắn biết, muốn đối kháng cổ tinh môn thiên đế tinh tiết, không bị áp chế, hắn nhất thiết phải thêm một bước độ hấp thu chi mảnh vụn khí tức, tăng cường chính mình luân hồi sức mạnh cường độ. Chuyện được đăng tại https://sanjtacvit.vip chuyên 69 xu 151.219 phần 37.589.454. Chương trước chương sau. Nhưng, hắn lần này hấp thu ma khí, quá mức nồng đậm, liền xem như táng hư luân hồi pháp, lấy trước mắt hắn tu vi tạo nghệ, còn chưa đủ hoàn toàn hóa giải loại trình độ này ma khí. Bây giờ ma khí ăn mòn, chỉ là hòa dịu, cũng không phải thật sự là hoàn toàn hóa giải, Diệp Thần vẫn có bị ăn mòn thành một vũng máu nguy hiểm. Trăng đêm nặng huy, tinh thần ám rơi, trải qua hành chu thiên, âm dương giao hội, trừ ngấn vô tích, như thế thân ta. Trong lòng Diệp Thần mặc niệm, vận chuyển dạ hoàng trải qua, dạ hoàng trải qua có thể cùng hắc ám cùng tồn tại, mà độ chi mảnh vụn ma khí, cũng thuộc về hắc ám. Dạ hoàng trải qua dưới sự vận chuyển, trên thân Diệp Thần hiển hóa ra từng đạo màu đen phù văn, khí tức cả người, liền cùng độ chi mảnh vụn ma khí, dung hợp lại cùng nhau, như âm dương giao hội, trừ pháp ngàn sắc dung luyện, cuối cùng toàn bộ hóa thành đen như mực. Trong chốc lát, Diệp Thần liền cảm thấy, chính mình phảng phất tiến nhập cảnh giới vong ngã, cả người hắn giống như không tồn tại nữa, đã hoàn toàn dung nhập trong bóng tối, như nước dung nhập trong nước, không phân rõ lẫn nhau. Trên thực tế, từ nhìn bề ngoài, Diệp Thần vẫn là Diệp Thần, hắn người này, vẫn là êm đẹp xếp bằng ở trong phòng tu luyện, nhưng hắn nội tức, tại dạ hoàng trải qua phụ trợ, đã cùng độ chi mảnh vụn ma khí, hòa làm một thể. Tất cả ma khí ăn mòn, hoàn toàn tán đi, Diệp Thần có loại trang chu mộng điệp cảm giác, không phân rõ mình rốt cuộc là người, vẫn là một tia hắc ám ma khí. Có chút không đúng. Hắc ám muốn phản phệ ta. Tuyệt mệnh thiên kiếm, ám sát. Đây là tu luyện dạ hoàng trải qua phong hiểm. Rất nhiều trụ thần, sở dĩ không tán đồng bóng tối chi chủ đạo pháp, cũng là bởi vì tu luyện dạ hoàng trải qua, thực sự quá nguy hiểm, người bình thường tu luyện, cùng hắc ám cùng tồn tại, chỉ có thể trong nháy mắt bị bóng tối thôn phệ, ý thức hóa thành hư vô. May mắn hắn phản ứng nhanh, cơ biến thần tốc, tại ý thức còn không có mơ hồ phía trước, lập tức tế ra tuyệt mệnh thiên kiếm, suy một tiếng, xuyên qua chính mình bả vai, máu tươi phun tung tóe. Bả vai bị xỏ xuyên, kịch liệt đau nhức truyền đến, Diệp Thần ý thức trong nháy mắt thanh tỉnh, con mắt mở đại đại. Tu luyện cái này dạ hoàng trải qua, quả nhiên có không nhỏ phong hiểm. Bất quá may mắn, hắn phản ứng đầy đủ nhanh, không có bị hắc ám phản phệ. Nếu như nói độ chi mảnh vụn ẩn chứa pháp tắc sức mạnh, là 100 mà nói, cái kia tại phản thiên quy tắc thế giới cùng trụ thần khế ước hạn chế phía dưới, tối đa chỉ có thể phát huy ra 10. Bằng vào ta bây giờ nắm giữ thủ đoạn, chỉ cần có đầy đủ linh khí chèo chống, chính là đối mặt bệnh ách ma quân, cũng có thể chống lại. Diệp Thần nắm quyền một cái, cũng là tràn ngập lòng tin, hắn kém không phải thủ đoạn thần thông, mà là năng lượng, nguồn năng lượng, linh khí, nhiên liệu. Đủ loại luân hồi pháp, trụ thần pháp, thật giống như từng cái cực lớn động cơ, muốn khởi động bộc phát, liền cần số lượng cao năng lượng linh khí xem như nhiên liệu chèo chống. Một mực hấp thu bên ngoài, không phải biện pháp, Diệp Thần biết tự thân nội công tu vi, cũng là vô cùng trọng yếu tồn tại, là trọng yếu nhất căn nguyên. Căn cứ cảnh khô thiền sư nói tới, cái này huyền thiên thần tinh hộp, là dùng huyền thiên trong tinh hà thần tinh chế tạo mà thành, loại này thần tinh, bản thân liền ẩn chứa cường đại tinh không nhật nguyệt chi lực, đối với tu luyện huyền thiên gia tộc truyền thừa bí pháp, huyền thiên tinh lưu quyết, có cực lớn tăng thêm hiệu quả. Nắm huyền thiên thần tinh hộp thời điểm, Diệp Thần ánh mắt phảng phất xuyên qua vô tận thời không, thấy được tinh không bỉ ngạn, thấy được ngày xưa huyền thiên gia tộc đệ tử, chính là dựa vào huyền thiên thần tinh, tu luyện huyền thiên tinh lưu quyết. Diệp Thần không do dự, lập tức vận chuyển huyền thiên tinh lưu quyết, hấp thu huyền thiên thần tinh hộp linh khí. Đại khái qua chừng một ngày, cái này huyền thiên thần tinh hộp, năng lượng liền bị Diệp Thần ép khô,
từ óng ánh trong suốt thủy tinh bộ dáng, ảm đạm thành hắc thạch, nhẹ nhàng bóp liền toàn bộ vỡ vụn. Mà tất cả huyền thiên thần tinh linh khí, đều hội tụ đến Diệp Thần trong đan điền, Diệp Thần liền cảm thấy, chính mình huyền thiên tinh lưu quyết tu vi, lớn mạnh hơn không ít, hơn nữa nội công khí tức cũng cường đại hơn nhiều, thế mà sờ đến 7 tầng trời trung giai bình cảnh. Chỉ cần đột phá tầng này bình cảnh, hắn liền có thể bước vào 7 tầng trời cao giai chi cảnh. Này liền có chút ngoại hạng, phải biết, Diệp Thần hôm qua vừa mới đột phá, bây giờ lại nhanh đột phá, có thể tưởng tượng được, huyền thiên thần tinh loại này tinh không bị ngạn thần vật, đối với tu luyện tăng thêm bao lớn. Đây là cảnh khô thiền sư cho ta cơ duyên, ta về sau nhất định muốn phục sinh hắn. Diệp Thần cảm ơn đồ báo, lấy ra cảnh khô thiền sư vẫn lạc sau biến thành khô cảnh liễu, yên lặng ngắm nhìn, quyết tâm về sau muốn phục sinh hắn. Mà tại Diệp Thần ngóng nhìn khô cảnh liễu thời điểm, cái này khô cảnh liễu cũng hơi hơi rung động lấy, phảng phất cùng cái gì phương xa đồ vật cộng minh, hơn nữa cộng minh biên độ càng ngày càng mãnh liệt. Lá khô ma tôn muốn tới. Diệp Thần nhíu nhíu mày, từ cái này cộng minh khí thức đến xem, cảnh khô thiền sư huynh trưởng, lá khô ma tôn giống như sắp phủ xuống. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm, Diệp Thần mặc dù đã đáp ứng cảnh khô thiền sư, muốn cứu chuộc lá khô ma tôn, nhưng bây giờ hắn chuẩn bị cùng cổ tinh môn đại quyết chiến, nào có ở không còn lại đi quản lá khô ma tôn. Nếu là đối phương nghĩ sinh sự, vậy càng là không thể vãn hồi. Thùng thùng, có người ở bên ngoài gõ cửa. Luân hồi chi chủ, là Diệt Không Thiên Đế âm thanh. Chuyện gì, Diệp Thần hỏi. Diệt Không Thiên Đế âm thanh có chút khô khốc nói, vị kia Diêm Ma Tử Thần, sắp phủ xuống. Diệp Thần giật mình trong lòng, đẩy cửa ra ngoài, nói, Diêm Ma Final Destination. Diệt Không Thiên Đế cười khổ một tiếng, nói, còn không có, nhưng không sai biệt lắm, ta có thể cảm nhận được khí tức của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt tràn ngập lo sợ. Sụp đổ di tích cổ cho mai bầu trời, chỉ có vũ tổ tán phát khí tượng, cái kia một đạo thẳng trùm tia sáng kim sắc trùng thiên, nhìn cũng không có khác chỗ đặc thù. Ầm ầm. Nhưng, không cần đã lâu, trên bầu trời, lại có tiếng nổ thật to truyền đến, nguyên bản cho mai bầu trời, tầng mây giống như bị mặc nhiễm bàn đen như mực, giống như vòng xoáy bắt đầu chuyển động, phảng phất nổi lên vật gì đáng sợ. Sau đó, cả bầu trời đều biến thành hắc ám, hết thảy quang minh đều bị thôn phệ. Chỉ có vũ tổ đạo kim quang kia khí tượng, còn như trụ trời đứng sừng sững lấy. Luân hồi chi chủ, người cuối cùng trở về. Một đạo kích động, run rẩy, vui vẻ, lại tràn ngập tang thương âm thanh bất đắc dĩ, từ trên bầu trời vang lên, liền thấy một cái đầu lâu, kéo lấy hắc khí cuồn cuộn, từ trên trời bay xuống. Không tệ, cũng chỉ có một cái đầu lâu, không có vật khác. Đó chính là Diêm Ma Tử Thần đầu người. Diêm Ma Tử Thần. Diệp Thần trừng to mắt. Nhìn thấy hắn chỉ còn lại một cái đầu lâu, không khỏi rất là kinh ngạc. Bên trong không pháp cốc, Minh Khiếu Thiên, Thanh Đồng Cổ Thiềm nhóm cường giả, cảm giác được kinh khủng hắc ám khí tức buông xuống, lập tức cảnh giác, thần quang lấp lóe, bọn hắn mang theo vô số cường giả, nhao nhao xuất hiện tại Diệp Thần phụ cận. Là bằng hữu ta, không cần kinh hoàng. Diệp Thần khoát khoát tay, ra hiệu đám người không cần quá mức phản ứng. Mọi người thấy Diêm Ma Tử Thần chỉ còn lại một cái đầu lâu bộ dáng. Đều là ngạc nhiên, nhưng lại không dám buông lỏng cảnh giác. Diêm Ma Tử Thần phẩm tính ôn lương, nhưng hắn là 72 trụ thần bên trong, hết hy vọng mãnh liệt nhất, tử vong bản thân liền là lớn nhất kinh khủng, đáng sợ nhất hắc ám, một khi rơi vào tử vong vòng xoáy, cũng chỉ có vĩnh hằng ngủ say cùng trầm luân, người chết như đèn diệt, thế gian không có so tử vong càng lớn kinh khủng. Chính vì vậy, cho nên coi như Diêm Ma Tử Thần tính cách ôn hòa thuần lương, bản thân hắn mang theo hắc ám khí tức. Lại là trong 72 trụ thần đáng sợ nhất hung hãn, hắn không có ý định thành ma, lại là lớn nhất ma, hắn vô tâm làm tử thần, lại là tử vong ban sơ đại danh từ. Cho nên, giống Diệt Không Thiên Đế, Minh Khiếu Thiên, Thanh Đồng Cổ Thiềm nhóm cường giả, nhìn thấy Diêm Ma Tử Thần sau, chính là vô cùng cảnh giác đề phòng, nội tâm lại có cực lớn kiêng kỵ chi ý. Ngươi như thế nào chỉ còn lại một cái đầu lâu? Diệp Thần nội tâm ám cảm giác không ổn, hỏi. Diêm Ma Tử Thần khổ sở nói, thân thể ta bị ma phi thiên ăn. Diệp Thần nghe xong, lập tức liền tê cả da đầu, nói, cái gì? Diêm Ma Tử Thần nói, người trước đây không chịu ăn ta, ta đạp biến chư thiên, tìm kiếm chịu ăn ta người, nhưng Hồng Quân, Vũ Hoàng Cổ Đế, Xấu Thần, Chu Mục Thần các loại, cũng không chịu. Còn có ta hai vị lão bằng hữu, Thủy Long Vương cùng Ma Tinh La Hầu, cũng không chịu ăn ta.
Diệp Thần nghe đến đó, sửng sốt một chút, mà Tinh La Hầu là ai, hắn chưa từng nghe qua. Nhưng Thủy Long Vương hắn là biết đến, Thủy Long Vương Lý Thanh Trần, chính là 72 trụ thần một trong, Nguyên Thiên Đế chính là Thủy Long Vương một đạo hóa thân, Thủy Long Vương xem như Nguyên Thiên Đế kiếp trước. Mà Tinh kia La Hầu, hẳn là Hồn Thiên Đế kiếp trước, cũng là 72 trụ thần một trong, cùng Diêm Ma Tử Thần tự nhiên là nhận biết. Diệp Thần không cắt đứt Diêm Ma Tử Thần mà nói, nghe hắn nói tiếp. Diêm Ma Tử Thần nói, chư thiên tinh không, chỉ có Ma Phi Thiên chịu ăn ta, nhưng hắn tính tình quá mức điên cuồng, ta không thích hắn, hơn nữa hắn uống qua ác mộng nước suối, ta sợ hắn tương lai có một ngày, cơ thể linh hồn đều sẽ bị ác mộng suối ăn mòn mục nát, đã như thế, ý thức của ta lại muốn một lần nữa khôi phục, cung cấp lại sống lại, lại muốn tiếp nhận vô biên khổ sở, cái kia cực kỳ không ổn. Nói đến đây, Diêm Ma Tử Thần tràn đầy buồn rầu, hắn không để Ma Phi Thiên ăn hắn, một cái không vui Ma Phi Thiên tính khí, thứ hai lo lắng Ma Phi Thiên không có đầy đủ thực lực, có thể chịu tải hắn trụ thần quyền chuôi. Dù sao Ma Phi Thiên, là uống qua ác mộng nước suối người, cái kia ác mộng nước suối cực kỳ khủng bố, một khi bộc phát, có thể đem người nhục thân cùng thần hồn, toàn bộ ăn mòn ma diệt. Mà trụ thần là bất diệt, nếu như Ma Phi Thiên vẫn diệt, Diêm Ma Tử Thần ý thức, lại muốn lần nữa khôi phục thanh tỉnh, lại muốn sống lại, muốn giải thoát lại không thể giải thoát, đây là sự lo lắng của hắn. Diệp Thần hỏi, vậy ngươi cơ thể tại sao lại bị hắn ăn? Diêm Ma Tử Thần cười khổ nói, ta trước mấy ngày tới tìm ngươi, không có thấy ngươi, Ma Phi Thiên lại để van cầu ta trở về, ta một bước vào hắn Tử Thần giáo đoàn địa bàn, hắn thế mà bố trí xuống đủ loại trận pháp, muốn mạnh mẽ đi săn ta. Diệp Thần a một tiếng, nói, cái này Ma Phi Thiên lớn mật như thế. Diêm Ma Tử Thần nói, tên kia điên cuồng vô cùng, ta sức mạnh mặc dù còn không có khôi phục, nhưng cũng không phải hắn có thể đi săn, chịu trụ thần khế ước có hạn, ta mặc dù không tiện tự mình ra tay trấn áp hắn, nhưng thế gian hết thảy hắc ám, đều là người nhà của ta không cần động thủ, phía sau hắn Thiên Ma Tinh Sông đã sôi trào, đem hắn bao phủ. Diệp Thần chấn động trong lòng, nghe Diêm Ma Tử Thần nói chuyện, trong lòng một cách tự nhiên sinh ra hình ảnh, nghĩ đến hắn điều động Thiên Ma Tinh Hải, trấn áp Ma Phi Thiên Bá đạo tràng diện. Hắn phẩm tính coi như lại ôn lương, dù sao cũng là trụ thần, tuyệt đối không phải không lúc nào khoảng không người tu luyện có thể khiêu chiến, cho dù Ma Phi Thiên cũng không ngoại lệ. Diệp Thần lại nghi hoặc hỏi, tất nhiên người có thể trấn áp Ma Phi Thiên, như thế nào lại bị hắn ăn hết? Diêm Ma Tử Thần vẫn là cười khổ, nói, ta bản có thể giết chết hắn, nhưng hắn nói, hắn là thế gian duy nhất chịu ăn ta người, giết hắn, thế gian sẽ không có người nguyện ý ăn ta. Trong lòng ta rất là mâu thuẫn, nghe hắn lời nói, tâm thần nhất thời buông lỏng, liền đáp ứng để cho hắn ăn ta. Thế là, hắn liền ăn thân thể của ta còn lại một cái đầu lâu lúc, bỗng nhiên sợ, vẫn là sợ hắn tương lai ác mộng nước suối bộc phát, thân hồn câu diệt, lại muốn cho ta ý thức khôi phục, cái kia cực kỳ không ổn. Cuối cùng, ta liền trốn thoát, ta chỉ còn lại một cái đầu lâu, nhưng đầu Vi Tiên Thiên đứng đầu, Lục Dương chi khôi, ta trụ thần quyền chuôi, cơ thể chiếm một nửa, đầu cũng chiếm một nửa. Ma Phi Thiên ăn hết ta một nửa quyền hành, còn lại một nửa, ta không thể lại để hắn ăn, bằng không đem trứng gà đặt ở trong một cái giỏ, phong hiểm quá lớn, ta viên này đầu người, luân hồi chi chủ, vẫn là mời ngươi ăn thì tốt hơn. Nói xong lời cuối cùng, Diêm Ma Tử Thần liền ánh mắt sáng quắc nhìn xem Diệp Thần, muốn mời hắn ăn hết đầu của mình. Đây là hắn phân tán nguy hiểm biện pháp. Diệt Không Thiên Đế, Minh Khiếu Thiên, Thanh Đồng Cổ Thiềm bọn người ở tại dự thính, đều là cảm thấy rùng mình, tê cả da đầu, toàn thân lại là lạnh buốt khí lạnh, chỉ cảm thấy quỷ dị không nói lên lời. Diêm Ma Tử Thần, cái này lừng lẫy đại danh trụ thần, hắn thế mà đem thân thể của mình, để cho Ma Phi Thiên ăn, còn lại một cái đầu lâu, nhưng lại phiêu trở lại bên cạnh Diệp Thần, cầu Diệp Thần ăn hết hắn. Cứ như vậy, Ma Phi Thiên cùng Diệp Thần, mỗi người chiếm lấy một nửa tử thần quyền hành, chỉ cần hai người này, còn có thể có một người sống sót, Diêm Ma Tử Thần cũng sẽ không lại sống lại, hắn có thể vĩnh hằng yên giấc tiếp, nhận được giải thoát. Diệp Thần nhìn xem Diêm Ma Tử Thần viên này đầu người, cặp kia sáng rực ánh mắt, cũng là cảm thấy một hồi tê cả da đầu, nói, ngươi muốn ta ăn hết đầu lâu của ngươi. Diêm Ma Tử Thần nói, đúng vậy luân hồi chi chủ, ngươi nói ngươi không muốn tiếp nhận phần thiên đại kiếp, nhưng bây giờ ngươi không cần một người đã nhận lấy, còn có Ma Phi Thiên thay ngươi chia sẻ, chỉ là tiếp nhận một nửa phần thiên đại kiếp mà nói, ngươi hẳn là chịu đựng được. Cổ tinh môn cường giả sắp tới, là bệnh ách ma quân cùng.
phá quân thần nữ huyết đồ xương. Diêm ma tử thần ánh mắt ngắm nhìn phương xa, chậm rãi nói, luân hồi chi chủ, người muốn đối kháng cổ tinh môn, lực lượng của ta cực kỳ trọng yếu, chỉ cần có thể kế thừa lực lượng của ta, người đủ để bình định hết thảy địch nhân, cổ tinh môn trong nháy mắt có thể diệt. Diệp thần nghe diêm ma tử thần mà nói, tim đập thình thịch. Đích xác, nếu là hắn kế thừa diêm ma tử thần quyền hành, coi như chỉ có một nửa, cũng đủ để chấn diệt cổ tinh môn, trừ phi cổ tinh môn có thể đem đại hiền giả quyền hành triệu hoán xuống. Mà một nửa trụ thần quyền chui, không hoàn mỹ không hoàn chỉnh, đối với Diệp thần tới nói, ngược lại là chuyện tốt, có thể giảm bớt phần thiên đại kiếp đau đớn, có lẽ có thể tiếp nhận. Chỉ là, trụ thần quyền chui, nhân quả dù sao quá khổng lồ, Hồng Quân, Vũ Hoàng Cổ Đế, Chu Mục Thần, Xấu Thần các loại cường giả, cũng không có tiếp nhận, rõ ràng cũng là có vô cùng cẩn thận suy tính. Cũng chỉ có Ma Phi Thiên cái người điên này, vì cầu đột phá, không cân nhắc kết quả. Thế mà thật sự đem diêm ma tử thần ăn hết. Bây giờ diêm ma tử thần, lại chỉ có một cái đầu lâu, khảo nghiệm Diệp thần thời điểm cũng đến. Có muốn ăn hay không? Đây là cơ hội cuối cùng, nếu như hắn không ăn, vậy cái này một nửa trụ thần quyền chui, rất có thể cũng muốn rơi xuống Ma Phi Thiên tay bên trong. Đến lúc đó, Ma Phi Thiên chấp trưởng hoàn chỉnh trụ thần quyền chui, sợ rằng phải vô địch. Luân hồi mộ địa bên trong. Chín thương cổ hoàng cùng sụp đổ chi chủ cũng cảm thấy sự tình trọng đại, hai người nhìn thoáng qua nhau. Sụp đổ chi chủ nói, mộ chủ, người ăn chính là, đặt ở trước mắt cơ duyên tạo hóa, trước tiên nuốt lại nói, về sau có hậu quả gì, sau này hãy nói. Chín thương cổ hoàng lại hết sức trầm ổn, nói, không thể, kế thừa trụ thần quyền chui, giá quá lớn, ta xem không bằng trước tiên đem cái này diêm ma tử thần, phong ấn tại luân hồi mộ địa, về sau hỏi lại một chút thiên tổ. Có muốn ăn hay không, nghe một chút thiên tổ ý kiến cũng tốt. Sụp đổ chi chủ lắc đầu nói, đây là mộ chủ chính mình nhân quả, thiên tổ sẽ không nhúng tay, muốn mộ chủ chính mình quyết đoán. Diệp thần nhíu mày suy ngẫm, thực cảm giác nhân quả trọng đại, trong lúc nhất thời khó mà quyết đoán. Luân hồi chi chủ, người không ăn, để cho lão phu ăn như thế nào? Ngay lúc này, một đạo cực kỳ tang thương, cực kỳ cổ phác, lại lộ ra vô biên bóng mát âm thanh. Từ trong hư không vang lên, chỉ thấy một lão già, hình dáng tướng mạo hung ác nham hiểm, người mặc đạo bào màu xám, thân thể quấn quanh lấy từng cái xích sắt, khóe miệng mang theo đường cong mờ, từ không trung hạ xuống tới. Xoát la la! Hắn hạ xuống thời điểm, quấn ở trên người hắn xích sắt, liền vang động, có ma khí lan tràn ra, tạo thành phù văn kia lộ ra khí tức, lại ẩn chứa một tia luân hồi pháp tắc. Lá khô ma tôn! Diệp thần chấn động, lão giả này! Hắn mặc dù là lần thứ nhất gặp, nhưng một mắt phía dưới, nhân quả nhìn rõ, đã biết thân phận của đối phương, chính là cành khô thiền sư huynh trưởng, lá khô ma tôn. Huyền thiên lá khô, người muốn ăn ta. Diêm ma tử thần nhìn xem hạ xuống lá khô ma tôn, có chút ngoài ý muốn, hỏi. Hắn kỳ thực cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lá khô ma tôn, vốn lấy hắn trụ thần tầm mắt, không không lúc nào đối không hắn tới nói, không có bí mật. Bất kể là ai, chỉ cần gặp thứ nhất mắt. Là hắn có thể biết đối phương tất cả bí mật. Đây chính là trụ thần cường đại. Lá khô ma tôn mỉm cười nói, chính là, diêm ma đại nhân, luân hồi chi chủ không chịu ăn ngươi, để cho lão phu thay thế như thế nào. Diêm ma tử thần khẽ giật mình, sau đó lắc lắc đầu nói, không được, ngươi không có tư cách này. Ân, quá khứ của ngươi, ta đã nhìn thấu, ngươi từng họa loạn một thời đại, xưng ma xưng tôn, uy áp chư thiên, sát lục vô số, làm nhiều việc ác. Cuối cùng bị luân hồi địa ngục để mắt tới, câu thiên tôn ra tay bắt ngươi, khoa thiên thần quân đem ngươi khóa lại, hình thiên chủ đối với ngươi làm trọng phạt, độ ách chân quân chặt đứt ngươi trên thế gian tồn tại nhân quả, ngươi gặp trọng trọng đại kiếp, lại còn có thể không chết, thậm chí bây giờ buông xuống nơi đây. Bất quá, ngươi dù sao gặp nạn quá nhiều, nhục thể của ngươi, thần hồn của ngươi, cùng đỉnh phong thời điểm so sánh, đều suy bại quá nhiều. Thời đại của ngươi đã qua, ngươi không có tư cách ăn ta. Chỉ bằng nhục thể của ngươi, dám kế thừa ta trụ thần quyền chui, chỉ có bạo diệt hạ tràng. Nói xong lời cuối cùng, diêm ma tử thần nhìn về phía lá khô ma tôn ánh mắt, cũng là trở nên lạnh nhạt, lại kêu lên, độ ách chân quân, ngươi vừa ở đây, sao không hiện thân lại trấn áp người này. Diêm ma tử thần tiếng nói sau khi rơi xuống, một vệt sáng từ đằng xa bay vụt mà đến, càng là như tường vi. Tại muội muội như huỳnh bị diệp thần trấn áp phong ấn sau, nàng tâm tình vẫn không tốt lắm. Những ngày này một mực tại bế quan, lúc này nghe được diêm ma tử thần kêu gọi, lúc này mới xuất hiện.
Lá khô ma tôn, là ngươi. Nếu Tường Vi nhìn thấy lá khô ma tôn sau, cũng không nhịn được lông mày nhíu một cái. Các ngươi quen biết. Diệp Thần nhìn xem như Tường Vi, mười phần ngoài ý muốn. Nếu Tường Vi khẽ gật đầu nói, ân, cái này lá khô ma tôn, đã từng làm nhiều việc ác, chúng ta luân hồi địa ngục bắt qua hắn, nhưng về sau hắc ám huynh đệ hội quy mô công phạt, địa ngục sụp đổ, hắn liền thừa dịp chạy loạn rơi mất. Ta pháp hiệu Đỗ Ách Chân Quân, trước kia từng chặt đứt hắn trên thế gian nhân quả, đoạn tuyệt tín đổ hắn cứu viện, chỉ là hắc ám huynh đệ hội công phạt, là ta không có nghĩ tới. Luân hồi địa ngục mục tiêu, chính là trừng trị chư thiên ác nhân, muốn để vị ác giả toàn bộ xuống địa ngục, muốn tại chư thiên thiết lập một cái thưởng thiện phạt ác vĩ đại trật tự. Lá khô ma tôn đã từng làm ác, liền lọt vào luân hồi địa ngục bắt. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, thì ra trước kia lá khô ma tôn, trên thế gian tồn tại nhân quả vết tích, sớm đã bị như Tường Vi chặt đứt, cho nên lúc trước hắn cũng không nghe nói qua lá khô ma tôn sự tích. Lá khô ma tôn nhìn thấy như Tường Vi hiện thân, cười hắc hắc, nói, Đỗ Ách Chân Quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à, lão phu cho là ngươi đã tuấn đạo. Nếu Tường Vi lại không để ý tới lá khô ma tôn, ngược lại hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, người này là ma đạo hung đồ, người nhanh ra tay trấn áp hắn. Nàng thời đại, sớm đã đi qua, bây giờ nàng cũng không còn lại bao nhiêu sức mạnh, áp chế không nổi lá khô ma tôn, chỉ có thể để cho Diệp Thần ra tay. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía lá khô ma tôn, nhớ tới cảnh khô thiền sự ủy thác, ánh mắt cũng là trở nên có chút lăng lệ. Lá khô ma tôn ánh mắt run lên, vội vàng lui lại hai bước, nói, luân hồi chi chủ, ta bảo đệ đã nói với ngươi như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn giết hại lão phu? Giờ khắc này ở Diệp Thần trên địa bàn, lá khô ma tôn cũng không dám quá mức làm càn. Nếu như ở bên ngoài, hắn còn có thể cùng Diệp Thần luận bàn giao chiến, nhưng ở đây, Diệp Thần chiếm hết thiên thời địa lợi ưu thế, hơn nữa bên cạnh Diệt Không Thiên Đế, Thanh Đồng Cổ Thiềm, Minh Khiếu Thiên nhóm cường giả tùy thời chờ lệnh, hắn cũng không dám làm loạn. Diệp Thần trầm giọng nói, lá khô tiền bối, cảnh khô thiền sư bảo ta cứu rỗi ngươi, vậy hôm nay chính là cứu rỗi ngươi thời điểm. Nói xong, Diệp Thần keng một tiếng, rút ra tuyệt mệnh thiên kiếm, kiếm khí xâm nghiêm. Lá khô ma tôn khuôn mặt tái đi, lại lui ra phía sau hai bước, cười hắc hắc nói, khoan động thủ đã, luân hồi chi chủ, đây chính là ngươi cái gọi là cứu rỗi sao. Ngươi nếu thật có ý định cứu rỗi, đem Diêm Ma Tử Thần quyền hành, nhường cho lão phu chính là. Nói xong, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Diêm Ma Tử Thần cái đầu kia, tràn ngập thèm nhỏ dãi chi ý. Nếu là có thể ăn viên này đầu người, kế thừa trụ thần quyền chuôi, coi như chỉ có một nửa, cũng đủ để nghịch thiên cải mệnh, tương lai quay về tinh không bỉ ngạn, không thành vấn đề. Diêm Ma Tử Thần nhàn nhạt lắc đầu nói, huyền thiên lá khô, ta nói, ngươi không có tư cách ăn ta, nhục thể của ngươi, sức mạnh còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, hiểu chưa? Lá khô ma tôn nói, chỉ cần luân hồi chi chủ, đem ta bảo đệ vẫn lạc sau biến thành khô cảnh liễu, trả lại cho lão phu cảnh lá dung hợp, tái hiện huyền thiên thần cây liễu hào quang, vậy liền đủ tư cách. Tiếng nói rơi xuống, lá khô ma tôn đột nhiên cách không ra tay, bàn tay nắm vào trong hư không một cái, một cỗ hấp lực truyền ra. Lập tức, trong cơ thể của Diệp Thần cái kia đoạn khô cảnh liễu, chịu đến tác động, ông một tiếng, liền bắn ra, muốn rơi vào lá khô trong tay ma tôn. Khô cành liễu vù vù, tiểu tụy cành tràn ngập ra một cỗ mỏng nước ánh sáng lộng lẫy, Diệp Thần thấy thế, rất là chấn động. Hắn biết, cái này đoạn khô cành liễu, là phục sinh cành khô thiền sư hy vọng cùng mấu chốt, nếu như rơi xuống lá khô ma tôn trong tay, cái kia cành khô thiền sư liền không có hy vọng phục sinh, thậm chí muốn bị lá khô ma tôn thôn vệ hết. Dừng tay! Diệp Thần phản ứng cực nhanh, tại khô cành liễu vừa mới thoát thể bay ra, hắn liền đại thủ vồ bắt. Luân hồi khí thả ra, muốn đem khô cảnh liễu bắt trở lại. Nhưng lá khô ma tôn lại tại tranh đoạt, hai người lập tức liền lâm vào trong giằng co, một đoạn khô cảnh liễu dừng lại giữa không trung, ông ông tác hưởng, kẹp ở lực lượng của hai người trong hơi thở ở giữa. Diệp Thần cùng lá khô ma tôn sức mạnh, cỡ nào bàng bạc, nhật nguyệt tinh thần đều có thể nghiền nát, thế nhưng khô cảnh liễu thừa nhận hai người sức mạnh lôi kéo, thế mà không ngừng, cũng không nát bấy, có thể thấy được vật này cường đại. Lá khô ma tôn trầm giọng nói, luân hồi chi chủ, buông tay. Diệp Thần nói, người buông tay mới là. Lá khô ma tôn hừ một tiếng, nói, lão phu cùng ta bảo đệ vốn là một thể, người cưỡng ép chia rẽ lại là hà tất. Chờ lão phu dung hợp cái này đoạn khô cành liễu, thực lực khôi phục đỉnh phong, pháp tắc viên mãn,
liền có thể thay ngươi ăn hết Diêm Ma tử thần. Ngươi không muốn chịu phần thiên đại kiếp, lão phu thay ngươi tiếp nhận chính là. Diệp thần đang muốn cãi lại, trên bầu trời bỗng nhiên lại truyền đến một đạo thanh âm lãnh khốc. Các ngươi một đám đi quá giới hạn người, tranh đoạt cái gì, Diêm Ma tử thần quyền hành, là ta. Chỉ thấy bên trên bầu trời, hư không nứt ra, rầm rầm hắc triều phun trào, đó là thiên ma tinh hải hải triều. Một hồi thi thể mưa, liền từ trên bầu trời bạo rơi xuống, mang theo vô biên ô uế cùng mùi máu tươi, vô tận hắc ám hàng lâm xuống, cỗ này hắc ám độ dày đặc, thậm chí ẩn ẩn che đậy vũ tổ muốn đột phá kim quang khí tượng. Chỉ thấy một cái thân hình vĩ đại hắc bào nam tử, chậm rãi hạ xuống tới, lại là tử thần giáo đoàn chúa tể chân chính, trong truyền thuyết hỗn độn thiên ma thủ lĩnh, cực đạo ma tôn Ma Phi Thiên. Ma Phi Thiên thân là cực đạo ma tôn, vốn là tinh không bỉ ngạn phía trên cường giả, về sau uống ác mộng nước suối, buông xuống đến không không lúc nào khoảng không, vốn là chịu pháp tắc hạn chế, thực lực không phát huy ra bao nhiêu. Nhưng bây giờ, hắn toàn thân ma khí bành trướng, che khuất bầu trời, sức mạnh cuồng bạo hung mãnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, thiên địa pháp tắc phảng phất không có gì, căn bản áp chế không nổi hắn, lực lượng của hắn đã tấn mãnh bão táp, khôi phục lại tình cảnh đỉnh cấp thiên đế. Thậm chí, khoảng cách siêu phẩm thiên đế, cũng bất quá cách xa một bước. Đây hết thảy, đều là bởi vì hắn ăn Diêm Ma tử thần cơ thể, kế thừa một nửa trụ thần quyền chuôi. Bây giờ, tại Ma Phi Thiên trên thân, liền có cường hoành hắc ám uy áp khí tức, không ngừng tỏa ra, ở trên vòm trời hiển hóa ra vô tận hắc ám nhật nguyệt, như từng khỏa con ngươi đen nhánh, quan sát chư thiên, cực kỳ khủng bố hùng vĩ. Cái kia cỗ uy áp khí tức, thậm chí mang theo một tia trụ lực lượng của thần. Thời khắc này Ma Phi Thiên, phảng phất chính là trụ thần bản thân. Luân hồi chi chủ, chúng ta lại gặp mặt. Ma Phi Thiên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cười nhìn xem Diệp thần. Tại hắn sau khi xuất hiện, phía sau hắn, không gian sôi trào, thiên khải chí tôn mang theo rất nhiều tử thần giáo đoàn cường giả, cũng hàng lâm xuống, nhìn chằm chằm Diệp thần. Ma Phi Thiên, là ngươi. Diệp thần sầm mặt lại. Bên trong không pháp cốc, tất cả mọi người nhìn thấy Ma Phi Thiên hàng lâm, cũng là vô cùng khẩn trương đề phòng. Thiên nữ cùng lãnh nguyệt tịch tạm thời không để ý tới vũ tổ, thoáng hiện đến bên cạnh Diệp thần. Ong ong ong, bên trong không pháp cốc, từng đạo thủ hộ đại trận cũng là đi theo mở ra, từng trận thần quang ngút trời dựng lên. Ma Phi Thiên khuôn mặt trầm xuống, nên cũng không dám quá mức khinh thị, phất tay điều động thiên ma tinh hải áp chế, cười hắc hắc một chút, nói, luân hồi chi chủ, chớ nóng vội động thủ, chúng ta đánh nhau, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Ngươi chỉ cần đem Diêm Ma tử thần quyền hành, nhường cho ta lập tức liền rời đi. Tại Diệp thần trên địa bàn, Ma Phi Thiên nên cũng không dám quá mức làm càn, bằng không chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Diệp thần lạnh lùng nói, nếu như ta không để đâu. Ma Phi Thiên nói, ngươi không để, chẳng lẽ ngươi dám ăn hết hắn, phần thiên đại kiếp đau đớn, cũng không phải đùa giỡn. Diệp thần nói, có gì không dám. Nghe vậy, Diêm Ma tử thần đại hỉ, nói, luân hồi chi chủ, ngươi cuối cùng chịu ăn ta. Diệp thần ánh mắt nhìn về phía Diêm Ma tử thần, ánh mắt vô cùng phức tạp, cuối cùng kiên quyết gật đầu một cái. Có muốn ăn hay không đi Diêm Ma tử thần, Diệp thần kỳ thực là vô cùng mâu thuẫn, khó mà quyết đoán. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Ma Phi Thiên hàng lâm, cảm thụ được Ma Phi Thiên cái kia cỗ khí thế bức người, Diệp thần liền biết chính mình không được chọn, nếu như hắn không ăn, Diêm Ma tử thần liền bị Ma Phi Thiên ăn. Nhìn thấy Diệp thần cuối cùng gật đầu, Diêm Ma tử thần mừng rỡ như điên, nói, quá tốt rồi. Luân hồi chi chủ, người chịu ăn ta, kia thật là không thể tốt hơn nữa. Ha ha ha, ta cuối cùng có thể giải thoát. Nói đi, Diêm Ma tử thần đầu người, liền hóa thành một tia sương mù màu đen quang, hướng về Diệp thần miệng vọt tới. Diệp thần không có lùi bước, cũng không có kháng cự, liền chuẩn bị tiếp nhận đây hết thảy. Không, Ma Phi Thiên thấy thế, rất là chấn động, quát lên, trụ thần quyền chuôi là ta. Ngươi không thể đi quá giới hạn. Hắn phẫn nộ, điều động thiên ma tinh hải, bộc phát ra trăm ngàn đạo đen như mực chi tinh phi kiếm, quay đầu hướng Diệp thần chém giết tiếp, muốn ngăn cản Diệp thần thôn vệ Diêm Ma tử thần. Bên kia lá khô ma tôn, thần sắc cũng là sợ động, không lo được tranh đoạt khô cành liễu, hoành không một trưởng liền hướng Diệp thần vỗ tới, mang theo cực kỳ bàng bạc tinh quang thủy triều chi lực, đó là huyền thiên tinh lưu quyết sức mạnh. Diệp thần lọt vào song trọng oanh kích, nhưng người đứng bên cạnh hắn cũng không phải ăn chay. Thanh đồng cổ thiềm tung người nhảy ra, lập tức rút đao, hướng lá khô ma tôn cuồng bổ mà đi,
ngăn cản hắn công kích Diệp Thần. Diệt Không Thiên Đế cũng động, một đôi bóng tối ma nhãn mở ra, đen nhánh ánh mắt bộc phát ra bóng tối vô biên khí mang, bao phủ thiên địa càn khôn, giữa thiên địa hết thảy hắc ám bóng tối, phảng phất đều thành sự thân thuộc của hắn. Ma phi thiên bạo sát xuống trăm ngàn đạo đen như mực chi tinh phi kiếm, lập tức ngưng trệ giữa không trung, phảng phất bị dừng lại, không cách nào chuyển động, càng không cách nào rơi xuống chém giết Diệp Thần. Là Diệt Không Thiên Đế tại gắt gao đối kháng, khóe mắt của hắn bởi vậy băng liệt, con mắt không ngừng chảy máu, Minh Khiếu Thiên ở phía sau lòng bàn tay hắn cõng, chuyển vận linh khí trợ lực. Thiên nữ cùng Lãnh Nguyệt Tịch, cũng một tả một hữu đứng ở bên cạnh Diệp Thần, rút kiếm thủ hộ. Tại mọi người thủ hộ phía dưới, Diệp Thần cuối cùng không có bất luận cái gì cản trở, liền ăn vào Diêm Ma Tử Thần đầu người biến thành hắc khí, lộc cộc một chút nuốt xuống. Đáng chết! Ma Phi Thiên gặp Diệp Thần ăn Diêm Ma Tử Thần đầu người, lập tức rất là chấn động, cơ hồ muốn bị tức giận đến thổ huyết. Đáng tiếc! Lá Khô Ma Tôn thấy thế, cũng là cảm thấy tiếc hận. Ầm ầm! Diệp Thần nuốt vào Diêm Ma Tử Thần đầu người sau, liền cảm thấy thân thể giống như lập tức nổ tung. Một cỗ khó mà hình dung kịch liệt bạo đau cùng nóng bỏng, từ bụng nhỏ bên trong nổ đi lên. Hắn nuốt vào đầu lâu kia, đầu tiên lấy được, cũng không phải cái gì trụ thần quyền chuôi sức mạnh, mà là một cỗ vô biên đau đớn. Đó là phần thiên đại kiếp đau đớn. Diệp Thần liền cảm thấy, bụng mình trong đan điền, giống như xuất hiện một ngọn núi lửa, hơn nữa còn là vĩnh viễn duy trì phun ra núi lửa, từ trong núi lửa không ngừng phun mạnh ra nham tương, điên cuồng thiêu nướng nội tạng của hắn, xương cốt, cốt tủy. Kinh mạch, muốn để cả người hắn đều tại trong vô biên phòng dày vò, trầm luân, kêu rên, giãy giụa, vặn vẹo, hắn cảm giác chính mình thậm chí muốn bị sống sờ sờ đốt thành tro. Muốn mang vương miện, phải chịu sức nặng của nó, muốn kế thừa trụ thần quyền chuôi, liền muốn trước tiên tiếp nhận phần thiên đại kiếp đau đớn. Diệp Thần bản thân liền là thiên tổ người đại diện, hắn cùng thiên ngoại trụ thần ở giữa, nhân quả quan hệ mật thiết, cho nên, cùng ma phi thiên cùng nhau so. Hắn ban sơ đối với phần thiên đại kiếp đau đớn cảm thụ, càng mãnh liệt hơn. Đồng dạng là kế thừa Diêm Ma Tử Thần một nửa trụ thần quyền chuôi, Ma Phi Thiên ban đầu tiếp nhận đại kiếp đau đớn, có thể chỉ là tương đương bị than lửa bỏng mấy lần, nhịn một chút liền đi qua, đến nỗi về sau đau đớn dần dần mở rộng, đó là về sau sự tình. Ít nhất thời khắc này Ma Phi Thiên cũng vô dụng tiếp nhận quá lớn đau đớn. Nhưng, Diệp Thần lại khác biệt, hắn cùng trụ thần nhân quả quá tỉ mỉ. Hắn đối với phần thiên đại kiếp đau đớn cảm thụ lực, là Ma Phi Thiên gấp trăm lần. Hắn một chút thôn vệ Diêm Ma Tử Thần đầu người, lập tức liền tiếp nhận bàng bạc phần thiên đại kiếp đốt người nỗi khổ, như bị vô tận nham tương dung luyện, như rơi vào trong hỏa lò nước thép, như thân ở vô gian luyện ngục tiếp nhận vĩnh hằng kiếp nạn. Diệp Thần cảm thấy toàn thân mỗi một chỗ cơ bắp, đều đang vặn vẹo, mỗi một giọt máu, đều đang sôi trào, mỗi một cái lỗ chân lông, đều phải hướng mặt ngoài phun lửa. Cái này phần thiên đại kiếp đau đớn căn nguyên, cũng không phải ngọn lửa gì, không cách nào dùng viêm bia hoặc cái gì đạo linh chi hỏa đi hòa dịu, kiếp nạn này không người nào biết từ đâu đến nay, chỉ biết là vĩnh hằng vô tận, cực khổ không ngừng. Trụ thần quyền chuôi sức mạnh, cần thời gian đi tiêu hóa, bây giờ Diệp Thần còn không có tiêu hóa, nhưng phần thiên đại kiếp đau đớn cũng tại bạo phát. Theo lý thuyết, hắn ăn hết Diêm Ma Tử Thần đầu người, trước mắt không có bắt được nửa điểm chỗ tốt, ngược lại gặp khó mà hình dung đại kiếp nạn. Răng rắc. Tại thống khổ to lớn bị hành hạ, Diệp Thần lập tức quỳ xuống tiếp, đầu gối đều tan nát, cơ thể như bị nước sôi nấu oa, toàn thân đỏ lên, từng trận khói trắng từ đỉnh đầu bốc lên, ngũ quan đều bởi vì đau đớn mà vặn vẹo. Diệp Thần. Sư phụ. Thiên nữ cùng Lãnh Nguyệt Tịch, nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng như vậy, lập tức rất là chấn động, lại là khủng hoảng lo nghĩ. Hắc hắc, luân hồi chi chủ, xem ra ngươi không chịu nổi trụ thần đại kiếp áp lực a. Còn không mau đem quyền hành phun ra. Ma Phi Thiên thấy thế, lập tức cười gằn, đại thủ đè ép, đen như mực chi tinh phi kiếm lưu lần nữa hoạt động, phá vỡ Diệt Không Thiên Đế giam cầm, hướng Diệp Thần chém giết tiếp. Diệt Không Thiên Đế gặp Diệp Thần gặp nạn, tâm thần cũng là sợ động, không cách nào lại ngăn cản Ma Phi Thiên. May mắn thiên nữ cùng Lãnh Nguyệt Tịch phản ứng nhanh, một tả một hữu ôm Diệp Thần thân thể, mang theo hắn người nhẹ nhàng lui lại, né tránh Ma Phi Thiên một chút chém giết. Lá Khô Ma Tôn gặp Diệp Thần chịu khổ nghiêm trọng như vậy, cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng không muốn từ bỏ, nói. Luân hồi chi chủ, người như không chống chịu được, đem trụ thần quyền chuôi phun ra chính là, lại trả lại cái kia khô cành liễu, lão phu thay người tiếp nhận đau đớn. Hắn suy nghĩ chỉ cần mình thôn phệ khô cành liễu,
cành lá hợp nhất, thân hồn thuế biến, có thể tiếp nhận phần thiên đại kiếp đau đớn. Diệp Thần khẽ cắn môi, hắn đã quyết ý thôn vệ Diêm Ma Tử Thần, như thế nào có thể ói nữa đi ra. Lúc này Diêm Ma Tử Thần ý thức, còn không có phai mờ, còn duy trì thanh tỉnh, cũng sợ Diệp Thần đem hắn phun ra, nhân tiện nói. Luân hồi chi chủ, không cần vứt bỏ ta, trước mắt ngươi trụ thần đồ đằng còn không có thắp sáng, điểm ấy phần thiên đại kiếp, còn nhẹ vô cùng, có thể hóa giải. Nghe vậy, Diệp Thần nhếch nhếch miệng, nội tâm thầm mắng một chút, mãnh liệt như vậy đau đớn, Diêm Ma Tử Thần lại nói, còn nhẹ vô cùng, vậy chân chính hoàn chỉnh phần thiên đại kiếp, lại sẽ đau đớn đến mức nào? Như thế nào hóa giải? Diệp Thần liền vội hỏi, về sau sự tình, chỉ có thể sau này hãy nói, hiện tại hắn chỉ muốn lập tức hóa giải mất trước mắt đau đớn. Diêm Ma Tử Thần nói, dùng thiên tổ dạy ngươi táng hư luân hồi pháp, ta từ bên cạnh hiệp trợ, giúp ngươi trước tiên trấn áp đại kiếp đau đớn chính là. Diệp Thần trong đầu linh quang lóe lên, hắn chịu đại kiếp dày vò, suy nghĩ hỗn loạn, càng đem táng hư luân hồi pháp đem quên đi. Táng hư luân hồi pháp, có thể để vạn vật hóa hư, đích xác có khả năng hóa giải mất trong cơ thể hắn phần thiên đại kiếp đau đớn. Lập tức, Diệp Thần hít sâu một hơi, liền vận chuyển táng hư luân hồi pháp, trong đan điền một đạo luân hồi bàn hiện lên. Hắn lập tức thi triển táng hư luân hồi pháp, trong lòng tồn nghĩ vạn vật hóa hư áo nghĩa, muốn đem thể nội phần thiên đại kiếp, hóa thành hư vô. Nhưng, trong cơ thể hắn phần thiên đại kiếp, như núi lửa không ngừng phun trào, không cách nào ngăn chặn, lấy trước mắt hắn táng hư luân hồi pháp tu vi, lại cũng không thể hóa giải. May mắn ở thời điểm này, Diêm Ma Tử Thần từ bên cạnh hiệp trợ, một tia hắc khí quanh quẩn Diệp Thần trong đan điền luân hồi bàn, làm cho cái kia luân hồi bàn uy thế tăng nhiều, từng trận thần quang nở rộ, liền đem phần thiên đại kiếp tầng tầng tan rã. A, à, đau quá a. À. Cỗ này đau đớn, ta thật sự không muốn lại đã nhận lấy. Luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi ăn hết ta, gặp lại, không, hẳn là cũng không gặp lại, hy vọng ta sẽ không có lại tỉnh lại một ngày. Diêm Ma Tử Thần phát ra thanh âm thống khổ, sau đó là như được giải thoát thở dài một hơi, đang hiệp trợ Diệp Thần hóa giải phần thiên đại kiếp thời điểm, hắn cũng lọt vào phần thiên đại kiếp xung kích, quen thuộc đau đớn để cho hắn vô cùng dày vò. May mắn, cái này tàn phá bừa bãi phần thiên đại kiếp, cuối cùng là tạm thời hóa giải, Diêm Ma Tử Thần cũng sẽ không đau đớn. Hắc khí từ luân hồi bàn thượng tán đi, ý thức của hắn rất nhanh như dưới ánh mặt trời tuyết động giống như tan rã tản đi. Diêm Ma Tử Thần. Trong lòng Diệp Thần kêu một tiếng, nhưng không có bắt được bất kỳ đáp lại nào. Diêm Ma Tử Thần ý thức, đã hoàn toàn phai mờ. Lúc này Diệp Thần, cũng sẽ không đau đớn, phần thiên đại kiếp đã bị hóa giải, hắn có thể cảm nhận được trong đan điền thêm ra một quả đen như mực hạt giống, cái này hiển nhiên chính là Diêm Ma Tử Thần trụ thần trùng tử. Là hắn quyền hành ngưng kết. Hắn rốt cuộc bồi thường mong muốn chết đi, quyền hành của hắn, một nửa rơi vào trong Ma Phi Thiên tay, một nửa rơi vào trong tay Diệp Thần. Diệp Thần trong đan điền hắc ám trụ thần trùng tử, bắt đầu nảy mầm, rút ra cành lá, theo hạt giống này nảy mầm, đủ loại cùng Diêm Ma Tử Thần tương quan trụ thần pháp cùng bí mật, từng cái phun lên Diệp Thần trong lòng. Ma sát phệ huyết quyết, thiên ma liệt hồn sóng, tử thần nụ hôn, tử thần u ảnh bộ, u minh quỷ hỏa châu. Tử thần tịch diệt ấn, Diêm Ma tài quyết liên, vong linh thiên tai kiếm các loại, mỗi một môn thần thông công pháp, mỗi một đạo pháp bảo binh khí, đều mang theo siêu thoát thế giới, nghiền ép chư thiên uy năng. Coi như chấp trưởng một môn, đều đủ để tại không không lúc nào khoảng không ngang ngược một phương, mà bây giờ, không biết có bao nhiêu trụ thần pháp, bao nhiêu trụ thần ảo nghĩa, phun lên Diệp Thần trong lòng, hắn lập tức liền chấn động. Cái này trụ thần quyền chui, quả nhiên là cường hãn, rộng rãi vô địch. Hắn chỉ là kế thừa Diêm Ma Tử Thần nửa đường quyền hành, cũng cảm giác được ích lợi vô cùng, cái kia rất nhiều trụ thần pháp, đủ để cho hắn cảm ngộ tiêu hóa vạn năm. Chỉ có điều, phần này quyền hành, đại biểu cũng là ngập trời một dạng cực lớn, sau lưng mang theo vô biên dày vò cùng đau đớn. Kế thừa trụ thần quyền chui, cái kia Diệp Thần liền muốn cùng nhau tiếp nhận phần thiên đại kiếp. Mặc dù, bây giờ phần thiên đại kiếp tạm thời hóa giải, nhưng lần sau đâu? Lần sau phát tác. Hắn nhưng không có Diêm Ma Tử Thần hỗ trợ, chỉ dựa vào chính hắn, làm sao có thể hóa giải, như thế nào nằm cạnh qua. Diệp Thần không biết, hắn cũng không tâm tư quản chuyện tương lai, việc cấp bách, là giải quyết chuyện trước mắt. Hắn mở to mắt, nhìn thấy trước mặt lá khô ma tôn, biểu lộ đã cứng ngắc, trên mặt đang mang theo vô cùng thần sắc kinh khủng, hốt hoảng lui lại. Trên bầu trời Ma Phi Thiên, cũng thoáng chốc đình chỉ công kích, biểu lộ cũng hoàn toàn động lại,
không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần. Toàn trường đều yên tĩnh, ánh mắt mọi người, tập trú tại trên thân Diệp Thần, ngơ ngác nhìn hắn, lặng ngắt như tờ. Vừa mới vẫn là như bị hỏa thiêu Diệp Thần, trên người bây giờ tất cả đốt cháy khí tượng, đã toàn bộ dập tắt đi xuống, hắn thân trên quần áo bị phần thiên đại kiếp đốt thành tro, lộ ra tráng kiện cứng rắn như pho tượng cơ bắp bên trên có từng đạo đặc thù phù chú, giống như ác ma xúc tu lan tràn, lại hình như là cái gì cổ lão đồ đằng. Đó là hắn kế thừa trụ thần quyền chui, hơn nữa lĩnh ngộ đại lượng trụ thần pháp sau, cơ thể hiển hóa ra ngoài dị tượng. Tu vi của hắn khí tức, nhìn từ bề ngoài, vẫn là cửu đỉnh cảnh bảy tầng trời trung giai bộ dáng, nhưng cả người phóng thích ra khí tức, giống như địa ngục xâm nghiêm, như hắc ám tận thế chúa tể, trên người vòng quanh cực kỳ khủng bố tử khí, để cho người đến gần hắn đều cảm thấy tử vong uy hiếp. Thiên nữ cùng Lãnh Nguyệt Tịch, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, vội vàng lui lại, cũng là không cách nào lại tới gần Diệp Thần, ở đó có cường hoành tử khí đe dọa phía dưới, các nàng lòng sinh run rẩy. Vào giờ phút này Diệp Thần, giống như là một cái cô độc tử thần. Hiu! Diệp Thần bàn chân đạp đất, thân thể chợt phóng lên trời, liền thoáng hiện đến Ma Phi Thiên trước mặt. Ma Phi Thiên mắt con ngươi trừng lớn, lập tức ngạt thở. Phanh! Diệp Thần ngang tàng oanh ra một quyền này không có chút xinh đẹp nào, chỉ có thuần túy tử vong chi lực, hung hăng đánh vào Ma Phi Thiên trên lồng ngực. Răng rắc! Ma Phi Thiên xương ngực bạo toái, như đạn pháo chật vật bị đánh rơi, hung hăng đập bể phía dưới một chỗ kiến trúc, đồng thời đem đại địa đập ra một cái hố sâu, phù một tiếng máu tươi cuồng phún. Mọi người thấy Diệp Thần chỉ là đơn giản một quyền, lại đánh rơi Ma Phi Thiên, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Ma Phi Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, cắn răng nói, ngươi! Ngươi đã dung hợp tử thần quyền hành, thậm chí thần chủng sinh sôi. Trong cơ thể của hắn, cũng có một khỏa hắc ám hạt giống, cùng Diệp Thần giống nhau như đúc, là Diêm Ma tử thần thần chủng, là hắn quyền hành ngưng kết. Nhưng, trong cơ thể hắn hắc ám hạt giống, còn không có nảy mầm, hắn mặc dù dung hợp Diêm Ma tử thần quyền hành, nhưng còn không có chân chính phát huy ra sức mạnh. Nhưng mà, Diệp Thần thần chủng, đã sinh sôi đâm chồi, lấy được đủ loại trụ thần pháp huyền bí, quyền hành của hắn uy năng, hơn xa Ma Phi Thiên. Đây là hắn đã nhận lấy phần thiên đại kiếp đau đớn, đổi lấy cơ duyên tạo hóa. Đương nhiên, Diệp Thần tu vi, chỉ là cửu đỉnh cảnh bảy tầng trời trung giai, cùng Ma Phi Thiên tu vi, có chênh lệch cực lớn. Nếu như Ma Phi Thiên bộc phát phản kích, hai người đánh nhau, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Nhưng mà, tại Diệp Thần trụ thần quyền chui uy áp bên dưới, Ma Phi Thiên chiến ý tinh thần sa sút, từng trận ngạt thở, cũng khó có thể phát huy ra chính mình thực lực chân chính. Tử thần tịch diệt ấn. Diệp Thần cũng không có nói nhảm, dung hợp Diêm Ma tử thần trụ thần quyền chui sau, hắn một trái tim như chết tịch giống như lạnh lẽo, đằng đằng sát khí, trong mắt tất cả đều là hắc ám cùng tử vong tia sáng, đại thủ đè ép, chư thiên hắc khí hội tụ, liền hóa thành một cái cực lớn ấn tỷ, mang theo kinh khủng tịch diệt chi lực, hung hăng hướng về Ma Phi Thiên nện như điên tiếp. Ma Tôn đại nhân, cẩn thận a. Trên bầu trời, Thiên Khải Chí Tôn cùng đông đảo tử thần giáo đoàn cường giả, cũng là kinh hoàng, Thiên Khải Chí Tôn chỉ sợ Ma Phi Thiên thật bị đánh chết, liền lớn tiếng kêu gọi. Ma Phi Thiên khẽ cắn môi, lúc này cũng tỉnh ngộ lại, nói, luân hồi chi chủ, người quyền hành lợi hại hơn nữa, tu vi cũng chỉ là cửu đỉnh cảnh mà thôi a. Cáo mượn oai hùng, người muốn hù dọa ta, bằng ngươi cũng nghĩ giết ta. Hắn tức giận, cửu thiên đồ long đao hiện ra nơi tay, hỗn độn thiên ma huyết mạch bộc phát, cả người trở nên vô cùng xấu xí, sau lưng sinh ra đen như mực hỗn độn hai cánh, cơ bắp nổ tung, như tu la khôi phục, một chiêu đại ma quyết trần trảm, mang theo vô biên uy thế, liền nghịch thiên chém tới. Oanh! Diệp Thần tử thần tịch diệt ấn, cùng Ma Phi Thiên đao quang đụng vào nhau, bộc phát kinh thiên nổ tung, khí lãng cuồn cuộn. Hai người tất cả lui về phía sau thối lui, đấu cái lực lượng tương đương. Diệp Thần mạnh tại quyền hành lợi hại, là một loại pháp tắc phương diện, uy áp bên trên lợi hại. Mà Ma Phi Thiên, nhưng là bản thể tu vi lợi hại, đỉnh cấp thiên đế sát phạt xâm nghiêm, không phải giả tạo. Hai loại thủ đoạn, mỗi người mỗi vẻ, không cách nào phán định ai càng hơn một bậc. Chiến đấu, ai thắng ai thua, thì nhìn riêng mình tinh thần đấu trí cùng kinh nghiệm chiến đấu, còn có thiên thời địa lợi các loại nhân tố. Diệp Thần ở địa bàn của mình chiến đấu, rõ ràng hơn một chút. Một bên Lá Khô Ma Tôn, nhìn thấy Diệp Thần cùng Ma Phi Thiên cùng nhau cầm, ánh mắt của hắn chuyển động, trong lòng thoáng qua trăm ngàn giống như ý niệm, lại sau này lui lại mấy bước, cũng không nhúng tay,
hiển nhiên là muốn tọa sơn quan hổ đấu, thu lấy mưu lợi bất chính. Hừ, Ma Phi Thiên lạnh hừ một tiếng, vốn còn muốn gọi lá khô ma tôn hợp tác liên hợp, nhưng hiện tại xem ra đối phương không đáng tin cậy, hắn cùng Diệp Thần chiến đấu tiếp mà nói, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Dù sao, đây là Diệp Thần địa bàn. Bất quá, Ma Phi trời cũng không có lùi bước, bởi vì, hắn đã bắt được, có hai cỗ cường đại khí tức, đã xâm nhập đi vào, một cỗ âm trầm lạnh lẽo hung ác, một cỗ bá đạo hùng hồn rộng rãi. Cổ tinh môn người đến. Diệt không thiên đế trầm giọng kêu lên, cũng cảm nhận được có ngoại địch xâm nhập. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, liền thấy không khí chung quanh, lưu động ra từng sợi chướng khí, thậm chí bên trong hư không, bắt đầu hiện ra từng khỏa mắt trần có thể thấy virus tảo cầu, nhìn tương đương kinh khủng. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, ngươi lại dám kế thừa trụ thần quyền chuôi. Phần thiên đại kiếp đau đớn, ngươi chịu được sao? Một đạo lạnh lẽo liều lĩnh tiếng cười, ngay tại giữa sân vang dội, chỉ thấy một đạo âm u thân ảnh, chậm rãi từ trong hư không xuất hiện, quanh người quanh quẩn từng khỏa virus tảo cầu, chính là bệnh ách ma quân. Diệp Thần cùng Ma Phi Thiên đánh trận, bên trong không pháp cốc, rất nhiều luân hồi trận doanh các cường giả, đều tập trung tinh thần quan chiến đề phòng, lại bị bệnh ách ma quân thừa lúc vắng mà vào. Thiên độc dịch chướng vực, mở. Bệnh ách ma quân hai tay bóp quyết, một cỗ bàng bạc virus khí tràng, liền từ trên người hắn bạo phát đi ra, bao phủ bốn phía, tạo thành một cái kinh khủng ôn dịch tràng vực. Cuồn cuộn chướng khí, bắt đầu ở trong không pháp cốc bên trong lan tràn, rất nhiều hoa cỏ cây cối, trong nháy mắt khô héo đi, mà bệnh ách ma quân huyết nhục, đang điên cuồng thiêu đốt, huyết nhục của hắn cấp tốc trở nên tiều tụy xuống, quả thực là không muốn sống đồng dạng. Lần này, hắn cũng là thật sự không muốn sống, chuẩn bị hy sinh hết tính mạng của mình, cũng muốn áp chế Diệp Thần, cũng muốn ngăn cản Vũ Tổ đột phá. Ôn dịch khí tức lan tràn, giữa sân đám người nhíu chặt lông mày, nhao nhao che lại miệng mũi, ngừng thở, lấy linh khí hộ thể, lại thủ hộ chính mình nội tạng mệnh mạch, tránh khỏi ôn dịch bệnh khí ăn mòn. Vũ Tổ sư tôn, Diệp Thần cũng lấy thần giáp mệnh tinh hộ thể, nghĩ đến Vũ Tổ, không khỏi biến sắc. Chỉ thấy cuồn cuộn ôn dịch khí tức hội tụ thành sông, hướng Vũ Tổ chỗ gian phòng dũng mãnh lao tới. Trong khoảnh khắc, trên thân Vũ Tổ một mực tản ra kim quang khí tượng, liền hoàn toàn biến mất, sau đó là khục, khụ khụ một hồi gấp rút tiếng ho khan, từ Vũ Tổ chỗ trong phòng truyền ra, hắn tựa hồ đã bị ôn dịch vi khuẩn ăn mòn. Ha ha, sự tình so ta tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Bản tọa đốt hết thân thể tàn phế, huyết nhục tất cả đốt, bộc phát ra virus thiên tai, lại có ai có thể ngăn cản. Bệnh ách ma quân khóe miệng lộ ra lướt qua một cái nụ cười tàn khốc, huyết nhục của hắn không ngừng tiêu tụy tiếp, hắn lấy thiêu đốt chính mình huyết nhục tính mệnh làm đại giá, bạo phát ra kinh khủng nhất ôn dịch chướng khí, hóa thành một hồi virus thiên tai, bao phủ toàn trường. Không pháp cốc địa mạch, đều bị virus ô nhiễm, địa mạch linh khí tán loạn, tất cả thực vật khô héo, trong sơn cốc phi cầm tẩu thú rên rỉ ngã xuống, rất nhiều tu vi yếu tiểu nhân đệ tử, hút vào virus khí tức sau, lập tức liền ngã xuống đất co quắp. Miệng sùi bọt mép. Đến nỗi Vũ Tổ, vậy càng là lọt vào virus xâm lấn, đột phá siêu thiên bước chân ngạnh sinh sinh bị đánh gãy, thậm chí cơ thể cũng có thể là gặp ăn mòn. Ma Phi Thiên, Lá Khô Ma Tôn, Thiên Khải Chí Tôn các loại, nhìn thấy bệnh ách ma quân khủng bố như thế bộc phát, cũng là có chút điểm choáng váng. Cái người điên này, thực sự là không muốn sống nữa a. Ma Phi Thiên khẽ cắn môi, bất quá nội tâm lại là mừng thầm. Bệnh ách ma quân thậm chí ngay cả tính mệnh đều không cần, đốt hết huyết nhục, cũng muốn áp chế Diệp Thần, chuyện này với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Huyết đồ xương, Vũ Tổ còn chưa có chết, người đi giải quyết hắn. Luân hồi chi chủ tiểu tử này, liền giao cho ta. Bệnh ách ma quân ánh mắt hung lệ, kêu gọi một tiếng, một đạo thân ảnh khỏe mạnh liền xuất hiện, chính là phá quân thần nữ huyết đồ xương. Nàng thân hình cao gầy, tay cầm lấy huyết đồ phá quân thương. Đôi mắt như điện, bắn thẳng về phía Vũ Tổ vị trí. Bốn phía virus tai khí tràn ngập, nhưng nàng phá quân thương, chính là thiên tổ chế tạo thần binh lợi khí, khí thế rộng rãi, một thương nơi tay, cũng không sợ virus xâm nhiễm. Nghe được bệnh ách ma quân lời nói sau, huyết đồ xương gật gật đầu, liền nhanh chân hướng Vũ Tổ chỗ gian phòng đạp đi. Dừng lại. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, trên thân tử vong hắc khí hội tụ thành ma liên, xoát la la phá không. Hướng về huyết đồ xương ám sát mà đi. Đây là Diêm Ma Tài Quyết Liên, cũng là Diêm Ma Tử Thần Trụ Thần Pháp một trong. Huyết đồ xương lông mày nhíu một cái, huy động phá quân thương, đón đỡ ở Diệp Thần Tài Quyết Ma Liên.
Bệnh ách ma quân cười hắc hắc, nói, luân hồi chi chủ, đối thủ của ngươi là ta. Hắn rút ra một kiếm, một chiêu độc ảnh liên hoàn chạm, kiếm khí liên hoàn như sóng chiều, chém tới Diệp Thần. Diệp Thần rút ra tuyệt mệnh thiên kiếm, chanh 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 liên tiếp vang dội, ngăn lại bệnh ách ma quân kiếm. Huyết đồ xương nhân cơ hội này, đã lớn bước phóng tới tiến đến. Ngăn lại nàng. Diệp Thần quát lên. Diệt không thiên đế hừ một tiếng, lập tức ra tay, bóng tối ma nhãn cực hạn bộc phát, khóa lại huyết đồ xương cái bóng, muốn để nàng không thể động đậy. Nhưng không ngờ, huyết đồ xương võ đạo cường hãn, cước bộ thoáng dẫy giụa, liền tránh ra khỏi diệt không thiên đế cái bóng gò bó. Mà diệt không thiên đế, phải phòng bị virus chướng khí xâm lấn, cũng không cách nào vận dụng toàn lực, trơ mắt nhìn xem huyết đồ xương tránh thoát rời đi. Minh khiếu thiên cùng thanh đồng cổ thiềm từ bên cạnh tiến công, bị huyết đồ xương suy suy hai thương, đều đánh lui. Đến nỗi thiên nữ cùng lãnh nguyệt tịch, vậy càng là không có đánh nhau năng lực, thực lực cùng huyết đồ xương chênh lệch quá xa. Cái này huyết đồ xương, danh xưng phá quân thần nữ, chính là ngày xưa mộ táng cung huyết đồ phái thủ lĩnh, lại chấp trưởng phá quân thương, thực lực của nàng, so với bệnh ách ma quân, thậm chí càng lợi hại một chút, có thể cùng vũ tổ tương đương, bình thường cường giả căn bản ngăn không được nàng. Thần điện anh linh, buông xuống a. Diệp Thần thấy thế, quyết đoán cấp tốc, lập tức ném ra ngoài một tấm triệu hoán phủ chiếu, triệu hoán anh linh điện bên trong anh linh. Lốp bốp, kèm theo một hồi thiểm điện phích lịch âm thanh, hư không nứt ra, một cái đồng dạng chiến khí sôi trào, tư thế hiên ngang nữ tướng, hàng lâm xuống, chính là Lâm Thanh Sương. Thật là nồng đậm bệnh tai dịch khí. Lâm Thanh Sương nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, lập tức lấy làm kinh hãi, sau đó cảm giác được Diệp Thần ý niệm, thân thể vút qua. Lập tức liền ngăn ở trước mặt huyết đồ xương. Lăn đi. Huyết đồ xương một tiếng quát mắng, vung thương quét về phía Lâm Thanh Sương. Lâm Thanh Sương cũng chấp nhất một cây trường thương, dáng người giống như trên chiến trường tướng quân mạnh mẽ, keng một tiếng, liền ngăn lại huyết đồ xương nhất kích. A! À, huyết đồ xương một hồi kinh ngạc, lấy nàng võ đạo thực lực, không không lúc nào khoảng không hiếm có địch thủ, nhưng trước mắt nữ nhân này, thế mà nhẹ nhàng như vậy liền ngăn trở nàng nhất kích. Nàng tất nhiên là hết sức kinh ngạc. Lâm Thanh Sương lại cũng không nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy cổ tay run lên, không không lúc nào chỉ có không không lúc nào chống không quy tắc. Nàng từ anh linh điện hàng lâm xuống, thực lực chịu đến mảnh này thời không pháp tắc hạn chế, có thể phát huy ra thực lực, liền cùng huyết đồ xương không sai biệt lắm. Luân hồi chi chủ, nữ nhân này khó đối phó a, ta giết không chết nàng. Chỉ là vừa giao phong, Lâm Thanh Sương liền có thể chắc chắn, chính mình giết không chết huyết đồ xương. Thay ta ngăn lại nàng chính là, Diệp Thần nói, có thể, Lâm Thanh Sương gật gật đầu, mặc dù giết không chết huyết đồ xương, nhưng muốn ngăn cản đối phương đi tổn thương vũ tổ, nàng tự nhiên có thể làm được. Cút ngay cho ta, huyết đồ xương tức giận, phá quân thương như điên long quét ra, nhưng Lâm Thanh Sương không sợ, gặp chiêu phá chiêu, hai người chiến đấu cùng một chỗ, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Diệp Thần thấy thế, liền âm thầm thở dài một hơi. Có Lâm Thanh Sương tỏa chấn, vũ tổ hẳn sẽ không bị làm thương tổn, hắn có thể yên tâm lại. Diệp Thần ánh mắt, lại lần nữa tập trung ở bệnh ách ma quân trên thân. Bệnh ách ma quân nhìn thấy huyết đồ xương bị ngăn lại, sắc mặt lập tức trầm xuống, bất quá cũng không có quá mức kinh hoàng, bởi vì hắn cũng biết, Diệp Thần át chủ bài đông đảo, muốn tại hắn ngay dưới mắt, đánh giết vũ tổ mà nói, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng gì. Luân hồi chi chủ, người kế thừa trụ thần quyền chui. Phần thiên đại kiếp tư vị dễ chịu không? Bệnh ách ma quân lạnh lẽo nở nụ cười, cầm kiếm lui lại, không có lại công kích Diệp Thần, mà là bấm quyết tác pháp, từng sợi virus tai khí, không ngừng hướng Diệp Thần xâm nhập mà đi. Cái kia từng sợi virus tai khí, vô khổng bất nhập, Diệp Thần thể phách cường đại, lại có thần giáp mệnh tinh thủ hộ, cũng không có bị ăn mòn, nhưng thể nội nhưng thật giống như có đồ vật gì, muốn bị câu dẫn bộc phát. Đó là phần thiên đại kiếp. Diệp Thần kế thừa trụ thần quyền chui sau, thể nội thật giống như có một ngọn núi lửa này yên lặng thời điểm, chính là phần thiên đại kiếp yên lặng thời điểm, một khi núi lửa bộc phát, phần thiên đại kiếp liền muốn tàn phá. Bệnh ách ma quân chính là biết điểm này, điên cuồng thôi động virus khí thức, tản bộ tai hại ôn dịch, muốn đem trong cơ thể của Diệp Thần phần thiên đại kiếp, cũng cùng nhau câu dẫn. Chỉ cần Diệp Thần phần thiên đại kiếp bộc phát, vậy hắn không cần tiến công, cũng có thể không chiến mà thắng. Đáng chết, nghĩ tai họa ta. Diệp Thần khẽ cắn môi, một chiêu tử thần u ảnh bộ, thân giống như quỷ mị, liền nhanh chóng thoáng hiện đến bệnh ách ma quân trước mặt,
lại giơ lên tuyệt mệnh thiên kiếm, cuồng nhiên một kiếm chém giết tiếp. Thiên đấu đại đồ kiếm.